chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 66, một đêm gió tanh. Người áo đen thở phào, nửa đời còn lại có thể an ổn, Giang Hải không giết họ. Cuối cùng, Giang Hải nói, giúp tôi truyền lời, lần sau còn có người tới thành phố Giang Tư gây chuyện nữa thì tôi sẽ tặng cho bọn họ một mảng đất đẹp để xây lăng mộ ở bên ngoài thành phố Giang Tư. Mang ơn đội nghĩa nhận mệnh lệnh, cúi người hành lễ, kéo huyền thanh đang như con heo chết rời đi tất cả mọi người lại chấn động một lần nữa, những vệ sĩ mà Huyền Thanh đưa tới lại bị dọa thành như thế này. Giang Hải, thật sự chỉ là một lái xe thôi ư. Ở cách đó không xa, Thúy Hỏa đang phát lương cho mọi người, những người muốn nghỉ việc xếp thành một hàng dài. Cố Huyền như cực kỳ thất vọng, Giang Hải, em xin lỗi, đều tại em. Nhẹ nhàng vỗ vào vai Cố Huyền như, Giang Hải cười nói, vợ à, bây giờ điều cần làm là gì? Cố Huyền như lau nước mắt trên khóe mi, Jun Jun nói, yên ổn lòng người. Quay người lại, Giang Hải cao giọng nói: Mọi người, tập đoàn Uyển Như vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc đó là, bạn không phụ tôi thì tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ phụ bạn. Những người không đi, những người muốn ở lại cũng sẽ được lĩnh một tháng lương từ chỗ thư ký Thúy Hoa. Tiền này là tiền thưởng, tới cuối tháng sẽ phát tiền lương chính sau. Ẩm ý như thế này rồi, nhất định phải làm ổn định được cảm xúc của nhân viên nếu người đều đi hết rồi, ai tới làm việc nữa? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vui mừng reo lên. Những người vừa nói muốn đi kia, mặt ai cũng như ăn phải xít. Tự nhiên lại được không một tháng lương. Những người muốn đi đều bực bội không thôi, tự trách sao bản thân lại kích động như thế, không nhìn rõ được tình hình. Audio điện tử võ tấn bền Chuyện mà thế, người giám đốc đầu tiên đòi nghỉ việc kia đảo mắt, chạy nhanh tới phía trước anh giang tôi đột nhiên thấy tập đoàn uyển như thật sự rất tốt tôi không muốn đi nữa thế à giang hải mỉm cười thế điều gì khiến anh có cảm giác thân thuộc như thế văn hóa văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn uyển như người giám đốc này rất chi là biết cách nói chuyện lại nhìn về phía cố uyển như giang hải nói vợ à nhà chúng ta có còn thức ăn cho chó không cho dù có cũng không cho chó sói ăn được cố uyển như hừ lạnh lại còn là con chó sói chuyên phản bội nữa giang hải cười nghe thấy vợ tôi nói gì chưa còn không mau cút đi cố huyền như nhíu chặt lông mày rất lo lắng nói giang hải anh không nên đánh huyền thanh bây giờ mâu thuẫn với huyền gia mãi mãi không thể nào hóa giải được vì sao cần phải hóa giải hóa giải mâu thuẫn không thể dựa vào sự khoan dung nhẫn nhịn được mà phải là có được thực lực mạnh hơn đối phương để áp chế giang hải nói tiếp hay là một thời gian nữa chúng ta tới thành phố giang thanh thu mua sản nghiệp huyền ra nhé lời nói của giang hải vô cùng mạnh mẽ đế vương muốn huyền ra canh ba đốt lửa thì chẳng có người nào dám đợi tới canh năm hết cố huyền như không tin chém gió cũng không cần viết nháp à bao nhiêu đối tác đột nhiên tuyên bố dừng hợp tác như thế tài chính của công ty hoàn toàn bị đứt đoạn cái hố này không thể lấp đầy được trong một thời gian ngắn không thể lúc nào cũng chỉ sử dụng tiền của anh để duy trì như thế được tất cả mọi người có mặt đều nghĩ giang hải đang chém gió duy chỉ có lan kiều là không ánh mắt trở nên sâu thẳm cô ta tin giang hải thực sự có sức mạnh này một võ giả giết chết được ông lương huyền gia sẽ rơi vào kết cục như thế nào hoàn toàn dựa vào tâm trạng của giang hải cũng trong lúc này ánh mắt của lan kiều trở nên kiên định rất nhanh đã đưa ra quyết định lan kiều nói uyển như tôi có một đề nghị này lan gia và tập đoàn uyển như hãy khống chế chéo cổ phần của nhau cùng nhau vượt qua khó khăn lan kiều rất thông minh chỉ có như thế này thì mới có thể buộc chặt một chỗ cùng với giang hải mặc dù bây giờ tập đoàn uyển như đang gặp phải nguy cơ trùng trùng nhưng chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi đối với việc này giang hải chỉ cười cười chẳng sao cả đêm đó giang hải đã lấy được thứ kia trong đống tàn tích của trận hỏa hoạn giang gia là một chiếc hộp nhỏ rất kỳ lạ, mà ở bên trong thì có một quả cầu tròn kỳ lạ. Quả cầu tròn kia rất chắc chắn, nhìn như một quả ốc chó, toát ra sự kỳ lạ, sau khi tách ra thì ở bên trong lại trống rỗng. Nghiên cứu hồi lâu, là một loại vật liệu chưa từng thấy, Giang Hải không hề tìm thấy chút manh mối nào. Lại lật lại những bức ảnh kia, trong đó có một bức ảnh chụp cận chiếc hộp này. Đối với lời nói của Lan Kiều thì Giang Hải tin tới 89 phần lão già Lan Gia mới chết chưa được bao lâu, Lan Kiều không thể làm giả được, tuyệt đối không thể chuẩn bị trước được. Hơn nữa, thứ kỳ lạ tương tự như quả ốc chó này cũng không phải là thứ mà Lan Gia có thể sở hữu được. Bởi vì khí tức ở bên trên đó đến cả Giang Hải còn cảm thấy có chút sợ hãi, không biết làm sao tim lại đập nhanh. Nhưng cụ thể là gì thì Giang Hải lại không thể nào nói ra được. Giang Hải bảo thất hồn sắp xếp người truy tìm, điều tra dấu vết của quả ốc chó này việc này rất quan trọng, Giang Hải nhẹ nhàng nói có thể phát ra lệnh ban thưởng. Đế vương, nếu như thế sợ là sẽ bị dò gì tin tức. Giang Hải vẫy tay, không sao. Đêm khuya yên tĩnh, dưới vách núi, những đợt sóng biển vỗ vào đá ngầm. Một tay nắm lấy quả óc chó, Giang Hải nói thầm, mẹ, năm đó Giang ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Quay người nhìn về phía ngọn hải đăng, Tần Hiên dẫn theo một đám người bước xuống xe, bước nhanh về phía trước anh Giang, tôi đã sắp xếp xong người rồi, Tần Hiên nói. Giang Hải gật đầu, nhìn về phía bờ biển minh mông. Một lúc sau, tiếng thuyền máy vang lên, một con thuyền nhỏ lướt nhanh về phía bờ bên kia. Con thuyền cập vào bờ, một người đứng từ xa hành lễ với Giang Hải. Giang Hải nói nhỏ, Tần Nguyên Vũ, chuyển hàng. Tất cả đều chuyển về phía Tây, để tạm ở bên dưới tòa nhà của tập đoàn Uyển như đi. Lúc mới bắt đầu thi công, Giang Hải đã bí mật bố trí một cơ sở dưới lòng đất, một căn phòng bí mật không lớn lắm, làm bằng sắt, mức độ an toàn rất cao. Một con tàu buôn lậu đang ở một nơi nào đó trên đại dương, thứ mà con thuyền nhỏ này mang đến tài liệu cơ mật và thiết bị tinh vi. Thời đại thay đổi rồi, ngày nay, nếu cần sức mạnh thì bắt buộc phải nắm chắc được khoa học kỹ thuật và công nghệ. Những thứ này này đều là do đế vương có được thông qua các kênh môi giới, phá vỡ những niêm phong về khoa học kỹ thuật đế vương nói thẳng ra thì nó chẳng qua cũng chỉ là một thế lực ngầm mà thôi thứ làm cho người ta sợ hãi không phải là sức mạnh của đế vương mà là năng lực có thể thu hoạch được tài nguyên của họ chính vì như thế không ai dám đắc tội đế vương thậm chí là phải cố gắng tâng bốc nịnh nọt đây cũng chính là nguyên nhân mà hoàng tộc cũng phải xem đế vương như khách quý tần hiên vẫy tay một cái hai chiếc xe vận chuyển thiết bị đang đậu ở cách đó không xa nhanh chóng di chuyển một đám người di chuyển hàng hóa rầm rập. Mà lúc này, nơi đại dương kia đột nhiên có ánh lửa, sau đó có một tiếng động lớn làm rung chuyển cả ngọn núi vang lên. Con tàu khổng lồ bị lật chìm xuống, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Hải nhíu mày, bảo người của anh nhanh lên. Giang Hải trầm giọng nói: "Tần Hiên nghiêm túc, có thể khiến cho Giang Hải nghiêm túc như thế, thì đồ vật này chắc chắn không tầm thường." Sắn tay áo lên, đưa tất cả mọi người cùng tham gia vào chuyển hàng. Từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về phía biển lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào phía đấy, tàu chở hàng kia, mang theo ánh lửa rực cháy lên bầu trời. Giang Hải đã dự đoán chuyến hàng này sẽ không thể nào dễ dàng như thế, chỉ không ngờ là những người này thế mà lại dám đặt chân lên khu vực cấm địa ở đông phương này. Nếu như đã đến rồi, việc gì phải ẩn náu nữa? Có thể ẩn náu trước mặt Giang Hải mà không bị phát hiện không phải là không có, mà là rất ít. Mà những người kia rất thông minh, tuyệt đối sẽ không tùy ý tới Đông Phương để dở trò ngang ngược. Càng nổi tiếng thì lại càng trân trọng mạng sống. Bởi vì nếu đi thì rất có thể sẽ là có đi mà không có về. Cách đó không xa, xuất hiện hai ninja mặc đồ đen. Ngay vừa rồi, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Đối với người bình thường mà nói, nếu như những người này muốn che giấu thì cho dù họ có ở ngay mí mắt cũng chẳng thể nào phát hiện được nhưng lúc này đối diện với bọn họ là giang hải một người có danh hiệu là đế vương họ làm vậy cứ như thể một thằng hề đang biểu diễn ảo thuật trước mặt ảo thuật gia thiên tài vậy mối làm ăn đứng đầu ám hoa bảng không ngờ thế mà lại do đế vương đích thân dỡ hàng giang hải cười nhạt thế thì nói lên được điều gì chứ nói lên được hôm nay chính là ngày chết của anh một ninja chậm rãi rút đao ra kiếm ninja loại vũ khí quen thuộc đặc trưng của các ninja Nhật. Lưỡi dao cứng và sắc nhọn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo khi quanh năm ngâm mình trong máu, thu hút ánh mắt người nhìn. Người Nhật chưa từng thừa nhận, chế tạo ra da dao, sử dụng dao, phương đông mới chính là tổ tông của bọn họ. Các người quên mất một chuyện khác rồi, giá của đầu tôi cũng là cao nhất trong số lệnh truy sát của ám hoa đó. Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh, thản nhiên như thể người đang được nhắc đến không phải chính bản thân mình. Chỉ cần giết anh, chúng tôi sẽ có được số tiền mà tiêu cả đời cũng chẳng hết ninja liếm liếm môi tự nhiên lại thấy vui mừng giang hải nói có một số người là không thể chọc vào được đâu có một số loại tiền các người cũng không động vào được nói rồi giang hải bước về phía trước một bước tung ra một nắm đấm cũng trong lúc này trong đám người đang dỡ hàng liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết tần hiên hét lên phẫn nộ đang đánh nhau với một bóng đen mà ở bên cạnh thiên kiếm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm vào bóng đêm. Ở đó có hai người khác đang ẩn náu, thực lực không hề kém. Thiên ưng môn của đế vương, trừ kiếm huyền đang ở lại bảo vệ biệt thự ra thì chín người khác đều đã được tập hợp tới đây. Một người mặc đồ đen, trên ngực có thêu một đôi cánh thiên thần. Thiên sứ tội lỗi là cái tên do thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư đặt cho, nhưng trong thế giới ngầm, dấu hiệu này chính là đại diện cho thiên ưng môn. Trong bóng đêm, thiên sứ vốn dĩ có màu đỏ đang phát ra ánh sáng màu xanh lá mở nhạt, hóa thân thành thiên sứ dẫn đường của địa ngục. Thất hồn ra tay, cơ thể bồng bình bay như lá mùa thu trong gió, kèm theo đó là một tiếng kiếm vang lên. Kiếm của thất hồn, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy kiếm. Cùng lúc này tại Hoàng Kim Giáp Lân, dưới ánh đèn đường vàng, kiếm huyền đang đứng yên bất động. Xung quanh kiếm huyền có ba ninja đã vây quanh, từ lúc nào mà người của Nhật dám tùy ý làm loạn ở phương đông thế này? Chúng tao chỉ cần người phụ nữ bên trong, việc gì cứ phải tặng thêm mạng người thế. Ninja nói chuyện rất ngập ngừng, cứ như là đang ngậm nửa đống xít trong miệng ấy. Đế vương của các người, hôm nay chết chắc rồi. Khóe miệng kiếm huyền nhếch lên, người có thể giết được đế vương còn chưa ra đời đâu. Không ai biết được sự khủng khiếp của Giang Hải, bởi vì người biết được sức mạnh thật sự của Giang Hải đều đã đi uống canh mạnh bà rồi. Rút kiếm ra, kiếm huyền nhảy lên trực tiếp đâm thẳng vào cổ đối phương. Bốn người đánh nhau trận này, nhất thời khó lòng phân cao thấp. Một ninja thoát khỏi trận chiến, lao về phía biệt thự và nhìn kiếm huyền với nụ cười khiêu khích. Ở trong biệt thự, chính là người mà kiếm huyền đang bảo vệ, là người phụ nữ của đế vương. Ninja này đang muốn mở cửa của biệt thự ra thì trong bóng tối vang lên tiếng một nắm đấm mạnh mẽ như hổ gầm đang lao tới, chính thần quyền cơ thể người thiếu niên rất tốt vừa mạnh mẽ lại dũng mãnh hàn kiên tràn đầy tinh thần chiến đấu ép ninja kia lùi lại dần dần đưa tay ra đã luyện tập với thất hồn một thời giản rồi tu vi cũng dần tăng lên cậu đã muốn tìm cơ hội thực chiến từ lâu rồi đang phiền muộn vì không có đối thủ thì mấy ninja này tại tự động dâng tới cửa ninja kia nói bằng tiếng trung rất gượng gạo thiên lương he he để anh nhìn ra rồi hàn kiên cười nói thế thì mày đi chết đi ninja kia tức giận chém về phía hàn kiên đây là của tôi đó đợi sau khi tôi giải quyết xong thì sẽ tới giúp anh nếu như chỉ có mấy tên vô dụng này mà cũng không dọn dẹp được thì anh tệ quá rồi đáng đời hàn kiên không nhanh không chấm dơ nắm đấm về phía trước chính thần quyền mạnh mẽ và uy lực đóng mở hài hòa mặc dù tay không nhưng không hề e ngại khi đối diện với ninja của nhật Kiếm Huyền thản nhiên cười một cái, đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau đó, hai ninja còn lại đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ từ trong sâu cổ họng. Ninja ngã bùm xuống đất, trên cổ toàn là máu tươi. Một kiếm cắt đứt cổ. Hàn Kiên đang nói dở đành phải nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Hàn Kiên nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử co rút lại, sắc mặt như nhìn thấy ma quỷ. Chương 67, khó khăn thực lực của hai sát thủ kia quả thật là không tệ, nhưng ở trước mặt kiếm huyền thì một kiếm cũng không cản nổi. Đây mà còn là người à? Lại một trưởng nữa ép lui ninja kia, Hàn Kiên nuốt nước bọt một cách điên cuồng rồi đột nhiên hiểu ra. Không phải kiếm huyền không đối phó được với ba ninja, mà là đã phát hiện mình ẩn náu trong bóng tối, đang đợi mình xuất hiện. Ninja kia suýt chút nữa thì bị dọa sợ vỡ mật, đồng tử co rút lại, thực lực mà kiếm huyền thể hiện ra đã vượt qua nhận thức của gã rồi tóc gáy dựng đứng lên không hề dây dưa lằng nhằng nữa mà vung ra một đao rồi chạy nhanh đi chỉ với vài bước nhảy đã ẩn mình vào bóng đêm rồi bí thuật của sát thủ chính là đến không biết đi không hay hàn kiên vội nói đừng để cho gã chạy thoát kiếm của kiếm huyền phóng như một tia sét sau đó ninja kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống một chiếc túi gấm được ném về phía hàn kiên rời khỏi thành phố giang tư giang hải đang muốn đuổi hàn kiên đi Hàn Kiên cúi thấp đầu, rồi lại ngẩng mạnh lên, hai mắt đỏ ao, vì sao? Có rất nhiều chuyện tham dự thì dễ nhưng muốn rút lui thì rất chi là khó. Anh Giang cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Kiếm huyền mỉm cười nói, cất kiếm đi, không nói thêm lời nào chậm rãi bước đi. Thu dọn đống rác này lại cho tôi, đừng để người ta nhìn ra là họ đã chết như thế nào. Đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm cái túi gầm, Hàn Kiên mạnh mẽ mở to đôi mắt, rồi lập tức cất đi. Thu dọn những thi thể kia xong, quay về biệt thự, nói với Hàn Lập Hy một tiếng rồi rời khỏi thành phố Giang Tư ngay trong đêm. Về phần đi đâu thì chẳng có người nào biết được. Trên bờ vực, Giang Hải đang đứng khoanh tay. Cách đó không xa, trận chiến vẫn đang tiếp diễn, mà trước mắt thì có một ninja đã ngã xuống. Một ninja khác thì mềm nhũn hai chân, trước ngực có một cái lỗ máu ánh mắt Giang Hải lạnh nhạt, như là nhìn người chết, mà tên ninja này, quả thực là sắp biến thành người chết rồi. Có biết loại người nào thì sẽ chết nhanh không? Ngu ngốc và kiêu căng. Mảnh đất đông phương này, kiêng kỵ nhất là dị tộc bước chân vào. Mà ý nghĩa tồn tại của đế vương, chính là để bảo vệ mảnh đất đông phương này. Anh, anh là, ninja duy nhất còn sống không thể nói năng rõ ràng lưu loát được nữa rồi. Anh, có phải là, võ giả. Giang Hải nhẹ nhàng nói, phải hay không phải, thì đối với một người sắp chết mà nói đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì cả. Nhìn về phía bãi đá ngầm cách đó không xa, đã nhìn thấy thực lực của tôi rồi, còn chưa tự chết đi à? Phía sau bãi đã ngầm có một bóng người nhanh chóng chạy trốn. Giang Hải thể hiện sức mạnh, chắc chắn không phải là điều mà anh ta có thể chống chọi được, ở lại chỉ có một hậu quả duy nhất mà thôi. Chết. Giang Hải không đuổi theo hờ hững quay người lại đối diện với biển lớn. Giang Hải vẫn luôn cảm thấy, mẹ mình vẫn còn sống, sống ở trong những làn sóng kia, bà vẫn luôn dõi theo mình. Bóng người kia chẳng còn nơi nào để trốn, rất nhanh đã trở thành một xác chết. Một người chậm rãi tới gần, trên mặt mang theo nụ cười. Thế nhân đều biết đế vương chẳng qua chỉ là một người môi giới, ai có thể ngờ tới lại không hề yếu hơn vị chiến thần nơi thiên lương kia chút nào. Hoành độ dương nhìn về phía nhóm người thất hồn, sau khi ông ta xuất hiện, nhóm người thiên ưng môn đột nhiên bạo lực hơn, chặt hết đầu của đám ninja kia. Chính là đợi tôi ra tay à? Ánh mắt Giang Hải sáng như vì sao, ai mà biết được bản lĩnh của Chủ tịch thành phố Giang Tư lại bất phàm như thế chứ? Sợ là tất cả mọi người đều cho rằng ông sống trong nhung lụa sung sướng, đã bị tử sắc làm cho cơ thể kiệt quệ đi rồi. Hoành độ dương nhìn về phía những đồ vật kia nói, những đồ vật này tốt nhất là để lại thành phố giang tư đó là việc của tôi giang hải xoay người rời đi ông bớt suy nghĩ muốn lợi dụng tôi đi nếu không hậu quả ông tự gánh vác đồ vật để lại thành phố giang tư hoành độ dương lại có thêm rất nhiều thứ để cò kè lợi dụng nhưng đế vương sẽ không chịu sự trói buộc của bất cứ người nào chứ đừng nói là nghe theo mệnh lệnh của ông ta hoành độ dương hỏi cậu thật sự quay về vì cô bé của cố gia kia à ở rể cậu đúng là một người thú vị nếu không thì sao giang hải cũng không nói rõ gì hoành độ dương cười có thể là một ý đồ khác dưới bóng đèn bóng người của giang hải đổ dài ra lạnh lùng nói không liên quan tới ông những người dám nói như thế với hoành độ dương cũng chẳng có mấy người mà giang hải lại là người mà hoành độ dương không dám đắc tội thành phố giang thanh sắc mặt huyền thiên thế tái mét tức giận nhìn hai người áo đen Ông Huyền, anh Giang đã nói rồi, nếu như người Huyền ra lại tới thành phố Giang Tư gây chuyện nữa thì anh Giang sẽ tự tay tặng mảnh đất thật đẹp cho người đó lựa chọn an nghỉ. Ngôn tình sủng, toàn bộ bàn tay của Huyền Thanh đều được quấn băng gạc dày cộp, tay treo trước ngực, chỉ hơi động đậy tí là đau đến nhức răng nhức lợi. Cha, sao cha lại sắp xếp hai thằng ngu này tới giúp con chứ, họ Giang kia đánh con, mà bọn chúng đến cả một cái giấm cũng chẳng dám đánh, nói gì tới việc bảo vệ con. Còn CMN tự xưng là cao thủ, còn không bằng đồ bỏ đi. Bốp. Huyền Thiên Thế vung tay tát cho Huyền Thanh một cái bạt tai, giận dữ hét lên, ai bảo mày chọc vào tập đoàn Huyền Như. Cha, sao cha lại đánh con? Huyền Thanh bị đánh có chút không thể tin được. Đánh mày là nhẹ rồi đó. Huyền Thiên Thế nghiến chặt răng. Người khác có thể không biết, nhưng Huyền Thiên Thế thì vô cùng rõ ràng, hai người trước mặt này không thể nào bị một Huyền gia nhỏ bé dọa sợ được nếu như không phải con trai lớn là Huyền Bảo Khang vô tình giúp đỡ họ thì những người kiêu ngạo thanh cao này làm sao có thể giúp Huyền ra làm việc được. Cũng chính vì có hai người này chấn giữ mà trong hai năm qua Huyền ra làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Đến cả hai người này cũng không dám đắc tội với Giang Hải thì Giang Hải làm sao có thể là người bình thường được. Giang Hải, rốt cuộc là người nào, người đi ở dễ ư? Lái xe ư, tất cả đều là dối trá. Tin tức mới nhất, Bàng đại ca chiếm đóng nửa Giang Sơn của thành phố Giang Thanh đã va phải người khó chơi rồi, người đến thành phố Giang Tư kia lúc bị gửi về đã là một xác chết rồi. Mà bàng đại ca thế mà lại làm như không có gì, không hề có bước tiếp theo. Giang Hải, lẽ nào đến cả bàng đại ca cũng phải kiêng nể ba phần ư? Hoặc là, Giang Hải thật sự là người của Lôi đại ca, dù sao thì đến giờ Lôi đại ca vẫn chưa có tí phản ứng nào. Huyền Thiên Thế đứng trước mặt người áo đen chắp tay lại rất chi là cung kính. Hai vị, Giang Hải kia rốt cuộc là. Bọn họ nào dám tiết lộ thông tin của Giang Hải, mệnh danh đế vương, một huyền gia nho nhỏ cũng không xứng được biết. Không đợi ông ta nói xong, người áo đen đã giơ tay lên tỏ ý muốn tạm biệt, ông huyền, hai anh em chúng tôi bây giờ phải tới thiên lương, tạm biệt nhé. Thưa, thiên lương, huyền thiên thế xứng sở nhớ lại lời nói cuối cùng kia, đi tới thiên lương, lẽ nào Giang Hải có liên quan tới Thiên Lương? Huyền Thanh nghiêng đầu, vẫn không phục, cho tới khi hai người áo đen rời đi mới dám nói chuyện. Hai tên kia đần như heo nhát như cái, cha, cha cũng quá coi trọng bọn họ rồi. Con thấy bọn họ chỉ là những kẻ lừa đảo mà thôi, lừa ăn lừa uống của huyền gia chúng ta. Huyền Thiên Thế vung tay lên, Huyền Thanh sợ hãi ôm mặt, rụt lại, không dám nói thêm lời nào. Bắt đầu từ hôm nay, mày không được đi đâu hết. Huyền Thiên Thế cắn răng nói. Đứa con trai này, đúng là bùn nhão không chát được thành hồ, nếu như có thể bằng được một nửa của thằng con trai lớn thôi thì cũng không khiến cho bản thân phải mệt mỏi như thế này. Ông chủ, lẽ nào việc này cứ bỏ qua như thế này à? Đợi khi mọi người đều đã đi hết, một người mới cung kính hỏi Huyền Thiên Thế. Huyền Thiên Thế hử lạnh, người huyền gia chúng ta há là người mà anh ta có thể tùy tiện đánh. Không cần biết anh ta là ai, nhất định đều sẽ phải trả giá, nếu không thì mặt mũi huyền ra biết để vào đâu. Ông chủ, cậu lớn đã trên đường trở về rồi. Huyền thiên thế cười kiêu ngạo, lần này có thể hợp tác với Diệp Gia, công lao của Gia Vinh rất lớn. Thế thì thành phố Giang Tư bên kia, người kia cười âm hiểm, nghe nói ngoại hình của con bé cô huyền như kia rất chi là đoan trang, còn có, lan ra. Ừm, ông nói rất đúng, vẫn phải tặng cho Diệp Gia một chút quà mới đúng. Huyền thiên thế cười lạnh, tại hoàng kim giáp lân cả nhà đang ngồi trước bàn ăn giang hải vẫn tiêu diệt hết đồ ăn như cũ nhưng lần này bầu không khí có chút kỳ lạ cố uyển như ăn uống một cách thẫn thờ lôi nhân hào lại ngồi yên không động đậy mà cố vân lệ thỉnh thoảng lại liếc nhìn giang hải một cái lôi nhân hào hít một hơi sâu tiểu giang hà lần này thật sự là nhờ có con nếu không tập đoàn uyển như thật sự tiêu rồi biết là giang hải có tiền lại càng không thể đoán được thân phận thật của giang hải mà tấm thẻ đen kia dường như có rất nhiều tiền, cứ như không thể nào tiêu hết được. Cũng là thẻ đen, trong tay Cố Uyển Như cũng có một cái, đang để trong ngăn kéo ở trên lầu. Cố Vân Lệ vốn muốn rút ít tiền để đi mua thức ăn, dù số tiền hiển thị trên thẻ là số 0, nhưng lại có thể rút tiền ra được, máy rút tiền tự động trả ra rất nhiều tiền, điều này đã dọa Cố Vân Lệ sợ hãi rồi. Bà lập tức gọi điện thoại cho Lôi Nhân Hào. Sau khi hỏi đầu đuôi sự việc, lôi nhân hào bảo cố vân lệ mang tiền về không được nói cho bất cứ người nào mà tấm thẻ kia cũng không thể đụng vào nữa giang hải cười nói cha con rể là một nửa con trai rồi con là trẻ mồ côi thế nên chính là con trai ruột của cha cha với mẹ lại nói những lời khách sáo nữa thì đang không xem con là người nhà đó lôi nhân hào gật đầu hơi mất tự nhiên nhìn sang cố uyển như nhà bọn họ đã nợ giang hải quá nhiều rồi làm thế nào cũng không thể nào trả hết được. Nếu không có Giang Hải thì sợ là Cố Uyển Như sẽ phải kết hôn với một người khác, nửa đời sau của Cố Uyển Như cũng bị hủy hoại rồi. Nếu không có Giang Hải thì sợ là nhà bọn họ cả đời này đều không thể nào rời khỏi cái nhà ngang rách nát kia được. Nếu không có Giang Hải thì bây giờ Lôi Nhân Hào vẫn phải ngồi trên xe lăn. Đến cả tập đoàn Uyển Như cũng là tài sản của Giang Hải, chỉ viết trên danh nghĩa là của Cố Uyển Như mà thôi ngoài lôi nhân hào bía rõ mọi chuyện bên trong thì không có người nào có thể hiểu được giang hải rốt cục thích cố uyển như ở điểm nào cố uyển như đang ngậm cơm trong miệng mặt đỏ bừng rất căng thẳng cha thế này là có ý gì chẳng nhẽ ông muốn mình báo đáp giang hải nhưng mà hai người đã là vợ chồng trên danh nghĩa rồi lẽ nào còn muốn bọn họ đi đăng ký nữa sau khi ăn cơm xong giang hải rủ lôi nhân hào đánh cờ nhưng thật ra là đang tranh thủ nói rất nhiều chuyện Vẻ mặt của Lôi Nhân Hào nhìn như là người đã trải qua rất nhiều kiếp nạn trong đời, biểu cảm ngọt bùi cay đắng đủ cả. Đôi mắt sáng lên, giọng nói run run, "Thật à?" Giang Hải gật đầu, "Cũng phải có người làm việc này." Uyển Như không biết. Giang Hải lắc đầu, "Cha, con thấy không cần thiết phải giải thích." Lôi Nhân Hào gật đầu, nói như thế thì lần này tập đoàn Uyển Như không chỉ không có khủng hoảng gì mà còn chào đón một sự phát triển to lớn hơn giang hải cười bước tiến vượt bậc đúng trực tiếp bay cao lôi nhân hào kích động vỗ tay những đồ kia an toàn chứ giang hải vâng một tiếng lôi nhân hào lập tức nói thế thì cha quy hoạch lại một chút tương lai của tập đoàn uyển như cất bàn cờ đi lôi nhân hào đã ngồi trước bàn làm việc cau mày chìm vào suy nghĩ cố uyển như đỏ mặt nhỏ giọng hỏi anh nói chuyện gì với cha tôi thế cha em giang hải cười trêu cô đó là cha anh cố uyển như cau mày giang hải vội vàng nói vừa rồi cha hỏi anh đột nhiên cố uyển như cảm thấy căng thẳng hai tay nắm chặt góc áo nếu như lôi nhân hào nhắc tới việc hai người đi đăng ký kết hôn thì cô nên có chút rẻ giặt hay là lập tức đồng ý đây lấm la lấm lét nhìn trộm mấy cái giang hải có chút ngượng ngùng hỏi thật sự để anh nói à anh có nói không cố uyển như lập tức nóng nảy giận dữ giang hải lập tức thỏa hiệp giơ hai tay lên đầu hàng, vừa rồi cha hỏi anh, thuốc sinh con trai có thật không? "Hả, anh nói lung tung gì đó." Cố Huyền Như ngoài mặt thì không tin nhưng ánh mắt lại nhìn Lôi Nhân Hào, rồi lại nhìn Cố Vân Lệ. Lôi Nhân Hào thì chìm vào suy nghĩ. Cố Vân Lệ thì đang xoa bụng, giống như là đang giấu giếm chuyện gì đó, lẽ nào? Chương 68, bẻ cua. Cố Huyền Như hỏi nhỏ, lẽ nào bọn họ thật sự là chuyện kia à? Sang Hải cười, ừm, anh cũng không biết được. Ôi, em cũng đã hơn 20 rồi, lúc này mà họ lại muốn có thêm con. Cố huyền như hung hăng dậm chân xuống đất, không thể tiếp nhận được sự thật là bản thân đột nhiên có thêm em trai hoặc em gái. Giang Hải không nhịn được nữa, cười ra tiếng, nghĩ gì thế hả, cha bảo chúng ta nhanh chóng làm cho xong chuyện của chúng ta đi. Khuyên anh không nên có áp lực, chỉ cần chúng ta, hì hì, cố gắng thêm một chút như thế này này thì sẽ có con thôi vợ à anh thấy chúng ta nên hiểu cho tâm lý muốn có cháu ngoại của cha mẹ cũng nên chủ động phối hợp hay là bắt đầu cố gắng từ tối nay đi chọn ngày không bằng gặp ngày luôn đi cố huyền như thẹn quá hóa giận sắc mặt dần dần trở nên tái mét ấy ấy vợ ơi đừng đánh anh mà đánh ở đâu cũng được nhưng đừng đánh vào mặt ngày hôm sau lôi nhân hào và cố huyền như ở trong văn phòng mưu đồ bí mật cả một buổi sáng đợi đến khi cố uyển như đi từ văn phòng ra thì sắc mặt đã thay đổi rồi vui mừng đỏ cả mặt một căn phòng bí mật được xây dựng ở dưới tòa nhà của tổng tập đoàn uyển như ở phía tây ngay dưới mí mắt cố uyển như mà trong đó lại có rất nhiều thiết bị tinh vi mặc dù những thứ này chỉ là những thứ nhỏ hoặc là một bộ phận của thiết bị nào đó nhưng lại là cốt lõi của cốt lõi nhất là những tài liệu cơ mật kia trong đó bao hàm không biết bao nhiêu kỹ thuật độc quyền một công ty khoa học công nghệ có thể dẫn đầu ngành chỉ với một hoặc hai cái mà thôi, mà Giang Hải Thế nhưng lại làm cả một kho luôn. Những thứ này nếu như công bố với mọi người thì cả phương Đông này, thậm chí là cả thế giới này cũng sẽ vô cùng chấn động. Đế Vương làm việc chỉ cần nhìn kết quả, để có được những thứ này thì có đủ mọi loại kênh. Nếu như bị người khác biết danh sách cụ thể, Đế Vương cũng không khác nào đâm phải một tổ ong lớn, vì trong này không thiếu những tài liệu tuyệt mật của phía chính phủ nhưng mà Giang Hải hoàn toàn không để ý tới những điều này, bản thân đã đứng đầu bảng của lệnh truy sát ám hoa rồi. Người muốn lấy đầu gian viêm quá nhiều, lẽ nào còn sợ hãi mấy con bọ chết này à? Lệnh truy sát ám hoa là danh sách ám sát của thế giới ngầm, không cần biết là ai, chỉ cần có thể lấy được đầu của người nằm trong bảng, thì có thể thu hoạch được tiền thù lao tương ứng. Phần thưởng hấp dẫn như thế, nên cũng không ít người không quản ngại đường xá xa xôi tìm giết anh, nhưng toàn bộ những người này đều đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Giang Hải, vẻ mặt của Cố Uyển Như rất do dự. "Ừ", Giang Hải ngẩng đầu. "Cố Uyển Như nói, tôi muốn hợp tác với Lan gia trước." Giang Hải khẽ nhíu mày, sau đó cười nói, "Anh chỉ là một người ở rể, chuyện của công ty anh không tham gia." "Nhưng công ty này là của anh đó", Cố Uyển Như nói. "Nói chính xác hơn là cô vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái khi hợp tác với Lan Kiều." cô ta là vị hôn thê của Giang Hải, mối quan hệ này, xử lý như thế nào thì cũng khó xử. Giang Hải cười nói, đây là của hồi môn của con rể, tập đoàn Uyển như là của em. Sao anh lại tốt với tôi như thế? Cố Uyển như chớp chớp mắt. Giang Hải chưa bao giờ tặng bất cứ món quà đắt tiền nào, thậm chí còn không lãng mạn. Nhưng giờ nào phút nào Cố Uyển như cũng đều có thể cảm nhận được sự tốt đẹp, chú đáo tỉ mỉ đến từ sâu thẳm trái tim Giang Hải bởi vì em là vợ anh giang hải cười ha ha nhưng anh cố uyển như đang định nói thì không nói được nữa giang hải nói anh là vị hôn phu của lan kiều à chỉ là trò chơi búp bê mà người lớn chơi với nhau thôi như trẻ con chơi trò gia đình ấy mà em đừng xem là thật cố uyển như giàu dĩ không nói lời nào ánh mắt kia rõ ràng là sợ giang hải xem là thật hơn nữa cố uyển như luôn có một cảm giác đó là lan kiều xem đó là thật Thúy Hòa gõ cửa bước vào, gật đầu chào hỏi với Giang Hải, sau đó nói: "Cố tổng, có mấy nhà đầu tư tới, bọn họ muốn rút vốn. Hỏi rõ xem là nhà nào." Cố Uyển Như đứng dậy: "Đây là những công ty tương đối có thực lực, nếu có thể giữ lại được là tốt nhất. Tôi đi xem sao." Thúy Hòa: "Em đi chuẩn bị một số tài liệu." Trong phòng họp, vẻ mặt của mấy nhà đầu tư đều rất khó xử. Hợp tác với Tập đoàn Uyển Như là những dự án tốt khó có được nhưng bọn họ cũng rất khó xử, bởi vì bọn họ không thể nào đắc tội với huyền ra được. Lúc trước vẫn luôn giữ thái độ chờ đợi, nhưng sau khi nghe nói huyền ra hợp tác với Diệp ra thì những nhà đầu tư này đã lập tức đưa ra quyết định, muốn rút vốn đầu tư của những dự án đang hợp tác với tập đoàn huyền như. Ông Vương, ông Trương, cố huyền như bước vào, khách sáo chào hỏi họ. Mấy nhà đầu tư đều đứng lên, ông Vương cười khan nói, cố tổng, thật sự là ngại quá, công ty chúng tôi gần đây xảy ra chút vấn đề, muốn rút vốn của những dự án đã hợp tác đầu tư về. Ông Vương, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Cố Uyển Như đã bảo Thúy Họa đưa những bản hợp đồng đã ký ra. Cố tổng, tiền bồi thường thiệt hại thật sự là quá cao, cô xem có thể nể mặt được không? Ông chủ trường cười nói, công ty thật sự gặp phải vấn đề không nhỏ, sau này việc hợp tác của tập đoàn Uyển Như chúng tôi nhất định sẽ ưu tiên xem xét. Cô xem. Sắc mặt mấy người tràn trề mong đợi nhìn Cố Uyển Như. Thúy Họa nhếch miệng đang định nói thì bị Cố Uyển như giơ tay ngăn lại. Tức giận dậm chân, mấy người này muốn rút vốn lại không muốn bồi thường hợp đồng, đây không phải là cho không à, trên đời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Cố Uyển như nói, thưa các vị, thật sự là công ty của các vị gặp vấn đề về tiền vốn ư? Thật sự là gặp vấn đề rất lớn, nếu như không rút vốn thì sợ là sẽ phải đóng cửa mất. Vẫn mong Cố tổng rộng lòng giúp đỡ. Cố Huyền như ra dấu với Thúy Họa, lấy một bản tài liệu ra đặt ở trên bàn, "Ông chủ Vương, công ty của ông kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, tôi vừa hay có một dự án kỹ thuật độc quyền muốn hợp tác với ông, không biết ông có cảm thấy có hứng thú không?" "Kỹ thuật độc quyền ư?" Mắt của mấy ông chủ đồng thời sáng lên. Đối với một công ty khoa học công nghệ mà nói, khó làm nhất đó chính là nghiên cứu. Đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm nhưng một khi có kỹ thuật dẫn đầu thì không chỉ là kiếm tiền thôi đâu, thậm chí có quyền chế định ra tiêu chuẩn, quyết định kết cấu thị trường. Ông chủ vương lật ra xem mấy trang, vẻ mặt hoài nghi dần dần trở thành có chút cuồng nhiệt. Kỹ thuật này, cho dù là trên quốc tế thì cũng thuộc về địa vị dẫn đầu. Giọng nói có chút run rẩy, cố tổng, cô muốn bán cho tôi sao? Cố huyền như mỉm cười, kỹ thuật, tập đoàn huyền như không bán, chỉ hợp tác thôi. Cố huyền như lai lấy thêm mấy bản tài liệu từ trong tay Thúy Hỏa, phân chia đưa cho những ông chủ khác ở trước mặt. Hô hấp của tất cả ông chủ đều trở nên rồn rập, mặc dù chỉ là một xếp giấy, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chính là cơ hội cả đời khó gặp. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, từng khuôn mặt giống như là chuẩn bị phải ăn thuốc tiên trộn với phân chó vậy. Trông thấy thì thèm nhưng lại khó nuốt. Nhận, cả họ được nhờ. Nhưng, lại đắc tội với huyền gia. Không nhận, mất đi cơ hội. Chuyện tốt như thế này cả đời cũng chẳng có lần thứ hai. Không, sợ là cả đời cũng không có được. Thúy Họa chọn đúng thời gian bước lên phía trước, lấy những tài liệu kia về. Mấy người kia không nỡ buông tay, nắm chặt mãi không buông. Thưa các vị, tôi biết các vị sợ huyền ra. Cố huyền như nói, thế nên tôi không miễn cưỡng. Tập đoàn huyền như có nhiều bản quyền như thế, có thể hợp tác với người sẵn sàng. Chuyện tốt như thế này chính là chiếc bánh rơi từ trên trời xuống đó, mọi người nghĩ kỹ chưa? Tôi, sắc mặt ông chủ Vương có chút khó xử, nắm chặt lấy tài liệu trong tay. Cố Huyền như nói, Thúy Họa, lấy mấy tài liệu này về đi. Tập đoàn Uyển Như có mấy chục kỹ thuật độc quyền dẫn đầu của thế giới, gồm các ngành công nghiệp khác nhau. Tôi không tin toàn bộ người trong thiên hạ đều sợ Huyền gia, không có người dám hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Hơn nữa tập đoàn uyển như sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất cả nước nói xong cố uyển như quay người bước đi cố tổng ông chủ vương vội vàng bước tới cố tổng có chuyện gì thì từ từ thương lượng không có gì có thể thương lượng cả cố uyển như nói tôi chỉ chia sẻ bản quyền vì chúng ta có thỏa thuận hợp tác mà thôi nếu như các ông muốn rút vốn thế thì cứ rút vốn đi nhưng mà cố uyển như cười nhạt nhưng mà sau này các ông sẽ khó có thể hợp tác lại với tập đoàn huyền như đấy. Đây là bị chặn ở cả hai đầu rồi. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa. Cố huyền như đang muốn ép bọn họ lập tức quyết định là chọn đứng về phía huyền ra hay là đứng về phía tập đoàn huyền như. Trong lòng cố huyền như cũng rất lo lắng, quay người một cách dứt khoát nhưng mà chân bước đi rất chậm. Cố tổng, tôi nghĩ là chúng ta có thể thương lượng lại một chút về phương thức hợp tác. Ông chủ vương là người đầu tiên đưa ra lựa chọn đây là cơ hội có thể bay cao đắc tội huyền ra thì đã sao chứ vì dự án độc quyền này mà đứng trên bờ nguy hiểm cũng đáng giá sự lo lắng trong lòng cố huyền như cuối cùng cũng được đặt xuống khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười nhưng bước chân vẫn không dừng vẫn ưu nhã cao quý chậm rãi bước đi như thế cố tổng cố tổng mấy người còn lại nhao nhao gọi lúc này cố huyền như mới chậm rãi quay người lại các ông đều đã nghĩ kỹ rồi chứ Thế thì chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hợp tác. Độc quyền là tài sản vô hình. Cố Huyền Như không chiếm quá nhiều lợi ích, nhưng mấy ông chủ này cần phải đầu tư thêm. Mấy nhà đầu tư hài lòng rời đi, chia sẻ kỹ thuật, tập đoàn Uyển Như đã phải hy sinh không nhỏ rồi, nhưng cũng chỉ có như thế thì mới có thể triển khai những công nghệ kỹ thuật này sớm được. Những khoa học công nghệ này tồn tại trên giấy, chẳng qua chỉ là những hình vẽ mà thôi. Giấy thì không bao giờ gói được lửa chứ đừng nói đến việc cố tình quảng bá. Việc mấy người ông chủ Vương càng hợp tác sâu hơn với tập đoàn Uyển Như nhanh chóng được truyền đi. Không chỉ như thế, việc tập đoàn Uyển Như nắm giữ số lượng lớn kỹ thuật độc quyền cũng được truyền ra. Còn nữa, Cố Uyển Như tuyên bố một thông báo, tập đoàn Uyển Như sẽ thành lập một cơ sở ươm mầm sáng tạo khoa học công nghệ ở phía tây của thành phố Giang Tư, phần lớn lợi nhận mà tập đoàn Uyển Như kiếm được sẽ được sử dụng cho việc nghiên cứu khoa học giới thương nhân của thành phố Giang Tư lập tức sôi sục lên. Các khu vực lân cận, thậm chí là thành phố Giang Thanh cũng nhận được tin tức. Khu nghỉ mát bên ngoài thành phố. Hoành Độ Dương đang nhấm nháp trà. Lúc mới nhận được tin tức về tập đoàn Uyển Như, Hoành Độ Dương rất ngạc nhiên. Đế vương, làm việc vẫn bá đạo như vậy. Rõ ràng là những thứ có được không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng lại thể hiện ra như là thứ mà chính bản thân mình nghiên cứu ra vậy. Có thể tưởng tượng được, hoàng tộc chắc chắn sẽ phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề. Mà ở thiên lương, phần lớn sẽ gặp lại nhau trong các trận chiến. Chiến tranh vẫn luôn cần một cái cớ. Thiên thành thì thế cục khó bề phân biệt được. Hoành độ dương uống một hớp trà, thong thả nói, e rằng biên giới phía tây cũng không yên ổn rồi. Thành phố Giang Thanh, huyền gia chào đón một vị khách quý. Cậu chủ nhỏ Diệp ra ở thành phố Hải Hà, Diệp Kinh Lạc. Diệp Kinh là có mắt như đại bàng, cầm nhọn hết, thoạt nhìn là một người vô cùng gian trá, giảo hoạt. Sắc mặt anh ta âm trầm, có chút không vui. Quyền bảo khang, anh định dùng những chiếc bát, đĩa rách nát này để tiếp đón tôi à? Tôi ở thành phố Hải Hà hả không ăn đủ no sao? chương 69, cô Diệp. Quyền bảo khang mặt biến sắc, anh Diệp à, những thứ này là đặc sản của thành phố Giang Tư đó. Đảo mắt một vòng, Huyền Bảo Khang đột nhiên hiểu ra, diệp kinh lạc không hề để ý là món ăn gì chẳng lẽ diệp ra ở thành phố hải hà không đủ ăn hay sao diệp kinh lạc không vui vì không có tiết mục vui chơi giải trí hay nói chính xác hơn là không có cô gái nào làm anh ta thích anh diệp đặc sản chắc chắn là có nhưng mà không có ở thành phố giang thanh hơn nữa vì sự việc này mà huyền gia đã đắc tội với mấy người tới cả em trai của tôi cũng bị người ta đánh cho thành ra như thế hả diệp kinh lạc nói tiếp chỉ cần huyền ra sau này nghe theo sự sắp xếp của Diệp ra, tôi xem còn có người nào không có mắt mà dám như thế nữa. Đúng vậy, cũng không xem Diệp ra ở thành phố Hải Hà có thân phận như thế nào. Huyền Bảo Khang gật đầu nói, có thể xây dựng quan hệ với Diệp ra chúng tôi là vinh hạnh của bọn họ. Diệp Kinh Lạc nói, nếu như làm tôi hài lòng, có ân oán gì tôi sẽ giúp anh xử lý. Sao Diệp Kinh Lạc có thể không biết Huyền Bảo Khang đang có suy nghĩ ma quỷ gì chứ, chỉ là không nói ra mà thôi cái mà diệp ra cần là người có năng lực làm việc về phần quá trình như thế nào thì anh ta không quan tâm điều mà huyền bảo khang chờ chính là câu nói này của diệp kinh lạc đưa mắt nhìn về phía huyền thanh đang phải treo tay trước ngực kia huyền thanh có chút không tình nguyện lấy ra hai bức ảnh một bức là ảnh của cố huyền như một bức là ảnh của lan kiều huyền bảo khang nịnh nọt huyền thiếu đây là hai thư ký xinh đẹp đã chuẩn bị cho anh các cô ấy đều ở thành phố giang tư một người là tổng giám đốc của tập đoàn uyển như một người là cô chủ của lan gia vừa nhìn thấy ảnh thì hai mắt diệp kinh lạc đã sáng bừng lên nhìn chằm chằm cố uyển như thì trong sáng đoan trang ngây thơ thuần khiết giống như một bông hoa sen đang chớm nở trên dãy núi thiên sơn lan kiều thì vẻ đẹp sắc sảo thoát tục như thế nói đơn giản chính là tiên nữ từ trên trời giáng xuống người phụ nữ có thể khiến diệp kinh lạc có hứng thú cũng không nhiều có thể khiến anh ta không thể nhẫn nại được thì lại càng ít. Không hề có chút do dự nào, dùng ánh mắt ý muốn khen ngợi Huyền Bảo Khang hiểu chuyện. Vẫy vẫy tay, Diệp Kinh Lạc triệu tập hai người cao thủ mà anh ta đưa theo, các anh, đi mang người về cho tôi. Từ thành phố Giang Thanh tới thành phố Giang Tư, chỉ mất hai tiếng đi xe mà thôi, chỉ vừa mới nghĩ tới một đêm kích thích anh ta đã có chút không chờ đợi nổi nữa. Không biết đã bao lâu rồi Diệp Kinh Lạc không gặp được cô gái nào xinh đẹp thuần khiết như thế, còn những người phụ nữ dù xinh đẹp nhưng lại vì tiền mà phóng túng kia thì như một đống phân chó khiến người ta khó mà nuốt xuống. Sắc mặt huyền thanh không vui, hai người phụ nữ này là anh ta nhìn thấy trước. Nhưng mà anh ta không dám cướp phụ nữ với cậu chủ Diệp ra. Huyền bảo khang vội vàng đứng dậy, hơi hoảng sợ nói, anh Diệp, chuyện này không đơn giản vậy đâu, tôi thấy vẫn nên tính toán lâu dài thì hơn. Hả, Diệp kinh lạc biến sắc. Huyền Bảo Khang nói, Cố Huyền như này đã có một người chồng hờ, tay này đánh đấm rất khá. Hơn nữa, gã lại còn là vị hôn phu của Lan Kiều, cô chủ Lan Gia. Những ngón tay này của em trai tôi, chính là bị cái gã tên là Giang Hải ấy đánh gãy tay. Lúc đó, em trai tôi có đưa theo hai cao thủ. Cậu đang đánh giám đấy à? Diệp Kinh Lạc hừ lạnh, hai người của tôi làm sao mà những đồ bỏ đi của Huyền Gia các anh có thể so sánh được? lẽ nào chỉ chút chuyện này mà huyền gia cũng không làm được. Huyền bảo khang vội vàng xin lỗi, nói mình nói sai rồi. Cười hùa nói, thật ra thì cái tên Giang Hải này không dễ đối phó. Tôi thấy vẫn nên tìm cơ hội khác, bắt cóc hai người phụ nữ này tới đây thì hơn. Chỉ cần họ nghe nói là sẽ được hầu hạ cậu chủ Diệp ra ở thành phố Hải Hà, chắc chắc sẽ vội vã leo lên giường thôi. Diệp kinh lạc cười lạnh, người mà tôi đã muốn thì chưa bao giờ thất bại cả đúng thế đúng thế huyền gia bé nhỏ của chúng tôi làm sao có thể so sánh được với diệp gia huyền bảo khang định bợ cũng không nói thêm gì nữa trong lòng lại âm thầm nói đây không phải là ông đây không nhắc nhở cậu xảy ra việc gì cũng chẳng liên quan tới ông đây không cần biết diệp kinh lạc có thể bắt được người tới đây hay không đây vẫn là tin tức tốt với huyền gia huyền thanh ngồi ngây ngốc ở một bên đột nhiên sáng mắt lên suy xét lại mới hiểu ra là huyền bảo khang đang mượn dao giết người Đắc tội với Diệp gia ở thành phố Hải Hà thì có 10, à không, 100 Giang Hải cũng phải chết. Huyền Thanh đứng lên, đụng phải cái tay đang treo ở trước ngực, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. "Anh Diệp, những ngón tay này của tôi là do Giang Hải bẻ gãy từng ngón một." Huyền Thanh làm ra vẻ đang thương nói, thật sự là có tài năng diễn xuất. Lúc đó tôi có nhắc đến Diệp gia ở thành phố Hải Hà rồi. Nhưng mà anh không biết thằng nhãi kia kiêu ngạo như thế nào đâu, tôi không nhắc còn đỡ vừa mới nghe thấy Diệp ra ở thành phố Hải Hà, thì gã đã đánh tôi hung dữ như thế này đó. Huyền bảo khang hắng giọng để ngăn Huyền Thanh lại. Cái thằng ngốc này, tưởng là dùng lời nói dối kém cỏi đó có thể đánh lừa được Diệp Kinh Lạc sao? Một con heo mà cũng dám dùng chiêu mượn dao giết người à? Được rồi, em im lặng đi. Huyền bảo khang lạnh giọng nói, anh Diệp chắc chắn sẽ có sắp xếp. Cũng may là Diệp Kinh Lạc không để ý, chỉ cười nhạt ra dấu cho hai cao thủ kia đi làm việc. Đem theo cả Giang Hải kia quay về đây, giao cho cậu huyền xử lý là được rồi. Thành phố Giang Tư, thất hồn vội vàng tới tìm, nói nhỏ với Giang Hải, đế vương, đã tìm ra được manh mối dấu vết của thứ kia rồi. Nói, Giang Hải quay phát người lại, ánh mắt sắc như dao. Thứ giống như quả óc chó kia, có liên quan trực tiếp tới việc Giang gia bị hủy diệt. Nghe được tin tức này, Giang Hải bất giác có chút bồn chồn, Thất hồn lấy một bộ tài liệu ra, trên tài liệu có tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp như một nàng tiên, đứng ở nơi đầu phố, đẹp không tả nổi. Thất hồn nói, chúng tôi đã tìm thấy người này thông qua tập ảnh tư liệu, trong điện thoại di động của cô ta có một bức ảnh, vô cùng trùng khớp với thứ kia của anh. Giang Hải nheo mắt lại, đọc đại khái tư liệu về cô gái xinh đẹp này. Giang Hải hỏi, bức ảnh này là tự chụp từ đầu hay là ảnh tải về? Ảnh chụp người phụ nữ này chắc chắn đã từng thấy thứ kia chẳng qua là chưa thể xác định được có phải là cùng một vật hay không giang hải gật đầu người đâu rồi đang trên đường tới thành phố giang tư thất hồn cung kính trả lời giang hải có chút kỳ lạ nhìn thất hồn thất hồn giải thích cô ta tới thành phố giang tư gặp một người mua một thứ trong hẻm của phố cổ có một quán trà cũ mặc dù không có nhiều khách nhưng mà mùi trà lại thơm nước lan ra bốn phía Giang Hải cao mày, không động tới chén trà trước mặt. Quán trà cũ này, rất có thể là có vấn đề. Không lâu sau, có một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa, sau đó một đôi giày cao gót chậm rãi bước xuống, Giang Hải ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ và tao nhã truyền tới. Đó là hương thơm của cơ thể. Đứng ở quầy ba, giọng nói thanh thúy vang lên, tôi tìm ông chủ của các anh, ông Thảo. Xin đợi một chút, Người phục vụ ở trong quầy ba bị khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thụy Nguyệt làm cho kinh ngạc, mặt cậu ta đỏ bừng tới tận mang tai. Không lâu sau, có một ông cụ gầy gò với bộ râu trắng bước ra từ phía sau. Nhìn thấy Diệp Thụy Nguyệt nở nụ cười tươi như hoa bước lên chào đón. Ánh mắt Giang Hải không hề chuyển đi chỗ khác, như một bức tượng điêu khắc. Trà bầy ra trước mặt cũng không uống, cứ ngây ra như thế nhìn bầu trời u ấm như vậy. Ông Thảo nói, ông ấy dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ cụ cố nhà cháu vẫn khỏe ạ à? diệp thụy nguyệt mỉm cười vào ngày sinh nhật nếu có thể pha một ấm trà cổ thế thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa cô diệp cuối cùng tôi cũng không phụ sự ủy thác rồi vừa khéo tôi đã có được một ít trà cổ từ tay của một ông lão lúc này nhân viên phục vụ cẩn thận mang một cái hộp gỗ ra dường như vật trong tay chỉ cần khẽ đụng một chút thì có thể vỡ vụn ra vậy chiếc hộp gỗ bóng lóng thoạt nhìn như là đồ cổ từ nhiều năm trước ông thảo mở cái hộp gỗ ra dưới đáy có lót lớp lụa đỏ. Đeo găng tay vào, nhẹ nhàng lấy một ít vật gì đó đen đen, đặt ở trước mặt Diệp Thụy Nguyệt. Đột nhiên, một luồng hương thơm nhẹ nhàng của trà từ từ khuếch tán. Ông Thảo xoa tay, vẻ mặt khá kích động. "Cô Diệp, đây chính là trà cổ vạn năm mà cô cần." "Cô xem cái màu này, cô ngửi hương thơm này, tôi đây cả đời làm trà rồi, cũng là lần đầu tiên có được trà cổ tốt như thế này." Mấy nghìn năm không nhìn thấy ánh sáng, bị bịt kín hoàn toàn thật là hiếm có như người xưa nói trà cổ có mang theo tiên khí ông cụ diệp uống trà cổ này nhất định có thể kéo dài tuổi thọ mãi mãi không già trà này là một loại hiếm thấy trên thị trường trà cổ với công nghệ ngày này thì đã sớm thất truyền rồi thời gian càng lâu thì hương thơm càng nồng đậm người thấy mùi hương của trà này diệp thụy nguyệt cũng bị chấn động không thôi lịch sử nghìn năm mà vẫn có thể bảo tồn được hoàn chỉnh như thế này trà cổ không giống với đồ cổ, đồ cổ có thể dùng tiền để mua được, còn trà cổ thì ngoài tiền ra còn cần phải có vận may nữa thì mới được. Cho dù cực kỳ thích nhưng không gặp được cũng chịu. Thứ này trên thế giới quá ít, nếu xuất hiện thì sẽ bị người ta điên cuồng cướp đoạt. Thật sự có thể kéo dài tuổi thọ ư, cũng chỉ là bảo sao hay vậy mà thôi. Giang Hải cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhưng cũng chỉ là một các nước mắt mà thôi. Thứ có thể làm cho đế vương dao động, trên thế giới thật sự là không nhiều. Dưới sự nhắc nhở của ông Thảo, Diệp Thụy Nguyệt đeo găng tay vào, lấy một nhúm đặt trong lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, thấm vào tận ruột gan. Quá tốt rồi, không cần biết là màu sắc hay là niên đại thì đều là cực phẩm. Cụ cố nhà cháu nhất định sẽ thích, cháu sẽ lấy nó. Ông Thảo cười rung cả dâu, mừng quá đi mất, đây lại là một vụ làm ăn lớn. Cô Diệp, vì thứ này của cô mà tôi phải chạy gãy cả chân, mài rách cả ra miệng đó. Cuối cùng người bán nghe nói tôi mua cái này để chúc thọ cho ông cụ Diệp mới đứt ruột mà đưa cho tôi đó. Sau đó ông ta thở dài thườn thượt, nói như là cảm thán, cuối cùng vẫn không phụ sự ủy thác. Thật sự là cảm ơn ông nhiều lắm, Diệp Thụy Nguyệt lấy chi phiếu ra, trịnh trọng ký một dãy số. Cha cổ, nhìn thì thấy không phải là thứ to tát gì, nhưng là có giá trị liên thành, vô giá. Vụ mua bán mắt thấy sắp thành công rồi thì vào lúc này, Giang Hải lại cười lên, âm thanh lạnh lùng. Trà cổ thì đúng là cổ rồi, nhưng lúc nào thì có tác dụng kéo dài tuổi thọ thế. Anh vừa nói xong thì ông Thảo với Diệp Thụy Nguyệt đều sửng sốt. Hai người cùng quay lại nhìn, nhìn thấy Giang Hải vẫn bình tĩnh như thường, tướng mạo bất phàm. Trà cổ, thật là buồn cười. Từ lúc nào mà trà cổ có thể ép lại như ép gạch vậy? Diệp Thụy Nguyệt, hả, lên một tiếng, thấy Giang Hải nói như thế thì mới nhìn lại, lúc này mới thấy vẻ bên ngoài của trà cổ này cũng có chút quá mức đều đặn sắc mặt ông thảo đột nhiên trầm xuống anh bạn trẻ cơm có thể ăn lung tung nhưng mà không được nói lung tung đâu tôi thấy anh cũng tới ủng hộ cho quán trà của tôi xem như tuổi anh còn trẻ nên không tính toán nữa cả đời này của tôi chỉ làm có một chuyện đó chính là kinh doanh trà không cần biết là trà gì chỉ cần bị động chân động tay tuyệt đối không thể nào thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của tôi ông ta nói như thế diệp thụy nguyệt cũng hơi gật đầu đúng thế tôi tin tưởng vào nhân phẩm của ông thảo giang hải cười nói biết người biết mặt không biết lòng cô diệp trà này cô tặng cho người ta ư diệp thụy nguyệt gật đầu tặng cho người lớn trong nhà giang hải nói tặng người lớn quý ở tấm lòng chứ không phải nằm ở giá trị nhưng mà trà giả này tôi thấy cô vẫn nên thôi đi thì hơn ông thảo tức giận thằng danh này nói chuyện cần phải chịu trách nhiệm đó. Những trà đã qua tay của tôi thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề, là giả thì một đền người. Chương 70, biểu trưng. Giang Hải từ đầu tới cuối vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lúc này mới chậm chạp xoay người lại, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, ông không đền nổi đâu. Mặt ông thảo đỏ bừng lên, quán trà này kinh doanh vắng vẻ, sao đột nhiên lại có một tên nhóc không biết trời cao đất dày sông ra bới lông tìm vết thế này? Tôi nói có thể đền là có thể đền. Nhưng mà, ông Thảo gần từng từ từng chữ một. Nếu như cậu nói sai thì sao? Giang Hải mỉm cười một cái, tôi cũng một đền mười, thế nào? Được, ông Thảo run rẩy đứng lên, thế thì anh nói xem, trà cổ này, chỗ nào nhìn giống là do công nhân ép lại? Cậu nói thử xem, làm sao lại giống như là trà giả bị ép lại chứ? Nếu như không nói ra được, thì cậu có biết giá trị của trà cổ này là bao nhiêu không? đền mười lần tôi sợ là cả đời này cậu cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế đâu giang hải chậm rãi đứng dậy đứng trước mặt diệp thụy nguyệt diệp thụy nguyệt và giang hải bốn mắt nhìn nhau trái tim cô ta run lên khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt kia lại sâu thăm thẳm dường như có ẩn giấu cả vũ trụ khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra ảo giác muốn tới gần thưa anh anh chỉ nhìn một cái từ xa như thế giang hải nói tôi nhìn đồ vật chỉ cần một cái là đủ rồi. Diệp Thụy Nguyệt bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Giang Hải làm có chút xấu hổ, không nhịn được mà cúi đầu xuống. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có cần nhìn kỹ lại một lần nữa không? Giang Hải lắc đầu, không cần đâu. Giang Hải nói, ông Thảo, có lẽ ông thật sự hiểu về cha, nhưng ông lại không hiểu về trộm cướp. Hả, ông Thảo không hiểu. Giang Hải nói, từ xưa con người ta đã cực kỳ thống hận những việc đào trộm mộ, nhưng nghề này vẫn chưa bao giờ biến mất. Trà này, đúng là không phải trà giả. Ông Thảo trừng mắt nói, nếu đã là trà cổ, thì cậu không cần phải nói dài dòng nữa. Giang Hải giơ tay ngắt lời ôn GTA, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thụy Nguyệt, cô xác định trà cổ này có tác dụng kéo dài tuổi thọ sao. Dùng trà này pha với nước nóng rồi uống, cùng với việc ăn xác chết cứng ngắc có gì khác nhau đâu. Nếu như uống vào hư người đi thì làm thế nào, có chịu được trách nhiệm không? Nói rồi, Giang Hải đấm một phát vào bánh trà cổ kia. Diệp Thụy Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Ông Thảo bị dọa nhảy dựng lên, dừng lại, cậu lại dám làm hư thứ có giá trị liên thành này. Giang Hải thế mà lại lùi về phía sau một bước, khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn ông Thảo. Nhìn xem, bên trong bánh trà cổ có thứ gì? Mua trà cổ của ông lẽ nào còn được tặng thêm phần thưởng à? Vì sao ở bên trong bánh trà cổ lại có xương vụn, thịt khô với vàng bạc châu báu chứ? đồng tử của ông Thảo có rút mạnh mẽ, miệng há hốc hết cả ra khi nhìn trà cổ bị vỡ vụn ra mà không nói được lời nào. Diệp Thụy Nguyệt lại hét lên lần nữa, cẩn thận xác định lại thì thứ màu đen đen kia nhìn giống như một ngón tay. Mà ở bên cạnh thì có một chiếc thẻ ngọc được khảm từng sợi vàng. Giang Hải lại nói, vết máu nhỏ trên thẻ ngọc này đủ để chứng minh được những thứ này được lấy ra từ trong ngôi mộ cổ nghìn năm. Ép một bước về phía ông Thảo, tử khí bốc lên tận trời, tôi hỏi ông, trà cổ của ông có thể kéo dài sinh mạng hay là muốn lấy đi mạng sống của họ. Tử khí thâm nhập vào cơ thể, có biết hậu quả là gì không? Ông Thảo muốn phản bác, nhưng mà nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng giật giật không nói được một chữ nào. Ông ta kinh doanh lá trà, làm sao có thể liên quan tới những kẻ đào mộ trộm được chứ? Giang Hải nói, kiến thức đã kém, lại thiền cận và không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Ông có biết loại trà cổ này làm thế nào mà có không? đồ gia truyền, lời nói dối này mà ông cũng tin à? Nói cho ông biết, chỉ có một nơi duy nhất có thôi, đó là mộ cổ. Thần nông nếm trăm vị, chẳng qua chỉ là một câu chuyện thần thoại được hậu thế truyền tụng mà thôi. Rất lâu trước đây, trà không phải là đồ uống, mà là một loại rau. Sao trà, chế trà lại càng là chuyện của sau này. Từ xưa tới nay, con người đều có quan niệm chết cũng như sống, chuyện trôn theo lá trà cũng không có gì lạ cả. Giang Hải hỏi, cô Diệp, loại trà này cô còn muốn mua nữa không? Sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt tái mét, trong trà này, không ngờ lại còn ẩn dấu bí ẩn trong đó. Các thứ đen xì xì kia không cần biết có phải là ngón tay hay không thì Diệp Thụy Nguyệt cũng tuyệt đối không mua nữa. Giang Hải nói, ông Thảo, một đền mười, có thật không? Cậu, đền được không? Ông Thảo chán nản tuyệt vọng ngồi xuống. Đừng nói là đền mười lần, cho dù là một lần thì ông ta cũng không thể nào đền được đến cả bánh trà cổ này cũng là mua nợ của người ta, sau khi kiếm được tiền của Diệp Thụy Nguyệt mới trả tiền cho người ta. Nhiều tiền như thế, cả đời này ông ta cũng không kiếm nổi. Diệp Thụy Nguyệt hoảng sợ đứng dậy, nếu như thế, thì tôi đi tìm món quà khác tặng cho cụ cố là được rồi. Ông Thảo, thật ngại quá, trà cổ như thế này tôi không thể mua được. Ông Thảo chết lặng, miếng thịt mỡ đến miệng rồi còn bị mất, con vịt nấu chín đưa tới tận miệng rồi còn bay đi diệp thụy nguyệt mỉm cười với giang hải việc lần này thật sự là cảm ơn anh không biết tên anh là gì có thể may mắn được anh chỉ bảo hay không giang hải gật đầu không ngờ tới ông trời lại cho anh một cơ hội tốt như thế này diệp thụy nguyệt chủ động tìm mình nói chuyện so với việc giang hải phải đi tìm diệp thụy nguyệt thì tốt hơn rất nhiều mặc dù gật đầu nhưng mà anh chưa trả lời ông thảo mặt như cho tàn hỏi này cậu làm sao mà cậu nhìn ra được có chết thì cũng để tôi được chết cho rõ ràng chứ. Giang Hải cười nói, tôi lại thấy miếng thẻ ngọc càng thú vị hơn đấy. Ngón tay bị gãy kia sợ là trong lúc sợ hãi bị túm vào trong mà thôi. Muốn giấu tấm thẻ ngọc này, ngoài đất vàng ở trong mộ thì chính là vật bồi táng rồi. Trà cổ đã mục nát lên men này chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bánh trà này là hình thức của hiện đại, trong đó có chứa thuốc bột để đối phó với chó nghiệp vụ, khi qua vòng kiểm tra an ninh sẽ không bị chó nghiệp vụ phát hiện ra. Giang Hải cũng không hiểu mấy thứ ngọc cổ, trà cổ cho lắm, nhưng tử khí kia thì vẫn có thể phát hiện được. Thuốc bột đối phó với chó nghiệp vụ kia thì cũng là sau đi làm vỡ bánh trà cổ mới phát hiện ra. Ông thảo mặt mày tái mét như bị sét đánh, ôm ngực đau đớn, cả người đều ngây ngốc. Một loại trà cổ không hề có tác dụng gì, bị người ta tung giá lên ngất trời. Vẫn may là không có cái bồ nào bị đào lên nói không chừng nó cũng được coi thành nước tiên để bán ấy, thật là buồn cười. Nhưng mà, Giang Hải tiếp tục nói, suy cho cùng thì chẳng ai ngốc cả, những thứ dùng trà cổ để qua mắt an ninh nhất định là bảo vật có giá trị liên thành. Mà tấm thẻ ngọc kia, chắc hẳn phải có giá trị cao hơn nhiều so với trà cổ. Nhưng mà tấm thẻ ngọc này rốt cuộc là của ai, lại mang ý nghĩa gì thì Giang Hải cũng không biết được. Giang Hải hỏi, thế thì chuyển tấm thẻ ngọc này lại cho cô Diệp có được không? Ông đưa tấm thẻ ngọc này ra, vụ cá cược này của chúng ta coi như xong. Được không? Diệp Thụy Nguyệt hơi há miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bèo nước gặp nhau, mấy câu của Giang Hải không chỉ làm cho mình giảm bớt được tổn thất, mà lúc này còn giúp cô thương lượng giá cả nữa. Đi ra khỏi quán trà nhỏ, Giang Hải nhìn cách đó không xa. Âm thầm làm một tư thế tay. Giang Hải muốn điều tra rõ ràng ngọn nguồn, Giang Hải muốn biết ai đang làm những chuyện thất đức này bởi vì nửa ngón tay kia chắc hẳn mới được đào ra khỏi đất chưa lâu hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều diệp thụy nguyệt nói với giang hải nếu tôi mua bánh trà cổ kia về thì tiêu rồi giang hải lại hỏi cô diệp tôi có điều muốn hỏi cô mời anh nói diệp thụy nguyệt rất khách sáo giang hải lấy ra một bức ảnh không biết cô có nhận ra vật trên ảnh này không diệp thụy nguyệt nghiêm túc nhìn sau đó nhíu mày lại sau đó hai má lại nóng bừng lên. Lén nhìn Giang Hải một cái, ánh mắt tràn đầy tò mò. Ngập ngừng muốn nói, nhưng vẫn có chút khó khăn. Cô Diệp không nhận ra à? À, Diệp Thụy Nguyệt như vừa từ trong mộng bước ra, xin lỗi, tôi vẫn đang nghĩ tới chuyện bánh trà cổ vừa rồi. Không sao, Giang Hải dơ bức ảnh ra tiếp. Diệp Thụy Nguyệt, rất chi là do dự không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn nói, thứ này, thứ này, tôi biết chỉ là sắc mặt giang hải trầm xuống nói một cách thản nhiên nếu như cô diệp không muốn nói thì thôi vậy nói rồi giang hải xoay người rời đi mỗi một người đều có bí mật của mình nếu như ý nghĩa của thứ này không bình thường mà diệp thụy nguyệt có thể tùy tiện nói với một người lạ mới là chuyện không bình thường không phải diệp thụy nguyệt vội vàng ngăn giang hải lại sắc mặt càng đỏ hơn trong lòng âm thầm nói mình làm sao thế này người đàn ông vừa mới gặp mặt lần đầu tiên thôi mà vì sao lại căng thẳng như thế này chứ? Hương thơm thanh tao, trầm lắng như hoa sen trắng, như hoa hồng mùa đông. Giang Hải dừng bước chân quay đầu lại, nhìn Diệp Thụy Nguyệt. Đôi mắt sâu lắng ánh lên ánh sáng muốn dò hỏi. "Cô Diệp, thật sự không biết món đồ này ư?" Diệp Thụy Nguyệt nói, biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Giang Hải khoanh tay lại, đang muốn nghe Diệp Thụy Nguyệt kể một đoạn chuyện xưa. Thứ này còn để lại một khí tức mạnh mẽ đương nhiên sẽ có một câu chuyện không đơn giản rồi nhưng giang hải không ngờ diệp thụy nguyệt lại giơ hai tay ra sau đầu một lúc sau thì một sợi dây chuyền nhỏ được lấy ra khỏi cổ hình dạng mặt của sợi dây chuyền giống hệt như một quả ốc chó nhưng đã được làm nhỏ đi rất nhiều đây là cái gì giang hải hỏi diệp thụy nguyệt nói nhà chúng tôi mỗi người đều đeo một sợi dây chuyền như thế này cụ cố nhà tôi nói đây là sao quang luân cụ thể có ý nghĩa gì thì tôi cũng không rõ lắm. Giang Hải gật đầu, mỗi người trong nhà các cô đều có à? Có, ai cũng có, Diệp Thụy Nguyệt giơ tay ra, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi nhiều như thế, nếu anh có hứng thứ thì sợi dây này tặng anh làm kỷ niệm. Giang Hải nhận lấy, rồi cất vào trong túi. Trong lòng Diệp Thụy Nguyệt có một chút thất vọng, Giang Hải không hề để ý tới món quà của bản thân, lực chú ý cũng hoàn toàn không đặt trên người mình. Trước đây, Lúc nào cũng được người ta săn đón, là công chúa kiêu hãnh nhất thế gian mà lại bị một người đàn ông xa lạ phớt lờ. Đột nhiên, Diệp Thụy Nguyệt bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Sao mình lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế chứ? Cô hung hăng cắn môi, kiểm soát lại cảm xúc của bản thân mình, giả vờ bình tĩnh thản nhiên. Giang Hải nói tạm biệt, không đợi Diệp Thụy Nguyệt nói gì đã quay người đi. Mục đích lần này gặp Diệp Thụy Nguyệt đã đạt được rồi, cũng không lấy được thứ gì hữu ích hơn từ chỗ Diệp Thụy Nguyệt. Sững sờ nhìn bóng dáng Giang Hải rời đi, Diệp Thụy Nguyệt ngây ngốc một lúc rồi tự nói, anh ta rốt cuộc là loại người người nào thế? Phía sau có một giọng nói hô lên, cô chủ, chúng ta nên đi thôi. Diệp Thụy Nguyệt, ừm, um, một tiếng rồi quay người rời đi. Đợi đến khi lên xe, Diệp Thụy Nguyệt mới kinh ngạc há miệng ra, tôi thế mà lại không biết tên anh ta. Lấy tấm thẻ ngọc ra, Diệp Thụy Nguyệt lại kinh ngạc lần nữa. Trên tấm biển hiệu này có khác một chữ phản. Về tới tập đoàn Uyển Như, Kiếm Huyền đưa những thứ vừa mới điều tra được cho Giang Hải. Giang Hải yên lặng xem, từ từ, chậm rãi, khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị. Nhìn về phía bầu trời, tự mình nói thì ra là như thế. Điều khiến Giang Hải ngạc nhiên là giữa sao Quang Luân và Đế Vương lại có một mối quan hệ khá rắc rối như thế. Nhưng mà rốt cục thì sao Quang Luân có tác dụng gì thì không có ai biết được khí tức mạnh mẽ kia từ đâu mà có lại càng là một câu hỏi không có lời giải đáp. chương 71, dẫn sói vào nhà. Tại Hoàng Kim Giáp Lân, trong vườn hoa, Giang Hải đang vuốt ve sao quang luân cúi đầu suy tư. Anh là Giang Hải. Phía sau lưng vang lên lời chào hỏi khinh thường. Giang Hải xoay người, trước mắt là hai cao thủ của Diệp Gia. Các cơ bắp căng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Các người thật là phiền. Giang Hải không thích chấp nhất với mấy con dẹp đó, có điều hình như đối phương không muốn buông tha anh huyền gia rất thích ngông cuồng thăm dò cái chết nhỉ một cao thủ trong đó đã dẫm chân bước lên phía trước bàn tay to thô giáp nắm lấy vai của giang hải tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi đi một chuyến giang hải không động đậy mặc cho đối phương khoa cổ chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh ta không ngờ anh lại đến từ thiên lương vậy mà lại bằng lòng làm tay sai cho người khác một người cao thủ khác thần thái ngạo mạn cũng không ngại nói cho anh biết, chúng tôi là người của Diệp Gia ở thành phố Hải Hà. Diệp Gia muốn anh chết canh ba, anh không thể sống được đến canh năm. Người trẻ tuổi, đừng có phản kháng, đây cũng là số mệnh của anh. Cam chịu số mệnh đi, kiếp sau đầu thai cho tốt vào. Giang Hải cười gần, cam chịu số mệnh, nói hay thật. Các người có biết tôi cảnh cáo huyền gia ở thành phố Giang Thanh thế nào không? Người cao thủ đang giữ vai Giang Hải dùng sức một chút đồng tử lập tức co lại không thể tin giang hải vậy mà không nhúc nhích tí nào phải biết rằng với lực cánh tay của anh ta thì ngay cả một pho tượng phật bằng đá cũng dễ dàng bẻ gãy huống chi giang hải chỉ là một con người cao thủ đối đầu phân cao thấp có lẽ chỉ cần tính bằng dây trong lòng anh ta dâng lên một dự cảm không tốt toàn thân căng thẳng sống lưng ớn lạnh cảnh cáo cái gì giọng nói của gã trở nên run rẩy không còn phong thái của cao thủ nên có giang hải nhẹ giọng nói nếu còn đến thành phố giang tư gây chuyện giết không tha tôi đã chuẩn bị cho các người miếng đất có phong thủy tốt nhất rồi kiếp sau nhớ đầu thai làm người tốt nói xong giang hải xoay người rời đi còn vị trí mà giang hải đứng trước đó thất hồn đã lách thân hình rắn giỏi của mình đứng vào hai người cao thủ đã sinh sống trong môi trường khắc nghiệt ở thiên lương nhưng ngay lúc này trên cổ họng xuất hiện thêm một lỗ máu mãi đến lúc đồng tử giãn rộng ra họ cũng không hình thấy thất hồn ra tay như thế nào đi lên lầu để nghỉ ngơi cố huyền như vẫn còn đang cắm đầu vào làm việc giang hải có chút hối hận một lần mà lấy nhiều tài nguyên về như vậy không biết là đúng hay sai vợ ơi mau đi ngủ thôi chúng ta bắt đầu tạo em bé đi anh ngủ trước đi lát nữa mới cô xấu hổ đỏ mặt ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm vào giang hải ai muốn có em bé với anh chứ Giang Hải thì thầm, không muốn thì không muốn, kích động như vậy làm gì. Không biết còn tưởng em đã mang thai rồi có phản ứng của thai phụ đó. Giang Hải, cố huyền như thấp giọng quát. Vợ nói đi, anh đang nghe đây. Giang Hải bày ra vẻ mặt vô tội. Cố huyền như tức đến dậm chân, tranh cãi với Giang Hải, cô không bao giờ thắng được. Bất kể cô nói cái gì, Giang Hải đều có thể làm nhảm nửa tiếng đồng hồ. Giang Hải, cố huyền như lại làm việc tiếp cô nhíu mày thật chặt anh khẳng định muốn tự mình làm cơ sở nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học phải đầu tư con số rất lớn đó giang hải nhún vai tiền đối với anh chỉ là con số thôi nếu chúng ta làm một doanh nghiệp thị trường hóa nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền có lẽ như vậy càng có lợi cho sự phát triển của tập đoàn uyển như lúc trước bất luận cố uyển như nói gì giang hải đều đồng ý ngay lập tức cố uyển như nói gì đều đúng kể cả nói sai cũng là đúng. Nhưng lần này thì khác, Giang Hải lắc đầu, ánh mắt kiên định, nhất định phải làm doanh nghiệp khoa học kỹ thuật, chỉ có Phương Đông ngày càng mạnh mẽ, người Phương Đông mới có thể đứng thẳng lên được. Doanh nghiệp Phương Đông mới có tiếng nói. Đôi mắt Cố Uyển như sáng lấp lánh, tựa như vì sao trên bầu trời đêm. Người đàn ông ở trước mắt này, tầm nhìn này người thường sao có thể so sánh được, không ngờ tầm nhìn của anh lại lớn như vậy. Rồi lại nghĩ tới bản thân thật sự không xứng đáng với giang hải bất luận ở phương diện nào anh còn mới nói muốn cùng mình sinh con xấu hổ chết đi được nhưng anh nói có thật lòng không tại thành phố giang thanh diệp kinh lạc đợi đến hết kiên nhẫn tính thời gian bên thành phố giang tư nên sớm truyền tin về rồi chứ anh ta dùng tay ra hiệu ý muốn hỏi tình hình diệp kinh lạc đã uống không ít rượu đôi mắt đã đỏ ngầu nghĩ đến hai cô gái trong tấm hình có chút nôn nóng không chịu được Quyền Bảo Khang đứng dậy, lại rót thêm rượu cho Diệp Kinh Lạc, anh Diệp, cao thủ của Diệp ra mà ra tay tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Tôi đoán đang trên đường trở về rồi. Diệp Kinh Lạc cười dâm đáng, cũng đúng, bất luận ở đâu, dù đối mặt với những thế gia ở phương Bắc, Diệp ra cũng có chút tiếng nói. Đắc tội Diệp ra, chính là chán sống rồi. Quyền Bảo Khang gật đầu khom lưng, liên tục nói hùa theo. Quyền Thanh cùng phụ họa theo, thằng danh họ giang đó, để xem nó còn kiêu ngạo như thế nữa. Còn bầy đặt hùng hổ dọa người, nói ai dám đến thành phố Giang Tư gây chuyện thì giết không tha. Diệp Kinh lạc sướng sờ, lập tức ha ha cười lớn, mạnh miệng thật, tôi đây lại muốn xem xem, anh ta làm thế nào để giết không tha được người của tôi. Quyền bảo khang cùng cười theo, anh Diệp à, tôi đoán chỉ cần nghe đến uy danh của anh là gã đã tiểu ra quần rồi ấy chứ. Cậu chủ, ở ngoài cửa, một người vội vàng tiến vào diệp kinh lạc nhíu mày gật gật đầu có chuyện gì nói cái này người này như muốn nói lại thôi liếc nhìn mọi người một vòng rủ mắt khoanh tay đứng một bên diệp kinh lạc hắng giọng anh em huyền bảo khang biết điều vội vàng đứng dậy anh diệp anh em chúng tôi đi vệ sinh chút đợi người đều đi hết rồi diệp kinh lạc không hài lòng nói rốt cuộc có chuyện gì cậu chủ người được cử đi thành phố giang tư hình như đã chết rồi chết rồi Diệp Kinh Lạc vẫn chưa phản ứng lại, nhiều năm hoành hành như vậy, anh ta còn chưa gặp qua người nào không nể mặt Diệp ra, càng không phải nói tới dám giết người Diệp ra. Người đó còn nói, chúng tôi gọi điện cho cả hai người để kiểm tra tình hình, người nghe máy tự xưng thiến thần sa đọa Anh ta còn gửi cho chúng ta một địa chỉ, nói chúng ta muốn viếng mộ thì đến nơi đó. Danh xưng thiến thần sa đọa này đương nhiên Diệp Kinh Lạc đã nghe qua, nhưng anh ta không thèm để ý tới anh ta là cậu ấm của Diệp gia ở thành phố Hải Hà, dù cho Thiến Thần Sa Đoạ 10 lá gan cũng tuyệt đối không dám động tới anh ta dù chỉ là một cọng tóc. Không ngờ anh ta tính sai rồi. Nói láo, Diệp Kinh Lạc ném mạnh ly rượu trong tay. Chuyện này làm sao có thể, cho anh ta 10 lá gan cũng không dám đụng đến người của Diệp gia. Gọi điện thêm mấy lần nữa đi. Người đó không nhúc nhích, nhẹ giọng nói, tôi đã cho người ở thành phố Giang Tư đi nghiệm chứng rồi, hai người cậu chủ phái đi đều chết hết rồi một kiếm đâm xuyên cổ diệp kinh lạc nghe xong thì toát hết mồ hôi lạnh ở phương đông cũng không phải không có người dám động đến người của diệp gia chỉ là tương đối ít mà thôi chẳng lẽ tên giang hải này là người của giang gia phương bắc mặc dù diệp kinh lạc quần là áo lụa suốt ngày ăn chơi đàn đúm nhưng cũng hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn anh ta trợn mắt nhìn nghiêm khắc hỏi điều tra người này chưa điều tra rồi người đó nói giang gia phương bắc có chút phiền phức người đang điều tra tên giang hải này liệu có liên quan đến giang gia phương bắc cũng không phải chỉ có một mình nhà chúng ta diệp kinh lạc nheo mắt tôi muốn thêm thông tin chi tiết người đó nhận lệnh xong đang định rời đi diệp kinh lạc lại gọi anh ta lại liếm môi nói còn hai cô gái kia một người cũng không được bỏ qua tôi nếu muốn biết trên người họ có bao nhiêu cọng tóc anh cũng phải đếm rõ ràng cho tôi ở hành lang bên ngoài căn phòng một thiếu phụ sinh đẹp đang cúi đầu nói gì đó với huyền bảo khang bụng của cô gái hơi phình to ra huyền bảo khang yêu chiều vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng cô gái nhạc thuần em về trước đi một chút nữa anh bố chỗ ổn thỏa cho diệp thiếu xong mới về phòng cô gái nói trong nhà đột nhiên có nhiều người lạ như vậy em cũng không ngủ được huyền thanh khẽ cúi đầu ánh mắt như sói đói soi mói thân hình nở nang của chị dâu mình cho dù đã mang thai rồi nhưng vẫn rất quyến rũ không trang điểm, càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Đầu óc anh ta đầy những hình ảnh dơ bẩn, môi khô khốc. Hóa ra các người ở đây, nói thì thầm gì đó. Lúc này, Diệp Kinh Lạc chắp tay sau lưng bước đi thong thả bước tới. Anh em Huyền Thanh vội vã trả lời khách sáo, giống như hai con chó vâng lời. Ở thành phố Giang Thanh, Huyền gia không được tính là hạng nhất, nhưng nếu đi theo Diệp gia thì hoàn toàn có thể vươn lên thành gia tộc hạng nhất. Làm chó cho Diệp gia đúng là làm chó cũng mạnh hơn gấp trăm lần những người tự nhận thanh cao kia. Cô là... Diệp Kinh Lạc nhìn sang Nhạc Thuần, vợ của Huyền Bảo Khang. Mùi thơm cơ thể cô ta nhàn nhạt sông thẳng lên não, vốn bụng dưới có hơi nóng làm anh ta có chút không thể nhịn được, anh ta nheo mắt, vẻ mặt dâm đãng. Nhìn thấy phần bụng của Nhạc Thuần hơi nhô ra, cười quái dị hai tiếng, phụ nữ như vậy anh ta chưa bao giờ làm qua, chắc sẽ rất sảng khoái. Anh Diệp, đây là vợ của tôi, vì có chút chuyện vặt, chúng tôi. Diệp Kinh Lạc không đợi Huyền Bảo Khang nói hết, đi thẳng về phía của Nhạc Thuần, đưa tay ra, ánh mắt dâm tà quái dị cười, vẫn chưa biết chị dâu nhỏ xưng hô như thế nào, xinh đẹp như vậy, đáng ra anh Huyền phải sớm mang đến để chúng ta cùng nhau chơi đùa rồi chứ. Nhạc Thuần sợ sệt nhìn Huyền Bảo Khang, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra bắt tay Diệp Kinh Lạc, nhút nhát tự giới thiệu bản thân. Vốn chỉ định chạm vào rồi thôi, ai ngờ Diệp Kinh Lạc lại nắm lấy tay cô không chịu buông, còn đặt vào trong lòng bàn tay còn lại. Vỗ vỗ rồi cười nói, lần đầu tiên gặp mặt chị dâu mà cứ ngỡ như đã quen từ lâu, tiếc rằng chúng ta gặp nhau quá muộn. Quay đầu sang nhìn Huyền Bảo Khang khinh thường nói, "Anh Huyền, tôi nói không sai chứ?" Huyền Bảo Khang không ngờ mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như vậy, Diệp Kinh Lạc này đúng là không người mà, chẳng nhẽ anh ta cứ gặp phụ nữ là đều như thế này sao? Nhưng mà anh ta là cậu chủ của Diệp gia, Huyền gia nào dám đắc tội? Huyền Bảo Khang chỉ biết cười gược, không biết nên trả lời ra sao. Lời đã nói thẳng đến thế rồi, ai lại không nhìn ra suy nghĩ bẩn thỉu của Diệp Kinh Lạc. Nhưng anh ta phải giả ngốc, có dù có làm gì vợ mình cũng phải giả vờ như không nhìn thấy. Ái cha, tôi cảm thấy không đúng lắm. Diệp Kinh Lạc không chút khách khí choàng tay qua vai nhạc thuần, ôm cô chặt vào trong lòng, nếu gọi chị dâu nhỏ, như vậy thì xa cách quá. Em yêu nghe được hơn. Ha ha mặt huyền bảo khang tái mét cắn răng nhẫn nhịn còn đối với ánh mắt cầu cứu của nhà thuần thì chỉ có thể giả vờ như không thấy nhà thuần ra sức vũng vẫy nhưng cô đâu phải đối thủ của diệp kinh lạc mặc dù giấy dụa thoát ra nhưng tay cô vẫn bị túm chặt lấy sắc mặt diệp kinh lạc trầm xuống huyền bảo khang này ông đây nói đến thế lẽ nào vẫn chưa rõ ràng sao có chút không biết điều buông nhà thuần ra diệp kinh lạc hừ lạnh xoay người lạnh lẽo ném lại vài câu Hai cao thủ tôi cử đi thành phố Giang Tư chết rồi, chuyện này Huyền gia không thoát khỏi liên can đâu. Dù sao đi nữa, tôi cũng đang giúp Huyền gia dọn dẹp vật trở ngại. Chẳng qua, tôi nghĩ ra được một cách khá tốt để giải quyết, nếu như anh Huyền nghĩ thông suốt rồi, thì cho Nhạc vần đến phòng của tôi để thương lượng. Diệp Kinh Lạc cười lớn, đi thẳng về phòng của mình, anh ta chắc chắn Nhạc vần sẽ chủ động tới nằm trong lòng mình. Chương 72: Trắng và đen. Chết rồi giang hải giết họ rồi huyền bảo khang khó tin nói giang hải đó đến diệp ra ở thành phố hải hà mà cũng không sợ nhạc thuần đang khóc diệp kinh lạc làm thế này chẳng khác nào đang tát một cái thật mạnh vào mặt mình đúng là không nên đưa diệp kinh lạc về nhà tiếp đãi đây không phải là đưa sói vào nhà sao lúc đó diệp kinh lạc chủ động nói muốn đến nhà trong lòng huyền bảo khang đã ngờ vực không ngờ lo lắng của mình không hề dư thừa huyền thanh đứng sững ở một bên nhìn sự bá đạo của Diệp Kinh Lạc, sự tức giận của Huyền Bảo Khang, nước mặt nhục nhã của Nhạc Thuần. Tất cả những điều này đang kích thích dây thần kinh của Huyền Thanh, câu chuyện như vậy, bình thường chỉ có trong phim mới có mấy tình tiết cổ huyết kiểu này, quá đặc sắc rồi. Nếu như có thể nằm ở trên khe cửa nhìn một chút, vậy thì sẽ càng sảng khoái hơn. Diệp Kinh Lạc đi chậm chậm, về tới phòng để cách cửa khép hờ. Nắm thật thật nắm đấm, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, anh ta cũng không thể ngờ hai người mình sắp xếp đi thành phố Giang Tư lại chết nhanh như vậy. Hơn nữa đối phương cũng biết hai người họ là người của Diệp Gia mà vẫn dám giết. Cũng có thể nói, Giang Hải này hoàn toàn không sợ Diệp Gia. Loại người tàn nhẫn này chỉ có hai khả năng. Một loại là Diệp Gia thật sự không thể trêu chọc, còn một loại là điếc không sợ súng. Bất luận là loại nào, Diệp Kinh Lạc cũng không mạo hiểm đích thân đi thành phố Giang Tư hai người đó là cao thủ đẳng cấp thế nào anh ta rõ ràng nhất người luyện võ bình thường tuyệt đối không phải đối thủ đối phó người như giang hải cũng không cần đích thân đi mạo hiểm nằm trên giường nhìn cánh cửa đang khép hờ chờ đợi nhạc thuần giả vờ tình nguyện mỹ nhân khóc lóc đến hầu hạ mình huyền ra sao dám đắc tội diệp ra chứ trên hành lang nhạc thuần cảm nhận được rõ ràng huyền bảo khang có chút căng thẳng ông xã chuyện của các anh em làm sao đi thương lượng được huyền thanh suýt chút nữa bật cười ra tiếng chị dâu ngốc à diệp thiếu thật sự sẽ cố gắng hết lòng thương lượng với chị nhưng thương lượng cái gì chị nhất định hiểu sắc mặt huyền bảo khang tái nhợt ánh mắt dần trở nên dữ tợn diệp kinh lạc là cái quái gì ép buộc anh ta bị cắm sừng là đàn ông đều không thể nhịn được lúc này huyền thiên thế gọi điện thoại cho con trai gia vinh chuyện bàn như thế nào rồi huyền thiên thế hỏi huyền bảo khang có chút lắp bắp rất nhanh quả đoán nói, cha yên tâm, chuyện hợp tác với Diệp gia sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, con làm việc thì cha yên tâm rồi. Huyền Thiên thế nói, con giỏi hơn thằng em trai kém cỏi của con nhiều. Sau này Huyền gia còn phải trông cậy cả vào con. Huyền Bảo Khang tắt máy, nhìn sang Huyền Thanh, ở đây không có chuyện của em nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Anh, muộn thế này rồi, chỗ này của anh phòng lại nhiều. Huyền Thanh thật sự muốn ở lại anh ta muốn được xem tiết mục hay tiếp theo, nghe tiếng thôi cũng tốt rồi. Kêu em về thì em về đi, Huyền Bảo Khang nhíu mày, gầm nhẹ. Đợi Huyền Thanh rời đi, Huyền Bảo Khang mới nhìn sang người vợ xinh đẹp của mình. Phụ nữ, anh ta chưa từng thiếu, có điều đáng tiếc đứa bé trong bụng của Nhạc Thuần. Huyền Bảo Khang hết sức giận dữ, nhưng đối mặt với loại tình huống này, Huyền Bảo Khang không còn lựa chọn khác. Thứ nhất, không thể đắc tội Diệp ra. Thứ hai, việc này thành rồi bản thân có thể giành được địa vị càng cao hơn ở huyền gia nhạc thuần huyền bảo khang xoắn suýt ý của diệp thiếu em cũng nghe rõ ràng rồi hay là em cứ đi đi nhạc thuần như bị xét đánh không thể ngờ được huyền bảo khang lại có thể mang vợ của mình tặng cho người khác sao có thể thế được em là vợ của anh cơ mà ông xã không có cách nào khác sao hay là cho anh ta thêm nhiều tiền anh không thể đẩy em đi sang đó được trong bụng của em còn có con của anh Nhà thuần khóc nức lên Quyền bảo khang nghiêng đầu sang một bên Cắn răng nghiêm giọng nói Hôm nay em phải đi Không muốn đi cũng phải đi Nếu như em đi rồi Anh sẽ mua cho em một ngôi nhà lớn Để em đón hết cha mẹ em đến ở cùng em Nhà thuần ra sức lắc đầu Giống như cái trống lắc Quyền bảo khang lại nói Anh lại cho em thêm một triệu tệ Nhưng em phải đi hầu hạ diệp thiếu thật tốt Nhà thuần tiến lên ôm chặt Huyền Bảo Khang, ông xã, nhưng em là người của anh, trong bụng của em. Huyền Bảo Khang đẩy nhà thuần ra, lạnh lùng nói, nhiều nhất cho em thêm 500.000 tệ nữa, em cố gắng suy nghĩ đi, đừng có mà giả vờ nữa. Ông xã, xin anh, nhà thuần khóc nấc lên, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, động lòng người. Xoay người đi sang một bên, Huyền Bảo Khang cắn răng nói, anh cho em một phút suy nghĩ, đồng ý thì đi, không đồng ý. Thì biến. Cách đây không lâu, các công ty từng phân rõ ranh giới với tập đoàn Uyển Như dồn dập quay lại cầu xin Cố Uyển Như. Mấy ngày nay cũng là lúc Cố Uyển Như bận rộn nhất, liên tục tiếp đái những người đã từng là bạn tốt. Có điều Cố Uyển Như luôn luôn tuân theo một nguyên tắc, chính là nếu có một lần không giữ chữ tín thì suốt đời không hợp tác nữa. Bất luận đối phương là ai, bối cảnh lớn thế nào cũng vô ích. Tập đoàn Uyển như tuyệt đối không bao giờ có quan hệ hợp tác với loại công ty uy hiếp người khác bằng cách rút vốn đi. Mấy chuyện này Giang Hải không giúp được gì. Không có việc gì làm nên anh đến giám sát tiến độ xây dựng tòa nhà tổng bộ tập đoàn Uyển như ở phía tây thành phố, thuận tiện hướng dẫn đám người Kim Thâu một ít võ học cơ bản. Đoạn thời gian này, tên nhóc Kim Thâu này hình như biến thành người khác, gần như không còn thấy bóng dáng của một tên lưu manh cả lơ phất phơ ngày nào. Đi ngay ngồi thẳng, đầu ngẩng cao, kỷ luật nghiêm ngặt. Những người này mỗi ngày trừ luyện tập ra thì vận chuyển gạch hay là giống đàn sói tuôn vào thành phố duy trì chị An. Thành phố Giang Tư bây giờ, không cẩn thận nhìn thấy cô gái không mặc đồ đều phải chủ động đi tự thú. Một khi bị nhận định là cố ý nhìn trộm, một một trận đòn là khó tránh nổi. Chị An xã hội, tuyệt đối có thể nói là trên đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Cho dù trên đường có ví tiền của ai đánh rơi cũng không có người nhặt. Không phải không muốn, mà sợ rước hỏa vào người. Mấy người kim thâu cũng hay dùng mấy mồi nhử kiểu ấy để tìm ra mấy tên chuyên phạm tội. Luyện tập dựa theo kế hoạch mấy người thất hồn đặt ra, những người này đã được ép tiềm lực đến cực hạn rồi. Hệ thống chế độ thưởng phạt rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều phải đề cao tinh thần tuyệt đối, dù kiệt sức cũng không nghỉ ngơi. Giờ phút này, sân huấn luyện được xây dựng tạm thời không quá 100 người. Nhưng làm người xem có cảm thấy run rẩy hoảng sợ mới qua được bao lâu những lưu manh này đã thay ra đổi thịt làm người ta cảm thấy xa lạ vô cùng xa lạ tần hiên hít một ngụm khí lạnh lần thứ hai đối mặt với những lưu manh này làm anh ta ngạc nhiên suýt nữa rất hàm may là giang hải huấn luyện đặc biệt cho anh ta cho thất hồn dạy anh ta các thứ không hề tầm thường nếu không tần hiên lúc trước nhất định không thể so với trạng thái hiện tại của những người này được anh giang kim thâu tiến đến tính mở miệng xương ông đây nhưng lại nhớ đến cái gì vội rụt cổ không nói nữa giang hải không để ý cách xưng hô cho lắm không hề có thái độ bề trên gì cả khác với cố uyển như quan trọng hơn là tất cả mọi người đều lấy cố uyển như làm gương như thiên lôi sai đâu đánh đó cách đây không lâu kim thâu thuận miệng nói câu chửi thề cố uyển như nghe thấy nhưng chỉ nhíu mày thế mà nhóm người cùng nhau được huấn luyện này đã đánh kim thâu gần chết với đại ca có thể không lớn không nhỏ nhưng với đại tẩu phải phục tùng và tôn kính tuyệt đối. Giang Hải cười nhạt, quay sang nói với Tần Hiên, sắp xếp người đi, một lần phải thanh trừ hết. Tần Hiên gật đầu, chuyện nhỏ này, giao cho tôi là được rồi. Thế gian này, vĩnh viễn không có thuần trắng và thuần đen. Giang Hải dọn sạch tất cả sạn nghiệp mờ ám ở thành phố Giang Tư, nhưng vĩnh viễn không thể loại bỏ tận gốc các giao dịch mờ ám liên quan. Cũng giống như thế giới này, những người như Giang Hải vẫn tiếp tục tồn tại thuận theo sự phát triển không ngừng của thành phố về phía tây, phía đông thành phố dần dần vắng vẻ, lại trở thành tiêu điểm của rất nhiều thế lực bên ngoài tranh đấu. Họ tung ra với số lượng lớn các loại hàng lậu, cũng đang tiến hành giao dịch ngành mại dâm. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã rất có quy mô. Tần Hiên gãi đầu, nhỏ giọng nói với Giang Hải, anh Giang, một gậy đánh chết có phải hơi tùy tiện không? Thành phố Giang Tư cũng không thể khổng có chương trình giải trí gì. Vậy nói quan điểm của anh xem. Giang Hải cười. Tần Hiên được khuyết khích, mặt mày hớn hở. Anh Giang, anh có chị nhà rồi, người ăn no đương nhiên không hiểu tâm trạng của người đói bụng rồi. Ví dụ như những anh em ở trên công trường, không có bạn gái cũng phải giải trí chứ, phải không? Chúng tôi không trộm không cướp, cũng không ép ai. Một người đưa tiền, một người làm cho họ sảng khoái, tôi thấy rất tốt. Giang Hải ừ một tiếng, đây chính là logic của Tần Hạo. Tần Hiên là người thô kịch, thông thường không có chủ ý gì. Tần Hiên cười ngượng gãi đầu nói, vậy là anh nhìn ra được rồi. Anh trai tôi còn nói nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ hết được những đạo lý đó. Anh Giang, nhưng tôi hiểu những người anh em này, tôi biết họ cần gì. Giang Hải nói, nước trong quá thì không có cá, dù chúng ta không làm, một ngày nào đó sẽ có người xông vào. Đã như vậy, chúng ta lại quản lý. Lập ra quy định, cũng có thể để cho các anh em có thêm phần thu nhập. Lập tức, Giang Hải lạnh mặt, dù sao đi nữa, có một số đồ không thể có. Anh chắc là hiểu tôi đang nói gì, ai dám động vào thì giết kẻ đó. Mới nãy Tần Hiên còn cười được tí tưởng đột nhiên giật mình, lạnh hết sống lưng, đổ mồ hôi lạnh. Giang Hải, đã có suy nghĩ muốn giết người rồi. Tần Hiên biết giới hạn của Giang Hải. Không, đó là vạch đỏ, ai đụng vào là phải chết vũ nguyên vũ lập tức bảo kim thâu triệu tập người nghe có đại ca tới tất cả mọi người để mắt chừng lên tới đỉnh đầu để tìm kim thâu hỏi anh tần anh giang đâu đương nhiên là về với bà chủ rồi có thể ở đây với cậu sao tần hiên hừ lạnh giang hải luôn là như vậy vợ lớn như trời tất cả mọi người đều biết tần hiên nói chút chuyện vặt này không cần mấy anh em thất hồn ra tay càng không cần anh giang bận tâm nếu như việc này chúng ta làm cũng không xong thì cùng nhau biến đi, không xứng đi theo anh Giang. Mười mấy người, ngay lập tức nghiêm túc lại. Cười thì cười chơi thì chơi, một khi Giang Hải đã giao nhiệm vụ thì không thể dẫn được. Tối nay, họ chỉ có một mục đích, san bằng hết các thế lực khác ở phía đông thành phố. Tần Hiên ra hiệu, mười mấy người lập tức lên xe, rất nhanh chiếc xe đã lao đi. Bóng đêm dần dần âm u, thành phố xi măng cốt thép san sát trở thành một dạng nhộn nhịp khác. Bởi vì thành phố Giang Tư không có sản nghiệp mở ám nữa, chị An tốt đến mức biến thái, nên hoành độ dương cũng mở rộng ngưỡng cửa. Bây giờ, thương nhân đến thành phố Giang Tư đầu tư tấp nập không ngớt, đèn neon cũng chỉ mới sáng lên. Phía đông thành phố, đầu đường cuối ngõ có nhiều người lấm la lấm lét. Nam thì chào hàng bán các loại hàng cấm, nữ thì ăn mặc mát mẻ, bàn xong giá cả là thân xe đong đưa rung lắc. Một cửa tiệm mát xa, ánh đèn hồng đỏ mê hoặc người mơ màng. Dưới sự đà kích của Giang Hải, các cửa tiệm massage phải đóng cửa ngừng kinh doanh một thời gian. Bây giờ, Giáp Nhị đã tiếp quản tiệm massage này. Anh ta đang mang chai rượu ra chuẩn bị nhậu, đang rất vui vẻ vì mỗi này đều có rất nhiều tiền chạy vào túi, đếm tiền mỏi cả tay. chương 73, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước kia, thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư rất phức tạp, đủ các hạng người loại nào cũng có hòa thượng từ bên ngoài thành phố đến niệm kinh cũng đều phí công vô ích chỉ cần bị ai chọc đến những lão đại của thế lực ngầm ở thành phố giang tư thật sự có thể đứng về cùng một phe nhưng đó chẳng qua là trước đây bây giờ thì tốt rồi giang hải một lần ra tay đã quét sạch tất cả thế lực ngầm đóng cửa tất cả cơ sở kinh doanh mở ám nên giáp nhị tiến vào thành phố giang tư rất suôn sẻ chỉ trong vài ngày phía đông thành phố đã nằm dưới sự khống chế của anh ta thành phố Giang Tư, ngay cả loại người xã hội đen như Kim Thâu cũng đều hoàn lương, có thể nói rằng chân của âm thuần dẫm tới đâu, ở đó chính là địa bàn của anh ta. Giáp nhị ở thành phố Hải Hàng sống còn không bằng con chó mà vừa đến thành phố Giang Tư đã biến thành đại vương. Ở đây, tên của anh ta là có oai nhất. Trước mắt, điều khiến Giáp nhị cảm thấy sầu não nhất chính là thành phố Giang Tư quá sạch sẽ. Tiền không đủ tiêu, mỹ nữ cũng không đủ dùng. Bùm! giáp nhị đang uống vui vẻ, một tiếng nổ vang lên khiến cửa lớn bị phá tan. một bóng người cùng tiếng kêu thảm bay qua trước mắt. sắc mặt giáp nhị chợt biến, hoảng loạn tránh đi, chai rượu ở trên tay rơi xuống, vỡ tan dưới đất. nhìn ra ngoài cửa, thấy có mấy bóng người đang tiến vào. mặt giáp nhị trầm xuống, vô cùng khó coi các người là ai? không ai trả lời, vẫn tiếp tục tiến lại gần. trói mắt nhất trong đám người là kim thâu cầm đầu giáp nhị giống lên người đâu lập tức gọi tất cả mọi người về đây bùm a à, mẹ ơi người tới không ít nhưng đều là bay vào tần hiên vung tay ném hai người ném vào trong đầu bị đập xuống mặt đất sau đó không còn động tĩnh gì cũng không biết là chết rồi hay là ngất đi nữa giáp nhị sợ đến toát mồ hôi lạnh bên ngoài có chừng trên trăm người sao mà không hề có tiếng động nào cả thấy tần hiên mãi không tiến vào khóe miệng còn nhếch lên nụ cười châm biếm. Nội tâm giáp nhị đã giấy lên cảm giác khiếp sợ. Mày là Tần Hiên. Họ Tần kia, có biết là mày đang làm cái gì không? Ông đây chính là người Diệp Gia ở thành phố Hải Hà, tao làm việc cho Diệp Gia. Thấy tình hình không ổn, giáp nhị lập tức khai ra chỗ dựa của mình. Tần Hiên nghiêng đầu như suy nghĩ, nhìn về phía Kim Thâu, Diệp Gia ở thành phố Hải Hà, có phải chúng ta gặp rắc rối rồi không? Kim Thâu rất nghiêm túc gật đầu, "Võ giả, chúng ta chắc chắn là đã đắc tội người mà không thể đắc tội được. Hay là, mời giáp nhị ăn bữa cơm đi." "Vậy ăn cái gì được đây?" Tần Hiên vuốt vuốt cằm, nhíu mày suy nghĩ. "Món gì đó lạ lạ thì sao?" Kim Thâu nhếch miệng cười, nhìn giáp nhị với ánh mắt không hề có thiện ý. "Thật không biết giáp nhị có ăn nổi yến tiệc đẳng cấp như vậy hay không." Giáp nhị vốn sợ đến hai chân nhún ra, đột nhiên nghe vậy còn tưởng Tần Hiên thật sự bị cái tên Diệp ra dọa sợ rồi. Thế là anh ta nhếch mày gầm lên, họ Tần kia, mày lập tức cút đi cho tao, người không biết không trách tội, chuyện này tao sẽ không báo với cậu chủ Diệp ra. Vẻ mặt Tần Hiên cứng lại, chậm rãi bước về phía trước, cầm lấy chai rượu ngoại trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, chật chật lưỡi, đúng làm cho tao phải thất vọng, rượu này con mẹ nó là rượu giả. Hai, giáp nhị, trước khi mày đến thành phố Giang Tư có biết quy tắc của thành phố này là gì không? Giáp nhị thấy tình hình không ổn, Tần Hiên căn bản không coi gã ra gì, làm gì có chút sợ hãi nào. Quy tắc gì? Kim Thâu, mau nói cho Giáp nhị biết nghiệp vụ của công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư mà chúng ta phụ trách. Công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư. Giáp nhị gãi gãi đầu. Ông đây là xã hội đen, là thế lực ngầm, kiếm cũng là tiền của mấy sơ sở kinh doanh trá hình liên quan quái gì đến công ty bảo vệ của mày kim thâu qua loa đại khái chỉnh lại quần áo giọng trong veo giáp nhị ở thành phố giang tư kinh doanh thể loại trá hình là phải cáo cáo anh không hiểu quy tắc cũng không cần lo ông chủ của chúng tôi nói rồi người không biết không trách tội bù tiền vào là được rồi ở thành phố giang tư bán hàng giả cũng không được là bị phạt tiền đó ở thành phố giang tư kim thâu vừa nói vừa giơ ngón tay ra đến mới tí đã hơn 10 điều rồi. Mặt giáp nhị tái mét, nếu là đến tiền, tám đời nhà anh ta cũng không kiếm nổi từng ấy tiền. Anh ta đập bàn, họ tần kia, mày muốn gây sự sao? Giáp nhị vỗ vỗ ngực, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, phía sau tao chính là Diệp Gia ở thành phố Hải Hà. Mày muốn khiêu chiến với quyền uy của Diệp Gia sao? Không, không dám. Tần Hiên lắc đầu, khiêu chiến. Chúng tôi đâu có khiêu chiến. Chỉ là một mặt nghiền áp mà thôi. Thứ lỗi cho tao nói thẳng, ở trong mắt tao, chúng mày đều là rác rưởi. Giang Hải nói rồi, lần này phải diệt trừ giáp nhị, giết gà dọa khỉ, nếu không thành phố Giang Tư sẽ còn xuất hiện thêm một giáp nhị khác nữa. Sau đó, đám người kim thâu tựa như một đám linh cầu nhìn thấy thịt, điên cuồng tấn công lũ thuộc hạ của giáp nhị. Rất nhanh, tụ điểm mát xa trở nên yên lặng đến lạ thường. Cả người giáp nhị đều tê liệt, hai đầu gối bùn rùn, ngã ngồi trên mặt đất. Mặt giáp nhị xám như cho tàn tuyệt vọng, ở thành phố Hải Hà Gã cũng có địa bàn của chính mình. Một thời gian trước, vài vị lão đại nắm giữ thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư liên hợp lại đến thành phố Hải Hà đoán mất địa bàn của gã. Giáp nhị không có chỗ dung thân, chỉ có thể đưa theo một đám đàn em đi ngược đến thành phố Giang Tư. Ai mà biết được, nơi này không phải thiên đường mà là điện Diêm Vương. Tần Hiên kéo một cái ghế ra ngồi xuống, chậm rãi rót một chén rượu. Giáp nhị, uống một chén đi. Đường đến hoàng tuyền sẽ dễ đi hơn một chút. Giáp nhị toàn thân chấn động, mày, mày muốn giết tao. Môi mấp máy, hai mắt giáp nhị trợn trắng. Họ tần kia, làm việc không cần tuyệt tình như vậy, tao làm việc cho Diệp ra ở thành phố Hải Hà hả đó. Chúng mày, bốp, tần hiên nhíu mày, vung tay tát cho gã một bạt tai. Giáp nhị bị đánh ngã nhào ra đất, ly rượu kia cũng đổ đầy ra đất. Mày tưởng mày là ai? Chỉ là một con chó mà thôi. Diệp ra ở thành phố Hải Hà sẽ quan tâm một con chó đã chết. Con mẹ nó, Diệp ra nếu như thật sự quan tâm mày sẽ bảo mày đến thành phố Giang Tư sao? Cho dù Diệp ra có để ý đi nữa, ông đây cũng chẳng quan tâm. Trước khi đến thành phố Giang Tư chưa nghe qua truyền thuyết về thiên sứ tội lỗi sao? Con người giáp nhị co rút mãnh liệt, nhìn về phía Tần Hiên, mày, mày là giáp nhị muốn xông lên giết tần hiên đây là sự ngoan cố cuối cùng của những kẻ liều lĩnh anh ta không ngờ tới tần thiên vũ lại chính là thiên sứ tội lỗi dao găm ở ngay đằng sau lưng nhưng gã không thể cũng không dám rất rõ ràng rằng chỉ cần gã động thủ hôm nay tuyệt đối không thể rời khỏi đây nắm chặt nắm đấm giáp nhị cắn chặt răng người cần mặt mũi cây cần có vỏ nên gã cố gắng nhẫn nhịn ở trong lòng vẻ mặt giáp nhị làm cho tần hiên không quá hài lòng thầm ảo não lần này giả uy hiếp không quá thành công giáp nhị dường như cũng không biết sự khủng bố của thiên sứ tội lỗi vô vị tẻ nhạt tần hiên khoát tay kim thâu xử lý sạch sẽ một chút giáp nhị sợ đến mức răng va vào nhau lập cập, run rẩy phát ra lời đe dọa cuối cùng mày dám động vào tao diệp ra nhất định không tha cho mày âm thanh cuồng loạn những lời nói dữ tợn này không một ai để ý, chẳng qua chỉ là một tiếng đánh giấm mà thôi. Tần Hiên cười lạnh nhạt, đứng dậy rời đi, ánh mắt nhìn Giáp Nhị cực kỳ xem thường, giống như nhìn một con dẹp sắp chết vậy. Ánh mắt Giáp Nhị từ tuyệt vọng chuyển sang dữ tợn, chậm rãi rút con dao găm bên hông ra, hung hăng nhào về phía Tần Hiên. A, à, Giáp Nhị hét thảm một tiếng, ngã rầm xuống đất, hai mắt tuyệt vọng chừng lớn. Tần Hiên đầu cũng không ngoảnh lại người ra tay chính là Kim Thâu. Lau chùi con dao trong tay, Kim Thâu ném ánh mắt khinh thường về giáp nhị rồi nhổ tuyệt một bãi nước bọt. Rất nhanh, môi trường ở thành phố Giang Tư lại một lần nữa trở nên sạch sẽ. Nhưng lần này hơi khác, muốn dọn dẹp thành phố Giang Tư đến mức sạch sẽ tuyệt đối là không có khả năng, nếu như vậy, chắc chắn sẽ có người nhắm đến thành phố Giang Tư. Rồi sẽ có một số người không chịu theo quy tắc, bất luận là ai, làm theo quy tắc cũng không dễ diệt đi ham muốn của họ. Phía đông, con đường toàn quán ăn đêm trước đây, hiện giờ quy hoạch lại một lần nữa. Từ nay về sau, ở thành phố Giang Tư tất cả các cơ sở kinh doanh trá hình chỉ có thể tiến hành ở một khu vực này. Hàng hóa muốn được giao dịch phải trải qua sự quản chế của công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư. Những cô gái trang điểm xinh đẹp công khai mời chào khách. Không quản trắng đen, phải có quy tắc mới là đúng đắn chẳng ai có thể ngờ được Tần Hiên từng miếng cưỡng được xem là có chút số má ở thành phố Giang Tư hôm nay lại trở thành vua của thể lực ngầm ở thành phố Giang Tư có toàn quyền khống chế đối với cơ sở kinh doanh trá hình ở thành phố Giang Tư nhưng rất nhiều người lại xem nhẹ một người Giang Hải chính là người đứng sau lưng thao túng tất cả ở thành phố Giang Tư một chiếc xe tải vận chuyển gia xúc đang chạy nhanh trên đường đi đến thành phố Hải Hà trời tờ mờ sáng, đã có thể nhìn thấy ánh đèn từ thành phố Hải Hà. Xe tải dừng ở ven đường, ném mấy tên đàn em của giáp nhị xuống. Mấy tên đàn em cả người dính đầy phân nằm giặt dẹo ở ven đường, gãy tay gãy chân, nhục nhã kêu la cứu mạng. Tần Hiên muốn thông qua đám đàn em này, cho người ở thành phố Hải Hà biết, thành phố Giang Tư chính là cấm địa, ai dám tới gây rối, lập tức sẽ bị biến thành một câu chuyện cũ, một câu chuyện bi thương. Trời còn chưa sáng, một sắp tài liệu đã được đưa đến trước mặt hoành độ dương tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đều được ghi chép lại mới không bao lâu một thành phố giang tư hỗn loạn lại trở nên quy tắc trật tự dù là quan gia hay là lan gia làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận từng ly từng tí giang hải thả cái rắm cũng phải nghiêm túc nghiên cứu xem lúc trước anh ta ăn cái gì để tránh rước họa vào thân cơ sở kinh doanh trá hình và thế lực ngầm hoàn toàn bị diệt trừ Hoành độ dương hiện đang xem xét đầu tư vào việc bảo vệ cả thành phố giang tư thật sự cần nhiều lực lượng bảo vệ như vậy sao thành phố giang tư hiện nay văn minh đến nỗi không ai dám tùy ý văng tục tất cả điều này đều từng là kỳ vọng của Hoành độ dương chủ tịch giang hải này đã muốn vượt mặt ngài rồi ngài xem có cần trước kia sự yếu kém của Hoành độ dương đã làm cho các thế gia bị cuốn theo bị thế lực ngầm xem thường hiện giờ thế lực của giang hải đã đạt tới mức đối kháng với quyền uy hoàng tộc của hoành độ dương rồi nếu còn không ngăn chặn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hoành độ dương cười lạnh nhạt chậm rãi lắc đầu giang hải thân là đế vương nếu muốn một thành phố giang tư nhỏ nhoi này tự mình làm vua cũng chỉ cần một câu nói mà thôi nếu anh muốn được cắt đất phong vương hoàng tộc thật sự cũng phải chiều theo ý anh mà không có cách nào khác nhưng anh là đế vương các đời đế vương đều có sứ mệnh canh giữ phương đông thậm chí sẽ không can thiệp vào sự thay đổi của hoàng gia. Cho nên, Giang Viên sẽ không uy hiếp đến Hoành Độ Dương. Huống chi, Hoành Độ Dương còn không có bản lĩnh để gây sự với anh. Làm vậy sẽ chỉ rước họa vào thân, tự đào mộ chôn mình. Chủ tịch, tập đoàn Uyển Như gần đây rất hay làm từ thiện. Tu sửa đường, chỉnh đốn vào sửa chữa hệ thống đường ống cống cho thành phố. Còn có rất nhiều hành động từ thiện với người dân, như cô nhi viện, viện dưỡng lão, hiện giờ lại tạo dựng một cái cơ sở kinh doanh trá hình ở thành đông lỡ như danh tiếng của tập đoàn uyển như cao hơn chủ tịch thư ký rất muốn nói rằng tuyệt đối không thể để giang hải kiêu ngạo làm càn được nhưng anh ta không hề biết rằng thân phận thực sự của giang hải khủng bố đến mức nào đây là chuyện tốt thân làm chủ tịch thành phố không phải làm gì mà được yên ổn chẳng lẽ không nên vui mừng sao hoành độ dương cười nhẹ một đêm này rất nhiều người ngủ không ngon trong đó có Cố Uyển Như. Nằm trên giường, Cố Uyển Như ngây ngốc nhìn Giang Hải đang ngủ trên mặt đất ở một góc phòng. Chương 74, xuất hiện lập ra Giang Hải mới đến bên cạnh cô không lâu, đã làm thay đổi cuộc sống của cô một cách triệt để, thậm chí là vận mệnh của cả gia đình Cố Uyển Như. Tất cả mọi thứ của hiện đều là do anh mang tới, đến vợ chồng Cố Vân Lệ anh cũng đối xử với họ như cha mẹ ruột của mình vậy. Người đàn ông ưu tú không có điểm nào đáng chê trách như vậy tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh mình, hiện giờ, càng ngày cô càng có cảm giác không chân thật. Hít sâu một hơi, trong lòng lại có thêm rất nhiều áp lực. Tự mình phải càng cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Quyết không được thua Lan Kiều. Đột nhiên, cố huyền như bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình, tại sao lại nghĩ đến Lan Kiều chứ? Vì sao lại muốn so sánh cùng Lan Kiều? Cố huyền như cắn chặt răng, quật cường thể thốt. Nhất định phải kinh doanh tập đoàn Uyển Như lớn mạnh hơn lan ra trăm lần. Bất chi bất giác, Cố Uyển Như ngủ thiếp đi, trong giấc mơ mà vẫn cảm thấy bất an. Sáng sớm tỉnh lại, chân đệm của Giang Hải đã thu xếp gọn gàng, cô nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm, có Giang Hải ở bên cạnh, làm cho cô có cảm giác kiên định, an tâm và thoải mái. Vệ sinh cá nhân xong, Cố Vân Lệ đã nấu đồ ăn sáng xong. Ăn sáng xong, Lôi Nhân Hào đã đi rồi ông ấy hẹn mấy khách hàng bàn chuyện hợp tác. Giang Hải buông bát đúa rồi vỗ vỗ cái bụng, cố huyền như có chút đợi không nổi nữa, công ty có quá nhiều chuyện đợi cô đến xử lý. Mẹ, một mình mẹ vừa phải chăm lo cho cuộc sống của chúng con, lại còn phải nấu cơm cũng quá mệt mỏi rồi, hay chúng ta thuê một người giúp việc đi? Giang Hải xỉa răng, từ tốn hỏi. Cố vân lệ nói, không cần đâu, không phải chỉ là nấu cơm cho cả nhà thôi sao? Mẹ không mệt. Giang Hải, anh chú ý thời gian, Cố Uyển Như thúc giục Giang Hải tranh thủ thời gian đi. Ngồi lên xe, có chút xa cách, Cố Uyển Như không nhìn Giang Hải, dường như muốn phân rõ giới hạn với Giang Hải. Giang Hải hỏi, "Vợ à, hôm nay em có tâm sự gì sao?" "Không có." Cố Uyển Như hít sâu một hơi. "Có phải bắt đầu thích anh rồi không?" Giang Hải cười đùa. "Còn lâu nhé." Mặt Cố Uyển Như lập tức đỏ lên, giống như bị Giang Hải phát hiện bí mật nhỏ vậy xấu hổ nên tức giận nghiêng người đi, quay lưng không nhìn Giang Hải. Giang Hải dừng xe ở ven đường, kéo Cố Uyển Như lại đối diện mình. Vợ à, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Giang Hải biết, Cố Uyển Như sống theo chủ nghĩa truyền thống, nên cái gọi là giấy chứng nhận kết hôn kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc này nếu Giang Hải không chủ động nhắc tới, Cố Uyển Như vĩnh viễn cũng sẽ không mở miệng. Trái tim Cố Uyển Như bỗng run rẩy, nội tâm nghĩ rằng là thật sao? nhưng miệng lại vẫn nói còn lâu mới chịu giang hải càng áp sát hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp nặng nề của đối phương làn môi quyến rũ đã gần trong gang tấc cố huyền như chậm rãi nhắm mắt lại mặt đỏ lên như phát sốt ngay lúc hai người chắm môi chạm môi điện thoại cố huyền như lại vang lên toàn thân run lên cô như con thỏ nhỏ bị sợ hãi vội đẩy giang hải ra em 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 nghe điện thoại đã giang hải bất đắc dĩ vỗ vỗ đùi Bầu không khí đã đến bước này rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, đây là cáo tên khốn nào không có mắt lại chọn đúng lúc này gọi điện thoại. Cố huyền như nghe điện thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Buông điện thoại xuống, Giang Hải hỏi, là ai gọi đến vậy? Sọng điệu bất thiện, Giang Hải suýt nữa liền đã buột miệng nói nửa vế sau là, để anh giết chết cả nhà chúng. Là huyền gia, cố huyền như có chút tức giận. Huyền gia cứ thích gây sự mãi không buông họ không thuận theo cũng nằm trong dự đoán, Giang Hải bẻ gãy mấy ngón tay của Huyền Thanh, đổi thành ai cũng sẽ không chịu để yên. Cố Huyền như lại nói, còn có Diệp Gia ở thành phố Hải Hà. Diệp Gia, Giang Hải nhíu mày, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp. Cố Huyền như nói, Diệp Gia, muốn kỹ thuật độc quyền của chúng ta. Giang Hải cười nhạt, những kỹ thuật độc quyền đó không thể chuyển nhượng, nói là độc quyền, kỳ thực bản quyền là của người khác thông qua các loại thủ đoạn phi pháp để sử dụng mà thôi. Nhưng, mặc kệ là ai, Giang Hải tuyệt đối sẽ không tùy ý chuyển nhượng cho người khác. Diệp ra muốn có thì phải xem có bản lĩnh đến mà lấy hay không. Giang Hải thật muốn xem xem, Diệp ra này có thể tìm chết đến mức độ nào. Diệp ra ở thành phố Hải Hà, Giang Hải sớm muộn cũng sẽ xử lý sạch sẽ mọi ân oán. Vừa tới công ty, Cố Huyền như lập tức bị một đám người cuốn lấy những người này đều không thể chờ đợi được muốn nhét hết tiền trong tay vào đầu tư ở thành phố Giang Tư. Càng chính xác hơn là muốn đầu tư vào tập đoàn Uyển Như. Trước đây, môi trường đầu tư ở thành phố Giang Tư rất tệ, trên có các loại thế gia bóc lột, dưới có các loại thế lực ngầm lừa đảo hãm hại, đến cả các loại giấy phép cũng làm giả được như thật. Từ lúc Giang Hải lập uy tại thành phố Giang Tư, hoành độ dương thuận thế chỉnh đốn lại, môi trường đầu tư ở thành phố Giang Tư hiện tại trở nên rất tốt không có lừa đảo cưỡng đoạt, không có mua gian bán lận, cũng không có tình trạng tham nhũng. Thành phố Giang Tư, nhiễm nhiên trở thành khu vực có môi trường kinh doanh tốt nhất ở phương Đông. Chẳng những thế, đầu tư ở thành phố Giang Tư, bất luận là thương nghiệp hay công nghiệp, đều có thể đạt được sự bảo hộ cực lớn. Công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư có thể phục vụ miễn phí một thời gian dài, hơn nữa còn không thu thêm phí dịch vụ nào. Hiện nay, Danh tiếng của công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư cực kỳ vang dội, tất cả thương nhân đều biểu thị rằng sau khi đầu tư xây dựng công trình xong, nhất định mời công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư đến phụ trách công tác bảo vệ. Không chỉ vậy, nếu như không thông qua địa phương giải quyết các loại thủ tục, công ty bảo vệ ở thành phố Giang Tư còn có thể cung cấp các loại phục vụ, cũng sẽ không thu thêm một phân tiền nào. Mục đích chính là muốn cố gắng hết sức để giữ chân bất kỳ một nhà đầu tư nào. Tần Hiên từng là một người đến tên còn không ai biết tới, mà nay lại trở thành một người tiếng tăm lẫy lừng trong phạm vi thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư. Audio điện tử võ tấn bền Mà phía trên, chỉ có tập đoàn uyển như Thành phố Giang Tư từ Lan ra quan ra, người nào mà chẳng mong được hợp tác với tập đoàn uyển như Thành phố Giang Tư đã trở thành một khối thịt béo bở Đặc biệt là tập đoàn Uyển như lại công khai tuyên bố có được lượng lớn bản quyền của những kỹ thuật tiên tiến, chuẩn bị thành lập hệ thống nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật theo quy cách đạt chuẩn phương đông. Tất cả những bản quyền đó đều dùng vào việc hợp tác với người khác. Chỉ cần hợp tác với tập đoàn Uyển Như, chưa nói đến việc kiếm được khoản lợi lớn bỏ túi, cho dù chỉ là hợp tác một đoạn thời gian thôi cũng có thể kiếm được một miếng béo bở. Cũng không phải không có những kẻ giả đầu tư để lừa đảo. Vừa mới ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Uyển Như, đã lập tức bán công ty đi với giá cao. Nghe nói giá cổ phần tăng càng ngày càng cao, hiện nay, chỉ cần kéo được quan hệ hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như, không có chỗ nào là không tranh cướp, đây gọi là nước lên thì thuyền lên. Tất cả những điều này, Giang Hải vẫn để Cố Uyển Như tự giải quyết. Hiện giờ Giang Hải chỉ có mục tiêu duy nhất là làm cho Cố Uyển Như chấp nhận mình. Tình hình hiện tại cũng không tệ lắm, lúc hai người trên xe chỉ thiếu có một chút chút thôi. Buổi trưa, Cố Uyển Như vặn vặn cổ, vừa mới đến trưa mà đã mệt muốn chết rồi. Giang Hải ân cần tiến lên mát xa cổ cho cô, mệt quá thì sắp xếp xuống dưới, để cho người khác làm thay đi. Rất nhiều việc vẫn cần phải tự mình làm, không thì sẽ rất khó đạt được tiêu chuẩn. Cố huyền như nói, chúng ta cần là phát triển bền vững, chứ không phải là vì lợi ích trước mắt. Giang Hải nhẹ nhàng ôm lấy Cố huyền như từ phía sau, kề sát vào tai cô nói khẽ, gọi cha mẹ cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi buổi chưa lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy từ cổ lên mặt cô đều đỏ ửng lên như bị bỏ thuốc lần đầu tiên cô không chủ động tránh né anh thân mật giang hải nói như thổi hơi nóng vào tai cố uyển như công việc không thể làm xong ngay được dù sao em cũng phải dành thời gian cho chồng mình chứ cảm nhận được lực cánh tay của giang hải càng ôm càng chặt bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao cô hơi ngượng ngùng giấy dụa đứng lên mẹ đi thăm ông ngoại rồi gần đây tình hình sức khỏe của ông không được tốt lắm bố bên kia cũng còn một đống lớn đối tác phải gặp đấy. Vậy hai chúng ta ra ngoài ăn đi, thế này lại càng hợp với ý Giang Hải, thế giới hai người chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cố huyền như lắc đầu, em còn rất nhiều việc phải làm, một mình anh đi ăn đi, em gọi đồ ăn ngoài là được. Giang Hải hơi thất vọng gật đầu, được rồi, nghe vợ vậy. Nhưng Giang Hải sẽ không cho Cố Uyển Như ăn đồ ăn nhanh, nên anh vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn về cho Cố Uyển Như, tiện thể gọi không ít đồ ăn vặt phát cho những nhân viên phải tăng ca hiện giờ tập đoàn uyển như đang phát triển đến thời khắc mấu chốt cố uyển như phải ưu tiên công việc là số một cố uyển như cần phải chứng minh bản thân như vậy cô mới xứng với giang hải tuy giang hải chưa hẳn đã để ý nhưng cố uyển như vẫn nhất quyết kiên trì tốc độ phát triển nhảy vọt của tập đoàn uyển như khiến cho rất nhiều người nhìn mà thèm đồng thời cũng làm không ít người đố kỵ thậm chí là hận mà người hận Giang Hải và Cố Huyền như nhất không ai ngoài Cố Hiển. Cố Hữu đã mất đi một chứng, hiện giờ trong tay Cố Hiển chỉ còn lại 10% cổ phần của tập đoàn Cố Thị, nhưng lại vẫn không dám xuất hiện. Cái chết của bố con Cố Thụy Long khiến Cố Hiển cảm người được mùi nguy hiểm. Bố con Cố Hiển phải vội vã rời khỏi thành phố Giang Tư, lại không dám trở lại thành phố này. Nhưng trong khoảng thời gian này, Cố Hiển cũng không phải ngồi không. Cố Huyền đã điều tra rõ ràng hôn ước của Cố Huyền như năm đó. Thì ra, năm đó nhà mà Cố Tùng hứa hôn cho Cố Huyền như là lập ra ở phương Bắc. Lúc Cố Huyền tìm tới cửa, lập ra còn không xem ra gì. Trong mắt lập ra, Cố ra chẳng qua là thấy sang bắt quàng làm họ mà thôi. Nhưng sau khi tập đoàn Huyền như hiện ra thực lực sau, lập ra ở phương Bắc lại nổi lòng tham. Có được Cố Huyền như, cũng coi như là có được tập đoàn Huyền như, nhiều kỹ thuật độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ như vậy, nếu như để lập gia có được, phát triển đến thế gia hàng đầu ở phương đông chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai trở thành siêu cấp thế gia ở phương đông cũng không phải không có khả năng. Cùng là một đồ vật, nhưng ở trong tay người khác nhau có thể phát huy được hiệu quả cũng khác nhau. Lúc Cố Huyền như đang vừa xem tài liệu vừa ăn đồ ăn thì ở một bên khác, cô Hữu cũng đang đợi một vị khách thân phận cao quý. Người này chính là con trai thứ hai của lập gia, lập Minh cố hữu hơi hồi hộp, sắc mặt tái nhợt vẻ mặt lại âm trầm hung ác. Từ lúc bị Giang Hải phế đi một, chứng, cố hữu như biến thành một người khác, trầm mặc ít lời, làm việc rất tàn nhẫn. Nếu như không phải là yêu cầu của cố hiển, cố hữu thật không muốn tiếp xúc với loại người đáng sợ này. Nhìn thấy lập minh, cố hữu kính cẩn chào một tiếng, lập hiếu, trên mặt là nụ cười thật chân thành. Trong lòng thì lại cười lạnh, chỉ cần lập ra ra tay, Giang Hải không muốn chết cũng không được lập minh cho người ta một loại cảm giác âm trầm khó đoán anh ta mũ lưỡi chai kéo xuống rất thấp che khuất cả nửa khuôn mặt nói chuyện cũng không nghe ra tâm tình gì cố hiển đâu sao lại cho một tên còn chưa mọc hết lông miệng còn hôi sữa đến bàn chuyện cô hữu không dám phản bác ngập ngừng nói chuyện của cố huyền như tôi hiểu rõ hơn cũng hiểu rõ tính tình của bọn họ hơn lập minh hỏi nói về tình hình của hai người họ cậu lại có thể làm được việc gì vì lập ra Cô hữu cười ngượng ngùng, con người lóe tia gian xảo, lập thiếu à, cha tôi muốn hỏi, điều kiện mà lần trước đề ra. Lập Minh vừa nghe đến đây, con người chợt lóe vẻ không hài lòng, anh ta đứng phát dậy, lạnh lùng nói thế nào. Muốn trả giá với tôi, hai cha con vô dụng như các người, còn thật muốn nói điều kiện với tôi. Khóe miệng cố hữu nở một nụ cười lạnh, bây giờ ông nội tôi đến nói chuyện cũng khó khăn không rõ ràng. Cố ra chỉ còn có cha tôi mới nguyện ý làm chứng cho lập ra, cho nên, chúng tôi là lựa chọn duy nhất của Lập Gia. Cũng chỉ có cha tôi đứng ra thì mới chứng minh được hồn ước có hiệu lực. Hồn ước có hiệu lực chỉ là khởi đầu, có hồn ước cũng chính là phòng ngừa những kẻ cạnh tranh khác, Lập Minh mới có thể hợp tình hợp lý dựa vào hôn ước mà lấy được tập đoàn Uyển Như. Chương 75, chuyện đùa. Toàn thân Lập Minh toát lên khí thế nham hiểm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Hữu. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Lập Minh cũng thôi nhìn bằng ánh mắt đó các người thật giỏi tìm thời cơ đòi lợi ích đấy. Cũng được, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Cố Thị và 30% cổ phần của tập đoàn Uyển Như. Những thứ này chưa là cái đinh gì trong mắt lập ra đâu. Nhưng mà, cố hữu căng thẳng, lập minh càng bước lại gần anh ta, anh ta càng cảm thấy như có một thứ áp lực vô hình, khiến anh ta khó thở vô cùng. Cố hữu vội nói, chúng tôi chỉ cần cổ phần, chỉ cần tiền thôi. Còn việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ không liên quan gì đến chúng tôi hết." Lập Minh hài lòng gật đầu, sự nham hiểm trong ánh mắt cũng giảm đi nhiều. Đối với Lập gia mà nói, chỉ cần nắm được những giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ kia, có tiền hay không cũng không quan trọng. Cô hữu thở dồn dập, cười tít mắt nói với Lập Minh. "Lập thiếu, chúng tôi còn có một điều kiện." "Hả?" Lập Minh trợn tròn mắt, anh lại toát ra sự giữ tợn đủ khiến người khác phải giật mình. Từ xưa đến giờ, đều là lập gia ra, ra điều kiện cho người khác tên cố hữu này chán sống rồi sao dám ra điều kiện với lập gia lại còn không chỉ một lần này tôi thấy anh đang không biết trời cao đất dày là gì rồi đấy anh chán sống rồi hả cha con các người cứ như chó hoang cổ phần tập đoàn cố thị từ trên trời rơi vào tay mà các người không dám xuất hiện tôi nói cho anh biết bây giờ chính là lập gia chúng tôi đang giúp các anh đấy vậy mà bây giờ các anh lại dám ra điều kiện với lập gia Cố Hữu lạnh sống lưng, cả anh đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh ta vẫn gom hết dũng cảm cắn răng nói, "Lập Hiếu, điều kiện của chúng tôi đưa ra với lập ra mà nói, không hề có chút tổn thất nào, cùng lầm thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi." "Hừm," Lập Minh nói, "Vậy thì tôi cũng muốn nghe một chút thử xem, nếu như tôi không hài lòng thì anh biết hậu quả ra sao rồi đấy." Tiếng Cố Hữu nói run run, đối mặt Lập Minh khiến anh ta có cảm giác hồi hộp bất an mặc dù người thanh niên trước mắt này chỉ bằng tuổi với anh ta, nhưng lại toát lên khí thế rất kinh người, giống như mình sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Lập Hiếu, chúng tôi còn muốn cái mạng của Giang Hải. Tốt nhất hãy để Giang Hải cho chúng tôi xử lý. Tôi nhất định phải làm thằng đó sống không bằng chết. Lập Minh cười, gật đầu hiểu ra, anh ta nhìn chằm chằm vào đúng quần của cố Hiếu, nghe nói anh bị anh ta đánh cho liệt dương rồi hả? Đúng là đáng thương. Vậy được, Điều kiện đó của anh, tôi đồng ý. Phía tây thành phố vốn là một mảnh đất hoang vu, nhưng lúc này đất đã bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đất đều đang được thi công không ngừng cả ngày lẫn đêm. Một lượng tài chính lớn đổ dồn vào thành phố Giang Tư, số tiền từ việc kêu gọi vốn đầu tư vào phía tây thành phố đã lên đến con số khủng, còn khu vực này, giá nhà đất lên vùn vụt vù chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tập đoàn Uyển Như hôm nay văn phòng của lôi nhân hào có hai vị khách không mời mà đến lập minh ngông nghênh ngồi xuống hoàn toàn xem nơi đây như là tài sản của lập gia vậy còn một vị khách nữa cũng làm cho lôi nhân hào không vui nổi cô hữu cậu tới làm cái gì tập đoàn uyển như không chào đón cậu lôi nhân hào còn ghi thù tạc hận trong lòng trước đây cố uyển như vì sinh kế của cả nhà mà không thể không nhìn sắc mặt của cố gia nhưng bây giờ khác rồi lôi nhân hào đã khỏi bệnh sức khỏe ngày càng tốt hơn đã có đủ năng lực nuôi vợ nuôi con hơn nữa lôi nhân hào còn là chủ tịch tập đoàn uyển như trên địa bàn nhà mình lời nói cũng có trọng lượng hơn chú à chú đừng kích động như vậy cô hữu cười nham hiểm rửa tay vào bàn đứng rất là hống hách để cháu giới thiệu cho chú một chút người này là con trai thứ của lập gia ở phía bắc lập minh có lẽ chú không nhớ rõ lắm đâu dù sao chú cũng chỉ là đến cố ra ở rể. Mười mấy năm trước, người đính hôn cùng Uyển như chính là Lập Thiếu đây. Lần này Lập Thiếu đến là để thực hiện hôn ước năm đó đấy. Nghe được từ, ở rể, sắc mặt lôi nhân hào lập tức thay đổi. Cái tiếng đi ở rể cố ra ông đã phải chịu nhục nhiều năm như vậy, tuy cố vân lệ không xem thường gì ông, nhưng những người khác cố ra lại chẳng coi ông ra gì. Khi cố hữu vừa nói ra chuyện hôn ước, sắc mặt lôi nhân hào lại thay đổi hôn ước lôi nhân hào tức giận nói uyển như đã kết hôn rồi nên hôn ước kia tất nhiên là không tính lập minh cười nham hiểm cha vợ à cha nói vậy là không đúng rồi từ xưa đến nay hôn ước đều do cha mẹ sắp đặt do bà mai đưa đường làm sao có thể trở thành trò đùa được lập gia của tôi luôn luôn trọng chữ tín nếu như đã định ra hôn ước tất nhiên là không đổi ý được rồi tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc người khác đổi ý cũng không được lôi nhân hào tức tối nhìn cố hữu cuối cùng thì cậu muốn gì chú à xem chú nói kìa sao chú lại nói với cháu như với người ngoài vậy cố hữu nói nhà họ cố chúng ta dù gì cũng đã nhận xính lễ của lập gia tất nhiên phải thực hiện hôn ước rồi uyển như gả đến lập gia hai vợ chồng chú cũng thành thống ra với lập gia đi đâu cũng lộng hành được cháu chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi chứ chẳng lẽ chú muốn uyển như phải sống chung với tên giang hải vô dụng kia sao mời các cậu đi ra khỏi đây tôi không biết hôn ước gì cả lôi nhân hào lên tiếng đuổi khách không chút khách sáo lập minh đứng lên sửa sang lại bộ âu phục hàng hiệu đắt tiền trên người lấy một tờ hợp đồng ố vàng ra đập trên bàn nói bằng một giọng trầm trầm kỳ lạ không thực hiện hôn ước cũng được vậy chúng ta cứ dựa theo nội dung trong bản hợp đồng lúc trước mà làm đây là hôn ước mà lúc trước cha của tôi và cố tùng đã sắp đặt sẵn trên đây ghi rõ ràng nếu như cố gia thoái hôn thì phải đền bù bằng toàn bộ sản nghiệp của Cố gia. Lôi Nhân Hào nghi ngờ mà cầm lấy hợp đồng đọc kỹ từng câu từng chữ. Trên hợp đồng đúng là có chữ ký của Cố Tùng, hơn nữa trông tờ giấy này quả thật cũng cũ lắm rồi. Lôi Nhân Hào hừ lạnh một tiếng, cậu hồ, tôi nghĩ là cậu lầm rồi, nơi này là tập đoàn Uyển Như, không phải tập đoàn Cố Thị, việc cậu muốn có sản nghiệp Cố gia thì chẳng liên quan gì đến tập đoàn Uyển Như cả. Lập Minh cười khinh bỉ, theo như tôi biết thì tài sản của Cố Tùng đa phần đều do Cố Vân Lệ đứng tên. Kế thừa gia sản, tất nhiên cũng thừa kế luôn nợ nần. Hiện nay, tập đoàn Uyển Như và tập đoàn Cố Thị đã sáp nhập làm một. Nếu như không thực hiện hôn ước, dùng tập đoàn Uyển Như gán nợ cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong, Lập Minh quay lưng đi ra ngoài. Cố Hữu thì cười xấu xa, cất tờ giấy kia lại, anh ta nói bằng một giọng trầm trầm, lão già kia cho chú thời gian một ngày để suy nghĩ rốt cuộc là chú muốn người con rể vô dụng kia, hay là muốn uyển như được gả vào lập gia. Một ngày sau, lập gia sẽ đến lấy tập đoàn uyển như. Tất nhiên chúng cháu cũng sẽ chờ câu trả lời cuối cùng của chú. Cô hữu cười to, lúc này lôi nhân hào nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy oán giận. Bị đánh lụi đi một trứng, cô hữu khó mà duy trì nòi giống cố ra được. Hơn nữa, tập đoàn cố thị đã bị cố vân lệ chiếm mất, điều này cũng đủ khiến anh ta uất đến nghiến răng nghiến lợi lôi nhân hào bất lực ngồi xuống hôn ước ông có biết chuyện này nhưng những năm qua do thân thể suy yếu nên đến tư cách phản đối ông cũng không có bây giờ không thể để phải cố uyển như gả cho lập minh được đừng nói cố uyển như có đồng ý hay không đến cả một người cha như ông cũng không đồng ý nữa là việc này chẳng khác nào đẩy con gái mình xuống địa ngục quan trọng hơn là lập gia đang lợi dụng hôn ước để mưu tính việc gì đến kẻ ngốc cũng hiểu Tập đoàn Uyển như phát triển quá nhanh, nắm trong tay quá nhiều công nghệ kỹ thuật chủ chốt, điều này rất khiến nhiều người khác ganh tị. Có câu, chữ tài liền với chữ tài một phần. Người xưa nói, nếu là một người hữu danh vô thực, thì chắc chắn tài ương sẽ đến với người đó. Tập đoàn Uyển như ngày nay, tuy tiền bạc không thiếu, nhưng bản lĩnh tự bảo vệ mình thì không có, huống hồ càng không thể đi trêu vào một gia tộc lớn. Tuy miếng mồi ngon này chỉ mới nhen nhóm, nhưng những con hổ đói đang nhắm vào đây thì e là không chỉ có một mình lập ra việc này đối với một tập đoàn uyển như vừa thành lập không lâu mà nói lại có nguy cơ tất lớn phiền toái này trước đây chưa từng xảy ra bao giờ không bao lâu cố uyển như xử lý xong công việc bên ngoài cô cùng giang hải cười cười nói nói nắm tay nhau về tới bây giờ mối quan hệ của hai người có thể nói là hơi kỳ lạ cố uyển như cảm thấy họ càng ngày càng giống mấy cặp đôi đang yêu nhau tuy tối ngủ chung phòng, nhưng chưa từng quan hệ xác thịt bao giờ. Theo góc độ tâm lý, Cố Uyển Như hoàn toàn đồng ý, thậm chí rất hỷ lại vào Giang Hải. Nhưng theo góc độ thân thể, hai người chưa từng vượt rào bao giờ. Giang Hải rất muốn thúc giục cô làm chuyện ấy, mà Cố Uyển Như cũng chỉ đang trông chờ một cơ hội thôi. Hai người đi vào văn phòng của Lôi Nhân Hào. Nhìn biểu cảm của Lôi Nhân Hào là biết đã xảy ra chuyện không hay. Lôi Nhân Hào chưa dứt lời, Cố huyền như đã đỏ mặt tía tai quả quyết từ chối cha, con đã sớm rời khỏi cố ra, hồn ước trước đây tất nhiên cũng không tính. Lôi nhân hào nhìn Giang Hải, khổ não thở dài, cha không phải muốn con thực hiện hôn ước, mà là cùng nhau thương lượng chuyện này phải làm sao đây. Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười như chẳng có gì xảy ra. Lập ra ở phương Bắc đang muốn chết sao? Dám để ý tới cố huyền như sao, bọn chúng nên biết rằng, đó là người phụ nữ của đế vương. Cố huyền như khóc nước nở, cùng lắm thì từ bỏ tập đoàn cố thị, đó giờ con cũng chẳng có ham muốn gì nó cả. Nào có đơn giản như vậy, lôi nhân hào lại thở dài. Bề ngoài thì Lập Minh trông như đã vô mánh làm ăn chúng số. Nếu như cố huyền như đồng ý, thì tập đoàn huyền như dĩ nhiên là rơi vào tay Lập ra. Về phần tập đoàn đứng tên của ai thì đâu có gì quan trọng. Mà không đồng ý thì cũng được thôi, nhưng phải tốn chút công sức. Đến cả Giang Hải cũng không ngờ, lúc trước sao mình không diệt cỏ tận gốc, đánh liệt luôn Cố Hữu đi cho rồi, tự nhiên tha cho một cái trứng của anh ta làm gì, để giờ lại xảy ra đủ thứ chuyện như vậy. Trung quy mà nói, những người này dù sao cũng có quan hệ máu mủ với Cố Uyển Như, Giang Hải cũng phải nương tay đôi chút. Xem ra sau này anh vẫn ên nhổ cỏ tận gốc thì tốt hơn. Khuôn mặt trắng nón của Cố Uyển Như giờ đỏ ửng lên, cô tức tối bặm môi chẳng lẽ chúng ta lại tùy ý lập ra bặt nạt hay sao bọn họ đây là đang ngang nhiên tống tiền đây mà còn cố hữu nữa thật sự là quá đáng lôi nhân hào lại nhìn giang hải thấp giọng nói uyển như cha thấy các con nên đi đăng ký kết hôn ngay đi cố uyển như không nói gì vì cô thẹn thùng nên sắc mặt càng đỏ hơn nữa tim đập nhanh như hưu chạy ánh mắt giang hải tràn đầy chờ mong hăng hái niềm nở nhìn cô nhưng mà Cố huyền như lắp bắp. Nhưng mà, cứ coi như con đã đăng ký kết hôn rồi đi, lập ra cũng vẫn muốn nuốt luôn tập đoàn huyền như mà thôi. Giang Hải cảm thấy thất vọng, cố huyền như vẫn không muốn kết hôn cùng mình sao. Liếc nhìn Giang Hải một cách ngần ngại, cô đã nhìn ra vẻ thất vọng ấy rồi. Cố huyền như hơi bối rối, lập tức đổi giọng, mặc kệ, đi đăng ký kết hôn trước rồi rồi tính. Thời gian không còn sớm, lôi nhân hào xem nhìn thời gian, vậy sáng mai, Hai con đi đăng ký ngay. Chỉ cần chờ thêm một ngày, thân phận của Giang Hải sẽ là danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng Giang Hải đợi không được, một giây cũng không đợi được nữa. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hoành Độ Dương. Giang Hải muốn kết hôn, muốn đăng ký kết hôn liền, đối với Hoành Độ Dương mà nói, việc này là đại sự. Rất nhanh, các nhân viên công tác có liên quan đã tiến vào tập đoàn Uyển Như. Thậm chí mang cả con dấu đến cùng trong sự hoan hô vui mừng của toàn thể nhân viên trong công ty giang hải cuối cùng cũng có trong tay cuốn sổ màu đỏ mà mình đã mơ ước từ lâu còn cố uyển như thì ngượng chín mặt xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu giang hải vốn không có người thân nên tất cả những người chứng kiến cảnh đăng ký này đều là người thân nhất rồi giờ khắc này cũng giống như một gia đình vậy bởi vì mỗi một lời chúc phúc của họ đều xuất phát từ lòng chân thành tuyệt đối cô đứng sát bên giang hải nhận lời chúc phúc của các đồng nghiệp. Đầu óc cố huyền như lúc này lâng lâng, giống như đang nằm mơ vậy. Những ngón tay đang nắm chặt cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia, chặt đến nỗi đầu móng tay cũng trắng bệch cả rồi. chương 76, nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Tuy rằng quá trình cực kỳ đơn giản, nhưng đây là ngày vui nhất từ trước tới nay của Giang Hải. Trong lúc náo nhiệt, Giang Hải phát cho tất cả nhân viên một bao lì xì lớn, còn đặt tiệc rượu tốt nhất ở khách sạn Thiên Nha. Tuy rằng bữa tiệc này là chúc mừng kết hôn, nhưng Giang Hải và Cố Uyển Như lại không đi. Anh kéo Cố Uyển Như lên xe, cuối cùng hai người lại đứng trước một ngôi mộ. "Đây là mẹ anh." Khóe mắt Giang Hải rưng rưng. Cho tới bây giờ, Giang Hải vẫn cảm thấy mẹ mình chưa hề mất, chỉ là bà đang ở một nơi rất xa rất xa mà thôi. Nhưng bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, cứ như thế, yên lặng dõi theo anh. Ngày kết hôn lại tới viếng mộ giang hải nghĩ e rằng xưa nay cũng chỉ có một cố uyển như lại có thể hiểu tâm trạng của giang hải đối với một cô nhi mà nói tình thân đáng quý tới cỡ nào hai người cứ thế đứng bên ngôi mộ cho đến khi trời tối dần trên đường trở về cố uyển như trầm mặc không nói kết hôn rồi mới thấy không hề lãng mạn như trong tưởng tượng của mình không chỉ như thế tập đoàn uyển như cũng mưa gió liên miên vợ à hôm nay quá hấp tấp rồi em muốn làm hôn lễ như thế nào, anh sẽ cho người chuẩn bị. Ngoặc kép, chuyện xảy ra quá đột ngột, Giang Hải cũng chỉ có thể làm hết khả năng chuẩn bị một cái hôn lễ đơn giản. Cố huyền như lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, lại không còn gì ảo não nữa. Hôn lễ, cũng chỉ là nghi thức, thật sự quan trọng là có đúng người hay không. Lập gia đình, cơm áo gạo tiền. Gả đúng người rồi chịu khổ một chút cũng không có gì. Gả sai người, Sơn Hào Hải vị cũng không thấy hạnh phúc. Gả cho Giang Hải, Cố Huyền như cảm thấy không có gì phải tiếc nuối. Giang Hải không hề cầu kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ nhỏ, Cố Huyền như cảm nhận được tự đáy lòng mình đang rất hạnh phúc. Hoàng Kim Giáp Lân, toàn bộ đã được Ngô Vân Trang Hoàng lại xa hoa, náo nhiệt. Thảm đỏ, hoa tươi ngập lối. Thiên ưng môn do thất hồn dẫn đầu, lần đầu tiên mặc hỷ phục đỏ tươi. Xếp lại thành một hàng, trong tay mỗi người đều là một hộp trang sức nhỏ cầu kỳ. Cung chúc đại ca và chị dâu, trăm năm hạnh phúc. Ngoặc kép, cố huyền như kinh ngạc che miệng, mỗi hộp trang sức đều là một chiếc nhẫn kim cương, kiểu dáng khác nhau. Giang Hải dịu dàng nói, vợ à, chọn cái em thích đi. Ngoặc kép, vì sao lại chọn một cái? Cố huyền như tinh nghịch nheo mắt lại. Cô biết Giang Hải có tiền, nhưng sẽ không tiêu xài hoang phí. Nhưng hôm nay lại không như vậy, đối với một người con gái mà nói, cả đời cũng chỉ có một lần. Cô muốn tùy hứng một lần. Người thiên ưng môn tách sang hai bên, anh em Tần Hạo xuất hiện đằng sau. Trăm năm hạnh phúc, mối duyên nghìn năm chẳng phai nhòa. Ngoặc kép, chúc ông bà chủ, trăm năm hạnh phúc. Ngoặc kép, Giang Hải không nhịn được cười, hai cái kẻ dở hơi này, thật đúng là biết bày trò. Nhưng nghĩ lại cũng không sai, chính mình còn không phải đua ở rể sao. Tập đoàn Uyển Như cũng trên danh nghĩa của Cố Uyển Như, nói ông chủ cũng không có gì sai. Trong tay anh em Tần Hạo là một cái hộp to, bên trong đặt một cái khóa đồng tâm rất xa hoa. Được làm bằng đá quý, hiếm có trên đời. Ngay cả Giang Hải cũng không ngờ, một thời gian ngắn như vậy, họ tìm đâu ra nhiều đồ cực phẩm như vậy. Gương mặt Cố Uyển Như khuôn ửng hồng vì hưng phấn, mũi có chút cay cay. Ai nói Giang Hải không biết lãng mạn, hóa ra tất cả đều đang đợi mình ở đây. Cố huyền như gật đầu nói cảm ơn, anh em tần hảo tránh sang bên. Đằng sau lại là đám người kim thâu. Trong tay mỗi người đều là mã não, ngọc thạch vô cùng quý hiếm. Khi đi vào biệt thự, một đám người còn muốn nháo động phòng. Giang Hải trừng mắt, kim thâu rụt cổ lại, người đầu hàng bỏ chạy đầu tiên. Giang Hải không muốn bị mấy tên này làm chậm trễ đêm động phòng hoa trúc. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Khóe mắt cố vân lệ ướt đấm, bà đã sớm thừa nhận Giang Hải là con rể, cũng đã chờ mong ngày nay từ lâu. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Phòng tân hôn đã trang trí xong, dưới đệm là các loại quả phúc như táo đỏ, đậu phộng, long nhãn. Cố huyền như vài phút trước vẫn còn đang lanh lợi hoạt bát, vào phòng đã bắt đầu luống cuống chân tay. Chẳng lẽ, lần này mối quan hệ của hai người sẽ sang trang mới thật rồi sao? Trong lòng thấp thỏm, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, làm thế nào bây giờ vợ yêu ơi chúng ta đừng chậm trễ thời gian nữa cùng đi tắm đi ngoặc kép giang hải gấp gáp xoa xoa tay anh đã mong chờ ngày này từ lâu rồi em cố huyền như có chút lắp bắp chẳng nhẽ đến lúc này lại bắt đầu đánh trống rút lui tường tận mà nói mới quen biết với giang hải chưa được bao lâu đã kết hôn rồi cố huyền như cảm thấy không chân thực ngày hôm nay cứ như trong giấc mơ vậy em đi trước đi biết cố uyển như còn ngượng ngùng giang hải chủ động rút lui dựa theo quy ước cũ giang hải rời khỏi phòng đợi hồi lâu vẫn không thấy cố uyển như ra mở cửa giang hải gõ gõ cửa rất nôn nóng vợ yêu em xong chưa vậy không ai đáp lại giang hải chỉ có thể lại chờ một lát nhưng một lát này giang hải đợi thành cả một đêm sáng sớm hôm sau cố uyển như mắt đầy tia máu ra mở cửa Cố huyền như vẫn luôn không ngủ, trong lòng rằng có suy nghĩ suốt một đêm. Giang Hải thầm than khổ trong lòng, đây là đêm tân hôn sao. Bữa sáng, cố vân lệ cố ý làm chút đồ ăn bồi bổ. Hai vợ chồng lôi nhân hào thấy hai người Giang Hải đều không có chút sức lực nào. Hai đứa nhóc này, sao mà đều buồn bã ỉu xìu thế này, đêm qua đã làm gì rồi? Mẹ, sao lại nhìn con như vậy? Cố huyền như vừa vội vừa ngượng cố vân lệ liếc một cái cái con bé này mẹ là mẹ con đấy nhìn con cũng không được à bây giờ đã chính thức kết hôn rồi phải có dáng vẻ của người đã có gia đình ngoặc kép quay đầu lại nhìn giang hải hiện giờ giang hải chính là con rể cũng có thể coi như con trai trong nhà đã ưng ý giang hải rồi hai vợ chồng cố vân lệ cũng không có họ hàng thân thích gì cần mời ngay đến hôn lễ cũng chỉ là hình thức không quá coi trọng quan trọng là đối tốt với cố uyển như về điều này thì Giang Hải đã làm rất tốt rồi. Tiểu Giang à, uyển như đều bị mẹ với cha con chiều hư rồi. Sau này, cái tật tùy hứng này con phải giúp con bé sửa đi nhé. Ngoặc kép, Giang Hải cười, vâng thưa mẹ, con nhất định sẽ nhắc nhở cô ấy. Ngoặc kép, anh nhắc nhở ai còn chưa chắc, cố uyển như không chịu nổi mất. Đây rốt cuộc là mẹ của ai chứ, sao mà càng ngày càng hướng ra phía ngoài làm một hồi giống như mình mới là con dâu được gả vào cửa từ bé không bằng. Giang Hải còn mải mê nói chuyện. Là như thế nào đây? Nông nô chuyển mình đã thành ca sướng rồi. Cố huyền như không nói gì, Giang Hải chết tiệt thối tha này, kết hôn xong liền quên mất mình đang ở rể rồi sao? Giang Hải gượng cười, anh nhắc nhở chính mình, nhất định phải nghe theo lời vợ nói. Ngoặc kép, cố vân lệ buông đũa xuống, huyền như, con sao lại bắt nạt tiểu Giang? cha mẹ sao hai người đều nói đỡ cho anh ấy thế con bắt nạt lúc nào cố huyền như đặt mạnh đôi đũa xuống bàn giang hải vội cầm lên đưa lại cho cô bày ra vẻ mặt tươi cười mẹ đừng nói cô ấy nữa bình thường cô ấy đều rất tốt với con ngoặc kép tốt như thế nào cố vân lệ lạnh lùng nói cơm thừa canh cặn đều cho con ăn mẹ thấy hết rồi ngoặc kép thôi rồi lần này thì cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này Giang Hải bày ra biểu tình hết sức vô tội, còn Cố Uyển Như giận đến nghiến răng. Giang. giang Hải chỗ nào cũng tốt, nhưng lại tranh giành cha mẹ với mình, điểm này chính là không tốt. Cô oán hận nghĩ thầm trong bụng, chờ tới công ty rồi xem, xem em xử lý anh thế nào. Cố Uyển Như lại không hề chú ý tới, thời khắc này, cô đã tự coi mình trở thành nữ chủ nhân chân chính. Theo cách nói của Giang Hải, kết hôn phải hưởng tuần trăng mật. Cũng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Việc nên làm phải làm cho xong. Tìm Cố Uyển Như suốt 5 năm, cũng đã xác lập quan hệ, chút tâm tư này không phải nam nữ đều muốn sao? Hai người ở cùng với nhau thời gian không ngắn, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, nói ra ai mà tin chứ. Công ty không có Cố Uyển Như cũng không phải sẽ ngừng hoạt động. Cứ tính như tập đoàn Uyển Như mất tất cả, Giang Hải cũng không bận tâm. Nhưng Cố Uyển Như để tâm, huống chi, lúc này lập ra còn như hổ đói rình mồi dọc đường đi, cố uyển như vẫn không nói gì, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. giang hải, nếu lập ra lại đến dây dưa, chúng ta phải làm sao bây giờ? cố uyển như thật sự không biết phải làm thế nào. gia thế lớn, không phải người thường có thể đối đầu lại. giang hải thản nhiên cười, họ tới, chính là tự tìm đường chết. ngoặc kép, anh vốn không muốn để lộ thân phận, dù sao thân phận đế vương cũng tương đối mẫn cảm nhưng nếu lập ra tùy ý làm bậy, Giang Hải cũng chỉ đành một lần nữa cho những người kia biết Đế Vương rốt cuộc là thân phận gì. Đế Vương, người lập ra đến ngước nhìn cũng không đủ tư cách. Tuy rằng ở phương Bắc, nhưng trong khu vực có nhiều dòng tộc sát nhau, lập ra cũng chỉ tính là một gia thế hạ đẳng, ngu xuẩn tới mức buồn cười. Từ khi bán trung tâm thương mại cho Giang Hải, Tần Hạo đã trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Tập đoàn Uyển Như. Nơi nào cần, nơi đó có Tần Hạo nắm trong tay sản nghiệp của anh em tần hạo lại cảm nhận được sự trung thành khi phán đoán tình hình của hai anh em bọn họ giang hải đã chuẩn bị đường lui cho bọn họ vẫn luôn có cổ phần ở tập đoàn uyển như tập đoàn uyển như cho đến nay dù có đập xuống chút bụi cũng đáng tiền hơn trung tâm mua sắm kia thật sự phải cảm ơn hai anh em họ các dự án phía tây đang gõ chống khua chiêng tiến hành rầm rộ từng khu từng khu đang trong quá trình xây dựng tần hạo là người hiểu đạo lý khéo léo việc đối nhân xử thế lôi nhân hào sắp xếp cho anh ta làm quản lý công tác khai thác điều tiết phối hợp một góc công trường tần hạo đang nói chuyện phiếm cùng mấy người giám đốc thi công cố gắng làm tốt tập đoàn uyển như sẽ không tệ bạc với các anh chỉ cần nỗ lực sẽ nhận được thù lao gấp nhiều lần so với nơi khác ngoặc kép đây là suy nghĩ của cố uyển như công nhân nhất định phải cầm được tiền mới có cảm giác thành tựu thuộc về bản thân mình ông chủ cũng mới có tôn nghiêm nếu không dù cho tập đoàn uyển như có phát triển đến đâu tiền của bản thân có kiếm được nhiều bao nhiêu cũng chỉ là kẻ thất bại những lời này không biết đã cảm động bao nhiêu người đây cũng chính là một trong những lý do về năng lực tập trung của tập đoàn uyển như anh tần cái này không cần anh nói chúng tôi cũng không phải lũ ngốc ngoặc kép giám đốc cố tốt bụng đây chẳng phải cho chúng ta thể diện sao người nào làm không tốt tôi là người đầu tiên phản đối ngoặc kép lúc này Phụ trách hậu cần Bình Mao chạy vào. Anh Tần, có chuyện rồi. Lông mày Tần Hạo nhăn lại, nhìn bộ dạng hoảng hốt của Bình Mao, e là xảy ra chuyện không nhỏ. Bình Mao uống một ngụm nước, làm mát cổ họng đang khát khô của mình. Bắt đầu từ đêm qua, mấy công trường bắt đầu thiếu nguyên vật liệu thi công. Ngoặc kép, vốn cho rằng nguồn hàng xảy ra vấn đề, nhưng vừa rồi mới nhận được tin tức, có người cấm đường, tất cả xe của qua lại đều bị chặn lại cả. Ngoặc kép. Cấm đường, Tần Hạo tưởng mình nghe lầm, thành phố Giang Tư bây giờ còn có người dám làm loại chuyện ngớ ngẩn này. Bình Mao gật đầu, Tần Hạo hỏi, ở đâu? Bình Mao nói địa điểm, Tần Hạo vừa nghe đã hiểu được, chỗ kia đã ra ngoài phạm vi của thành phố Giang Tư. Tần Hạo nói, người của công ty bảo vệ thành phố Giang Tư có quản việc này không? Bình Mao cúi đầu, có chút không dám nhìn Tần Hạo. Một hồi lâu mới nói, nghe nói bên kia ngăn đường người của công ty bảo vệ đã đi rồi. Ngoặc kép, chỉ là, chỉ là mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa quay lại, sợ là người cũng bị người ta giữ lại rồi. Ngoặc kép, tần hạo nheo mắt, dám giữ người thành phố Giang Tư lại, lá gan đúng là không nhỏ. Muốn làm rõ ràng việc này, trước hết phải làm rõ được rốt cuộc là ai muốn gây rắc rối. Lập tức gọi điện thoại cho Tần Hiên, để anh ta sắp xếp đàn em đắc lực đi tìm hiểu tình hình. Suy nghĩ lại, vẫn quyết định báo việc này cho Giang Hải. Chương 77, trò bẩn. Có người dám giữ cả người của công ty bảo vệ thành phố Giang Tư, Tần Hiên vừa nghe đã nổi giận. Lập tức mang theo vài người tự mình qua xem. Dám đến thành phố Giang Tư gây sự, đúng là không muốn sống nữa. Cứ cho là ở ngoài địa giới của thành phố Giang Tư thì đã sao? Tần Hiên có chút lâng lâng, đến bây giờ nhìn người khác đều là hết mặt lên trời. Sọc đường, có một tấm bia đá một bên viết thành phố Hải Hà, một sườn khác là thành phố Giang Tư. Đã từng là một mảnh đất hoang, giờ đây đã đậu đầy xe vận tải lớn. Tần Hiên chỉ dẫn theo ba bốn người, nghênh ngang sông vào. Công trường thành phố Tây, mọi người vẫn đang đợi tin tức của Tần Hiên. Mấy người công nhân ôm mặt chạy vào cửa, sắc mặt rất khó coi. Giám đốc Phương, bên ngoài có một đám người, đuổi bọn tôi đi, nói đây là chỗ của bọn họ. Từ hôm nay trở đi, Họ chính thức tiếp quản tập đoàn Uyển Như. Chúng tôi vừa nói vài câu, bọn họ đã đánh người rồi. Minh Mao sừng sốt, suốt một mảng lớn của thành phố Tây này đất đai lẫn dự án lớn nhỏ gì đều là tập đoàn Uyển Như quản lý. Thành phố Giang Tư, ai có thực lực tiếp quản tập đoàn Uyển Như, cho dù nói bán nhưng cũng ai dám mua nổi. Người có thể tiếp quản tập đoàn Uyển Như e là còn chưa sinh ra. Phải biết rằng, nếu tính hai gia thế lớn nhất thành phố Giang Tư là Lan gia và Quan gia, bây giờ cũng đang muốn hợp tác với tập đoàn uyển như bọn họ nói tập đoàn uyển như là hồi môn của cố uyển như cái gì bình mau hoàn toàn nổi giận ở tập đoàn uyển như có thể ăn nói lộn xộn với giang hải nhưng ai không lễ phép với cô cố tuyệt đối sẽ làm mọi người tức giận mọi người đối với cố uyển như đó là tôn trọng tự đáy lòng đi đi xem chắc không phải kẻ điên nào chạy từ bệnh viện tâm thần ra chứ bên ngoài công trường có mấy chiếc xe đang đậu cố hữu ngậm thuốc lá trong miệng ngửa mặt lên trời sưởi nắng nhẹ nhàng đắc ý như đang đứng trong vườn nhà mình một tên bộ dạng như con cún đang nịnh nọt khuôn mặt tươi cười mang vẻ nịnh nọt đang xếp đồ lên bàn cho cố hữu bình mau đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh đi mau đi gọi cho anh giang ấy quay lại đã nghĩ lại thấy không đúng báo cho anh giang thôi đừng để cố tổng biết việc như thế này luôn là Giang Hải xử lý. Người hiểu cố huyền như đều biết, cô không có thời gian rảnh để phân tâm vì lũ người này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với công ty. Bình Mao tiến lên, đánh giá mỗi người một lượt. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn quấy rối chúng tôi làm việc? Cô hữu vẻ mặt khinh khỉnh, ngang ngược giơ tay lên. Tôi tạm thời dừng việc làm ăn, điều này cũng là quấy rối sao? Người bên cạnh lấy ra một tờ công văn, hông vậy trước mặt bình mao tao không làm khó loại bỏ đi như mày nữa tập đoàn uyển như chính thức được lập ra phương bắc tiếp quản tất cả dự án công trình của thành phố giang tư từ giờ trở đi đều là sản nghiệp thuộc sở hữu của lập gia danh con chúng mày chắc đều thấy may mắn sau này đều làm việc cho lập gia hưởng loại vinh quang này e rằng tám đời sau nhà mày chưa chắc đã có thông minh lên đi bây giờ nhập bọn với tao còn sợ không có vinh hoa phú quý tập trung nhìn vào tờ công văn kia, thế mà lại là chữ đỏ mở đầu. Công văn từ tỉnh, có người hô lên. Không thể nào. Cố Hữu nói, không sai, là công văn của tỉnh. Cố ra thiếu tiền lập ra, nên dùng tập đoàn uyển như gán nợ. Thức thời lên, phối hợp với tao, tao còn có thể cho bọn mày miếng cơm. Bình Mao giận dữ, tay hung hăng nắm lại thành nắm đấm. Dự án này, không, toàn bộ các dự án thuộc thành phố này, không thể có quan hệ với lũ khốn lập ra này được. Cái vinh quang chó tha đấy mày vẫn là giữ lại cho mình đi. Bình mau nói chuyện thẳng thắn, mạnh mẽ, ở thành phố Giang Tư, mọi người đều biết người của tập đoàn Uyển như rất lịch sự, nhưng đối với loại người không có lý lẽ thì chưa bao giờ khách khí. Trên cao có lãnh đạo, dưới dù là người bán hàng bình thường, thậm chí là công nhân bốc xếp gạch. Tất cả mọi người đều chung một cảm nhận, dám nói tập đoàn Uyển như không tốt, sẽ trở mặt với người đó. Tập đoàn Uyển Như từ ngày thành lập đến giờ đã tốn không ít tiền làm từ thiện vì thành phố Giang Tư, cũng làm rất nhiều công trình ích lợi. Công ty bảo vệ thành phố Giang Tư càng giống như một thùng sắt lớn bao bọc cho toàn thành phố, những việc gây rối loạn, phạm pháp đã rất lâu không còn nhìn thấy. Sống ở thành phố Giang Tư khiến mọi người có cảm giác hạnh phúc. Bất cứ là ai đều không thể tùy tiện nói không chịu ân huệ của tập đoàn Uyển Như. Cuộc sống an yên này đều do tập đoàn Uyển Như mang tới thành phố giang tư không một ai đi che giấu lương tâm nói tập đoàn uyển như không tốt cố hữu nở người lạnh lùng nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tao thấy mày là chán sống rồi giang hải chẳng qua chỉ là thằng ở rể cố uyển như là một đứa con gái tao khuyên mày nhanh chóng mà bỏ tà theo chính đi bình mau cắn giang nói mày ăn nói cẩn thận lại đi cố tổng không phải người mà mày có thể động vào càng không phải người để cho mày làm nhục Cố Hữu cười khinh thường, châm chọc nói, "Mày bây giờ có thể đi liên hệ cho Cố Uyển Như, nói cho cô ta, anh họ Cố Hữu đang ở đây chờ." "Anh họ?" Bình Mao sừng sốt, "Chưa từng nghe nói Cố Uyển Như còn có anh họ gì." Cô Hữu cũng lười cái cọ với đám người Bình Mao, vỗ vỗ tờ công văn kia. "Đây là công văn của tỉnh, đến mà xem cho rõ, tất cả dự án này đều đã thuộc sở hữu lập ra, công văn này chính là chứng minh quyền lực nhất." "Mặc kệ các người đang làm gì, đều ngừng lại cho tôi." bình mao không át được lửa giận đây là bọn mày dở trò từ khi nào việc của thành phố giang tư cần trên tỉnh hạ công văn chúng mày cút ngay lập tức nếu không chờ anh giang tới cô hữu không có kiên nhẫn đôi mắt nheo lại thành đường thẳng đứng dậy chặn trước mặt bình mao không nói đến giang hải còn được nghĩ đến giang hải cô hữu đã tức tối giang hải tên giang hải đáng chết đã làm anh ta mất đi lạc thú của đàn ông bộp giang tay chút xuống một bạt tai Cố Hữu dữ tợn gầm lên với mấy tên đi theo đánh gãy chân chúng nó cho tao. Dầm, a, à, Bình Mau không ngờ đám người cố Hữu thật sự dám đánh người. Vài người phía sau muốn phản kháng nhưng căn bản không phải đối thủ, vài bước đã bị đánh ngã nằm trên mặt đất kêu rên liên tục. Rất nhanh Bình Mau đã bị túm lấy cổ áo phía sau ấn ngã vào trước mặt cố Hữu. Cố Hữu điên cuồng ấn mạnh đế dày ra lên mặt Bình Mau. Nghiến răng nói cho mặt mũi lại không cần gọi điện thoại cho cố uyển như bảo cô ta lăn đến trước mặt tao bình mao rất kiên cường quyết không rên một tiếng cô hữu chủ động gọi điện thoại cho cố uyển như sau đó liền đặt ở bên tai bình mao trong điện thoại truyền đến tiếng hỏi thăm của cố uyển như bình mao vẫn một mực không nói cô hữu hung hoang dậm mạnh chân lên người bình mao không chịu được đau đớn nữa bình mao rên thành tiếng cô hữu đặt điện thoại lên tai quái gở nói, em gái huyền như, anh là cố hữu anh họ em đây, còn nhớ anh không? Cố hữu, cố huyền như sừng sốt, đang muốn tắt máy. Cố hữu nói, cô nếu như thông minh, bây giờ đến ngay công trường phía tây cho tôi. Nửa tiếng nữa nếu không thấy cô, tôi sẽ đánh gãy chân hết người của cô. Nghe bọn chúng cầu cứu cô trước đi. Nhấc chân đạp lên mặt bình mau, bình mau nhịn không được kêu thảm thiết. Cô hữu khuôn mặt phản vẹo, em gái huyền như, nghe thấy chưa? nửa tiếng anh đợi em đấy nhé cô hữu suốt cuộc anh muốn làm gì cô Huyền như tức giận hét lên cô nghe thấy đó chính là tiếng của bình mau chỉ cần nghe tiếng kêu rên cũng đủ để tưởng tượng được bản thân bình mau đang thống khổ chịu đựng thế nào tôi muốn làm gì cô hữu cười lạnh ngay sau đó điên cuồng gào lên tôi muốn các người phải trả giá tôi muốn giang hải phải chết à đúng rồi lát nữa tôi đưa cô xem công văn kia cô nhất định sẽ có hứng thú Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trái tim Cố Uyển Như thắt lại. Liền sau đó cô nhận được một bức ảnh, là công văn trên tỉnh phát xuống. Cố Uyển Như ngây ngẩn, sao có thể? Không có bất kỳ bằng chứng gì tập đoàn Uyển Như đã thành của lập gia. Xách túi lên đi ra bên ngoài. Đúng lúc này, Giang Hải cũng vào đến cửa. "Giang Hải, công trường phía tây đã xảy ra chuyện." Giang Hải gật đầu, anh cũng đã biết. Cố Uyển Như nói, bình Mao bị Cố Hữu bắt lại còn đánh cậu ấy nữa. Giang Hải trấn an Cố Uyển Như, em ở lại công ty chờ đi, những việc này để anh đi xử lý. Có một số người chưa đến Hoàng Hà còn chưa từ bỏ ý định. Lại có một số người không thấy chút máu vĩnh viễn không biết thế gian hiểm ác. Mà những người đó, đã ở ranh giới cái chết vẫn muốn thử sức. Đối những người này, nói đạo lý là vô dụng. Cố Uyển Như bắt lấy cánh tay Giang Hải, anh muốn làm như thế nào? Báo cảnh sát hoặc là để hoành độ dương tới xử lý. Giang Hải thuận miệng nói lấy lệ, không muốn để Cố Uyển Như nhìn thấy một bộ mặt hung tàn của mình. Cố Uyển Như lắc đầu, vô dụng thôi, có lẽ bọn họ không chờ chúng ta báo cảnh sát đâu. Chỉ cần đi con đường chính quy, nhất định phải xác lập trước đất đai thậm chí những vấn đề thuộc quyền tập đoàn Uyển Như. Tuy bọn họ là đang vô cớ gây rối, nhưng đây đúng chính là điều bọn họ muốn. Chúng ta đều biết, nếu kiện tụng bọn họ sẽ không thắng nổi nhưng mấu chốt là về thời gian chúng ta sẽ không theo kịp một khi muốn thưa kiện sẽ phải đình công cứ như vậy tập đoàn uyển như sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng lớn trong khoảng thời gian này tập đoàn uyển như đàm phán quá nhiều dự án cơ bản đều cùng một phương thức tập đoàn uyển như bỏ ra đất đai cũng như kỹ thuật mà bên hợp tác phụ trách đầu tư sản xuất xây dựng xưởng nếu ngừng công trình không chỉ là tổn thất tiền vi phạm hợp đồng còn có tín nhiệm của bên hợp tác đối với tập đoàn Uyển Như. Danh tiếng của tập đoàn Uyển Như coi như bị hủy, sau này ai còn dám cùng hợp tác với tập đoàn Uyển Như nữa. Nếu lần kiện tụng này chậm chế kéo dài, tập đoàn Uyển Như cho dù nhiều tiền tới cỡ nào cũng sẽ bị dìm chết. Đây là âm mưu của Lập Gia. Vụ kiện tụng vô lại. Cố Uyển Như buồn bực rậm chân, nước mắt đã đảo quanh. Làm sao bây giờ, anh nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Lúc này Mấy người quan chức trong công ty cùng lúc tìm đến, hỏi Cố Uyển Như rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì sao bên ngoài đều nói tập đoàn Uyển Như đã biến thành sản nghiệp của Lập Gia? Hơn nữa, có bên hợp tác cũng đã phát hiện vấn đề, tìm đến giám đốc các dự án yêu cầu giải thích. Cố Uyển Như thật sự ảo não, ánh mắt bất lực. Vì sao, vì cớ gì mọi việc cô đều không làm gì được, mỗi lần xảy ra chuyện đều cần Giang Hải ra tay. Cố Uyển Như cảm thấy cô nợ Giang Hải quá nhiều làm sao có thể hết lần này lần khác nhờ giang hải giúp đỡ xua xua tay để các vị cấp cao đó rời đi giang hải ấn cố uyển như ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa bóp cười nói bọn họ muốn thưa kiện vậy thì kiện thôi vợ à làm buôn bán thì không được sợ việc kiện tụng nói cũng thật dễ dàng cố uyển như biết giang hải đang an ủi cô nhưng thật sự vẫn không vui lên được gà tay giang hải ra giang hải nói tình huống hiện tại trình tự thông thường có phải là chúng ta nên kiện bọn họ. Chương 78 căng thẳng bức phá. Cái này mà còn cần phải nói sao? Cố Uyển Như ánh mắt vô hồn, tất cả những chuyện này đều là vô nghĩa. Giang Hải cười, vậy thì cứ để họ kiện, nếu muốn kiện thì phải lấy được chứng cứ ra. Anh muốn làm gì? Cố Uyển Như hỏi. Giang Hải cười không nói lời nào, xoa đầu Cố Uyển Như, em định làm gì thì làm đi, chuyện ở phía tây, anh sẽ xử lý nói xong, Giang Hải rời đi. Cố huyền như ngồi thẫn thờ một chỗ, tâm trạng rối bời. Vị trí đang ngồi có thực sự phù hợp với cô không? Mỗi chuyện lớn mà tập đoàn huyền như gặp phải, đều là Giang Hải ra tay xử lý. Cố huyền như cảm thấy, cô ấy không làm được việc mà một người giám đốc thực sự nên làm. Đứng ở bên cửa sổ, cố huyền như nhìn Giang Hải lái xe đi, ánh mắt dịu đi, cảm xúc phức tạp. Bên ngoài thành phố, trong văn phòng xây dựng trên công trường, miệng bình mau bị nhét đầy rẻ tay chân bị trói lại trên ghế một bên mặt xương vù chảy máu cam u w .O. dù vậy bộ dạng bình mau như đang chửi chật chật mày mà còn lớn tiếng nữa ông đây sẽ cắt chim của mày để đi ngâm rượu đấy cố hữu hung ác liếm môi kể từ khi thiếu một quả chứng tính cách anh ta ngày càng trở nên khó hiểu đối mặt với việc bản thân thiếu mất đi bộ phận anh ta thấy thật chướng mắt khi nhìn người khác khỏe mạnh lành lặn. Chỉ cần cái chân giữa của người khác động đậy một chút là anh ta đã muốn cắt nó đi ngay lập tức. Danh con, cố huyền như chỉ có thời hạn nửa tiếng thôi. Đến lúc đó, đầu tiên tao sẽ cắt đứt gân của mày. Rồi, tao sẽ từng chút một từng chút một biến mày thành phụ nữ. Hoa wow, nhìn vào mắt mày này, chắc rất mong chờ phải không? Đừng lo lắng, ngoan nào, đừng lo lắng. Cố Hữu mỉm cười bệnh hoạn. Ánh mắt Bình Mao dần lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời nói này thực ra không đủ sức đe dọa, nhưng với tên biến thái, tinh thần không được bình thường ở trước mặt thì thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Giang Hải đậu xe vào bãi, chậm rãi đi vào văn phòng. Anh ta liếc nhìn Cố Hữu với vẻ mặt lạnh lùng, rồi nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên cao lớn và mạnh mẽ. Quả nhiên, Cố Hữu dám kiêu ngạo, ngông cuồng như vậy, bởi vì gã có bảo kê đi cùng tuy nhiên trước mặt giang hải những người được gọi là cao thủ chẳng qua chỉ như đám xúc sinh một loại phế vật bán mạng cầu vinh chật chật bình mau nhìn thấy giang hải cố vùng vẫy thoát ra lại nhìn cố hữu một cách kinh hãi tên họ giang kia mày cũng dám tới gặp tao cố hữu quay đầu lại phát hiện giang hải đã ở đây liếc nhìn xung quanh cố hữu hỏi cố uyển như đâu cô ấy không dám để gặp mày giang hải nói với giọng gay gắt có vẻ như lần trước anh vẫn còn quá nhân từ khi để lại cho anh ta một quả trứng. Không dám, ha ha, cô hữu điên cuồng cười lớn, cô ta từ khi nào mà cũng biết sợ như vậy. Không phải sợ, Giang Hải giải thích, cô ấy sợ nhìn thấy mày thì thấy kinh tởm và buồn nôn nên không dám đến. Cái gì, nụ cười trên môi cố hữu tắt lịm, khuôn mặt anh ta xa sầm lại. Giang Hải dám đùa giỡn anh ta, lạnh lùng khịt mũi một cái, Giang Hải ở đây cũng tốt, có thể cắt một quả trứng của Giang Hải để báo thù. Cố Hữu lấy tài liệu ra, tên họ Giang kia, mày có thể đứng ra thay mặt cho tập đoàn Uyển Như được không? Từ hôm nay trở đi, tất cả tài sản của tập đoàn Uyển Như sẽ thuộc quyền sở hữu của Lập gia. Nếu mày quỳ xuống cầu xin, có lẽ tao có thể tha cho mày một con đường sống. Giang Hải nhẹ nhàng nói, tập đoàn Uyển Như trở thành sở hữu của Lập gia từ khi nào vậy? Cố Hữu lạnh lùng nói, mày nói những thứ đó đều vô dụng tao có tài liệu trong tay nếu mày không đồng ý vậy thì tao sẽ kiện tất cả các dự án đều bị dừng và tập đoàn uyển như cứ chở phá sản đi cuối cùng cố uyển như sẽ phải bán thân thôi Cố hữu liếm môi trong lòng thầm sỉ nhục cố uyển như lập minh không thích loại con gái đã bị giang hải chơi qua như cố uyển như đợi đến khi lập ra nắm giữ tập đoàn uyển như cố uyển như sẽ rơi vào tay gã ta đến khi đó cô hữu sẽ có cách khác để tra tấn cô. Giang Hải chậm rãi châm một điếu thuốc, thoải mái nhả một làn khói. Tôi cũng không muốn phải kiện các người. Đúng vậy, tao cũng quá hiểu mày đang tính toán điều gì. Cô hữu lạnh lùng nói. Giang Hải nói, tôi đang chờ các người kiện tôi đấy. Vẻ mặt của cô hữu thoáng chút thay đổi, anh ta lắc lắc tài liệu trong tay, họ Giang kia, mày có phải là tên ngốc không? Nhìn xem đây là cái gì? Bây giờ, tập đoàn Uyển Như đã không còn là của cố Uyển Như nữa. Không không không, Giang Hải khoát tay, tôi nói kiện ở đây, ý là kiện tôi đã cắt mất quả, trứng, của anh ấy. Cô Hữu thực sự rất tức giận, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Giang Hải cố ý nhắc về quả trứng. Mày tự tìm chết, người đàn ông trung niên nhìn Giang Hải từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực, cảm thấy người thanh niên trước mặt này rất tầm thường. Chính mày đã làm cậu cố bị thương ông cũng muốn chỉ có một bên chứng như cố hữu à? Giang Hải bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô hữu nghiến răng nghiến lợi, nhiều ngày đêm đến nằm mơ cũng muốn giết Giang Hải. Hạnh phúc nửa cuộc đời sau của anh ta đều đã bị Giang Hải hủy hoại. Anh Tùng, đừng giết chết, giữ lại cái mạng của nó cho tôi. Cô hữu lùi về phía sau hai bước, đá vào mặt Bình Mao với vẻ mặt vô cùng gớm ghiếc. Người trung niên xài bước đi tới giơ tay lên mặt giang hải giang hải vẫn bình tĩnh như không nhìn thấy ông ta cứ như vậy lẳng lặng đứng im tại chỗ bàn tay to lớn của người đàn ông trung niên gần chạm vào giang hải thì đột nhiên dừng lại mặt ông ta đỏ bừng và đổi sắc từ trong đúng quần phát ra tiếng bụp bụp cả người từ từ tê liệt gục xuống cố hữu đang chờ xem một vở kịch hay chờ xem giang hải bị hủy hoại đến chết như thế nào còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người được cho là cao thủ này đã tự mình gục xuống đất. Anh Tùng, anh làm gì vậy? Cảm thấy có điều không ổn, Giang Hải vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ hơn, anh ta phát hiện người đàn ông trung niên khỏe mạnh kia đang bị tê liệt, cơ thể mềm nhũn. Cô hữu không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Giang Hải quá bí hiểm, bàn chân anh lại còn kín đáo nhấc lên. Nhìn thấy cảnh này, cô hữu nghĩ đến chính mình, cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng anh ta sợ sun vòi lại, xem ra quả, trứng, còn lại cũng không có gì bảo đảm có thể giữ lại được. Giang Hải cười, như thỏa thuận nhé, cho ông được thành giống với cố hữu. Tôi cũng giữ lại cho ông một quả, trứng. Được rồi, không cần cảm ơn, ngoan ngoãn nằm xuống. Quay đầu nhìn cố hữu, ánh mắt dừng ở trên chân cố hữu. Cậu cố, nhanh dạng chân ra nào. Cố hữu bị dọa sợ đến ngu luôn rồi, còn nghĩ mình tìm được một tên côn đồ đứng tuổi hơn thì nhất định sẽ thắng rồi, không ngờ lại thành ra thế này. Đây là cao thủ mà Lập Minh đã nhắc tới. Lập ra lại đi nuôi dưỡng những loại ngu xuẩn thế này sao? Theo quan điểm của cố Hữu không phải Giang Hải lợi hại mà là những người này quá ngu ngốc. Động tác của Giang Hải nhanh như chớp. cố Hữu chỉ mới thấy bóng dáng kia xẹt qua thì Giang Hải đã đứng ở trước mặt anh ta. Nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng, nhưng đôi mắt của Giang Hải dường như đến từ chín tầng địa ngục. Cố Hữu không khỏi dùng mình, kẹp chặt hai chân của mình. Giang Hải, mày, mày, định làm gì? Giang Hải lắc đầu, tôi mới vừa nói, chờ anh kiện tôi đấy. Cứ việc kiện, tôi thích làm bị cáo. Ánh mắt của Cố Hữu đầy sợ hãi. Giang Hải, anh ta không phải là con người. Quẹ, một cú đá tưởng như bình thường nhưng ngay lập tức đã làm Cố Hữu nôn ra mọi thứ co tròn người lại bay ra ngoài đập mạnh vào tường như bao cát cố hữu nằm gục xuống đất há miệng khạc ra máu muốn gượng đứng dậy nhưng cuối cùng lại ngã xuống đất một cách yếu ớt giang hải ngồi xổm trước mặt cố hữu bịt mũi anh ăn cái gì mà thối thế giang viêm mày sẽ không được chết tử tế đâu tôi chết như thế nào không quan trọng quan trọng là hôm nay anh sẽ mất thêm một bên chứng nữa a à, hét lên cuồng loạn cố hữu bụng tay che chỗ ngã ba quần lại đôi mắt vô hồn như một xác chết hết rồi cả hai quả trứng đều không còn cái nào giang hải nói anh có thể đi kiện tôi tôi thú nhận đúng là đã cắt mất trứng của anh đó nhớ kỹ trở về báo cho tên công tử họ hồ chó má kia thành phố giang tư không phải là chỗ cho anh ta lộng hành nếu lúc đó giang hải đang ở công ty giang hải sẽ không e ngại mà trực tiếp giải quyết lập minh cố hữu toát mồ hôi lạnh đau đến mức không thể chịu được mặc dù anh ta rất cố gắng để đứng thẳng người dậy nhưng không thể nào gượng được giang hải dẫm lên ngón tay của cố hữu tiến đến cởi trói cho bình mau nhìn vẻ mặt không còn ra hình người của bình mau giang hải hỏi là ai đã ra tay bình mau nghiến răng nghiến lợi nói hai người bọn họ giang hải xua tay đánh lại đi giang hải hạ thủ không lưu tình đánh tới không cần nhiều lời một chân của Giang Hải dẫm lên người cố Hiếu, từ từ như muốn nghiền nát cố hữu khiến anh ta kêu lên thảm thiết, cái chân giữa vừa mới đỡ đã bị vẹo vỏ. Bình mau vâng vâng giả chứ không dám động tay. Giang Hải cũng không ép buộc, tìm người đưa bọn họ đến cho gã lập ra kia. Nói xong, Giang Hải rời đi và đi thẳng đến cột mốc giữa thành phố Giang Tư và thành phố Hải Hà. Bên này, cái cổng chắn đường vẫn còn. Giờ này, những chiếc xe đó đã biến mất. Tuy nhiên, đám người Tần Hiên đang bị treo trên cây một cách trần trụi. Trên người còn dấu hẳn của những vết roi kinh hoàng. Mắt Giang Hải bừng lên lửa giận như có thể xử ngay tại chỗ, dám làm điều này chỉ có Diệp ra. Đưa đám người Tần Hiên xuống. Tần Hiên xấu hổ đến mức không còn lỗ để chui. Cứ nghĩ đã tiến bộ khá nhiều sau một thời gian đi theo thất hồn rèn luyện. Trên thực tế, Tần Hiên chỉ là ếch ngồi đáy giếng ở thành phố Giang Tư. Núi cao còn có núi cao hơn tần hiên khi đến hùng hổ bao nhiêu kết quả là bị xử đẹp không còn manh giáp bấy nhiêu nhục nhã không để đâu cho hết anh giang chúng tôi thật vô dụng giang hải nhìn về phía thành phố hải hà khóe miệng cong lên thằng nhãi họ tống thực sự đã đánh giá thấp cậu ta quá rồi nếu không giáp lá cả được chỉ có thể ra chiêu bí mật rồi anh giang tần hiên có chút xấu hổ nói giang hải ra vẻ không để ý tần hiên nói Người đó nói, nếu muốn mở thông con đường này, tập đoàn Uyển Như phải chia sẻ tất cả các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. Thành phố Giang Tư có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, hai bên là biển bao bọc. Nhiều vật liệu xây dựng được sản xuất với số lượng cực kỳ ít, và hầu hết cát và sỏi cần phải được vận chuyển từ thành phố Hải Hà gần đó. Nếu con đường này bị phá vỡ, có thể nói sẽ trực tiếp khiến dự án phát triển thành phố bị đình trệ hoặc thậm chí là ngừng thi công. Còn gì nữa? Giang Hải hỏi. Tần Hiên bày ra vẻ mặt không biết làm sao, rằng có không dám nói. Cung kính đưa cho Giang Hải, người đó nói, mời Cố Tổng, anh và Mục Tổng, cả ba người đến tham dự lễ mừng thọ 100 tuổi của ông Cụ Diệp. Giang Hải nhướng mày lẩm bẩm nói, mừng thọ trăm tuổi, trong nháy mắt đã 100 năm. Hai lời mời khác nhau dành cho Cố Uyển Như và Lan Kiều. Không vấn đề gì với Giang Hải. Diệp Kinh Lạc nghĩ gì, đến người qua đường nhìn qua cũng biết. Thứ nhất là để cho hai cô gái thấy địa vị và sức mạnh của Diệp gia. Thứ hai, chỉ cần hai cô gái ở đó, nhất định mọi sự đã được an bài sẵn. Diệp Kinh là không biết thân phận của Giang Hải, bằng không, nếu cho anh ta 10 lá gan cũng không dám làm. Đưa thiệp mời cho Tần Hiên, đi đưa cho Lan Kiều. Hả, tuy Giang Hải và Cố Uyển như đã kết hôn, nhưng ai không biết Giang Hải và Lan Kiều có hôn ước. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông có năng lực và địa vị như Giang Viên, Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Giang Hải đây là ý gì? Đưa Lan Kiều tới. Cố gắng lấy dũng khí, Tần Hiên nhanh chóng bố trí người đi làm. Chương 79, Cố Tùng bị bắt đi. Trong bệnh viện, Cố Hữu nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, sắc mặt xám xịt. Nằm giường bên cạnh là anh Tùng, sư phụ mà Lập Minh hay nhắc đến. "Cậu hồ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Phía bên ngoài, bác sĩ chủ trị gật đầu chào. Lập Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt u ám. Cố hữu bị như thế thì cứ coi như là anh ta đen đuổi thôi. Nhưng anh Tùng là người của anh ta. Anh Tùng có thể coi là một cao thủ nhưng chưa đến mức được gọi là võ giả. Chẳng lẽ Giang Hải là võ giả sao? Gã con rể hờ này lại là võ giả sao? Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Không phải cố hữu nói hiểu Giang Hải lắm sao? Tên ngốc này nếu thật sự hiểu chuyện thì đã không mất hết cả hai quả trứng rồi. Cố Hiền loạn choạng khi nghe thấy những lời cuối cùng của bác sĩ, tai ông ù đi và đầu óc ông trở nên trống rỗng. Quả, trứng, cuối cùng của cố Hữu cũng bị đá hỏng luôn rồi, thế là hy vọng được ôm cháu nội của ông ta đã bị dập tắt hoàn toàn. Cố Hiền trợn trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, cậu hồ, cố Hữu chỉ vì lập ra mà làm bao nhiêu việc như vậy. Lập ra không thể không lo được. Lập Minh cao mày, có chút không vừa lòng. Nhưng vẫn nói, tập đoàn uyển như, lập ra đã có dự tính vậy tốt rồi. Việc này tôi đã lo liệu xong cả rồi. Cố huyền trầm giọng. Cố huyền như, cô dám làm hại con tôi, cô sẽ không được chết tử tế đâu. Vẫn còn Giang Hải. Trong phòng làm việc, Giang Hải hắt hơi hai lần. Vào đầu, trong đêm tân hôn Giang Hải đi loanh quanh ở ngoài cửa phòng cả đêm, không ngủ chút nào, giữa ban ngày mà vẫn không thể nào tỉnh táo được. Chỗ bàn làm việc, Cố Uyển như cũng ngáp. Liếc nhìn Giang Hải, Cố huyền như hít một hơi thật sâu. Tối hôm trước đã qua, vậy tối nay phải làm sao? Bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã chính thức được thiết lập, cho dù Giang Hải có muốn cô. Giang Hải đứng sau lưng Cố Uyển Như, khéo léo xoa bóp cái cổ đang bị đau ê ẩm của cô. Cố Uyển Như cảm động một hồi, Giang Hải cứ như vậy, âm thầm nhưng hết lòng. Đối xử tốt và ngọt ngào với cô mà không chán ngấy cô. Cô ngẩng đầu liếc nhìn, cười e thẹn, trong lòng thầm nói, Giang Hải ở bên cạnh anh luôn khiến người ta cảm thấy an toàn. Giang Hải, có phải em rất vô dụng không? Giọng huyền như trầm xuống, lạc đi. Các vật liệu xây dựng ở phía tây thành phố đều bị chặn đường vận chuyển, thậm chí cả lập gia cũng đang để mắt tới tập đoàn huyền như. Và tất cả những điều này, của huyền như không thể làm gì được. Giang Hải cười, vợ à, em là người hay làm việc lớn. Những chuyện nhỏ nhặt như rồi này cứ để cho anh lo hai tay uyển như buông thóng xuống đôi bàn tay của giang hải cuối cùng cũng đặt xuống hông uyển như cố uyển như bị siết chặt và cô gần như đông cứng tại chỗ giang hải đang làm gì vậy còn đang trong văn phòng ây ra xấu hổ chết đi được ngay sau đó giang hải đã đưa ra câu trả lời từ phía sau ôm cô vào lòng bàn với em một chuyện cảm nhận cơ ngực vạm vỡ của giang hải cố uyển như hỏi một cách vô thức có chuyện gì vậy Chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật sao? Cố Uyển Như quá cổ hủ và quá nhút nhát. Nếu thực sự muốn đưa mối quan hệ phát triển ở mức cao nhất, không gian tốt nhất là chính thế giới chỉ có hai người. Anh muốn đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu? Bây giờ công ty đang có quá nhiều việc, hơi thở Cố Uyển Như có chút gấp gáp, Giang Hải ôm càng chặt hơn, ngay cả thở cũng có chút gượng gạo. Giang Hải rất nhẹ nhàng xoay người Cố Uyển Như một chút, Cố Uyển Như trở nên căng thẳng hơn. Suýt nữa cô đã hét lên thành tiếng, nhưng không dám cử động, nếu ai đó nghe thấy sẽ nghĩ gì. Giang Hải, anh đừng có mà làm bậy. Giọng Cố Uyển như run run, giống như một cô gái đang bị bắt nạt. Ngoài miệng thì nói đừng, nhưng cơ thể lại không hề cử động. Anh chính là muốn làm bậy đấy. Hai mắt Giang Hải rực sáng như sao, càng ngày càng gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán Cố Uyển Như. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng huyền ảo. Cố huyền như trở nên vô thức, gần như nín thở. Em, anh. Ánh mắt của Giang Hải nhìn huyền như một cách si mê. Từ 5 năm trước, người phụ nữ này đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Hơn nữa, cả đời này, đây cũng là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh. Khi em đang lo sợ, hãy nhắm mắt lại. Cố huyền như hoảng sợ nhắm mắt lại, cắn chặt môi, hơi nhíu mày, trông đáng yêu dễ thương hết sức, giống như đang mời gọi Giang Hải vậy. Chẳng khác gì nói, anh đến nhanh nào, nhanh chiếm lấy em đi. Ngay khi môi chạm môi, Giang Hải còn chưa kịp nếm mùi vị ngọt ngào, Cố Uyển Như đã đẩy mạnh Giang Hải ra, đỏ bừng mặt lên. "Không, không được, sau này cô cũng không thể để Giang Hải tùy tiện chạm vào." Nguy hiểm quá, trong văn phòng làm sao lại làm thế này được. Tuy nhiên, sau khi đẩy anh ra, Cố Uyển Như lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Lại cảm thấy tội lỗi. Như hôm nay mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng chính thức. Hơn nữa, cố huyền như bất ngờ lại, ôm ấp một vài mong chờ. Vẫn còn chút dư vị của cảm giác vừa rồi. Một tiếng chuông điện thoại đã kéo cố huyền như trở về với thực tại. Trả lời điện thoại, giọng nói gấp gáp của cố vân lệ vang lên. Huyền như, đã xảy ra chuyện rồi, ông nội con mất tích rồi. Cái gì, cố huyền như sững sờ. Làm sao một người có tinh thần không bình thường lại có thể trốn mất được. Cố huyền như hít vào một hơi, mẹ, có phải là do ông nội sợ người không? Ông trốn ở đâu, mẹ hãy tìm xem. Không thể, chúng ta đã tìm rất lâu. Cố vân lệ lo lắng kêu lên. An ủi vài lời, cố huyền như phải liên lạc với người phụ trách của viện dưỡng lão. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu của cố huyền như nhanh chóng chuyển từ nghi vấn sang tức giận. Y tá đặc biệt của các cô làm sao vậy? Người ngoài thản nhiên vào viện dưỡng lão đưa người đi, nhưng cô không biết nếu ông nội tôi có chuyện gì, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Cố huyền như hiếm khi nói những điều tàn nhẫn như vậy, nhưng vào lúc này, bất cứ ai cũng sẽ tức giận thôi. Sau khi tắt máy, cố huyền như nhìn Giang Hải, ông nội bị bắt đi. Hẳn là, bác cả. Cố huyền, Giang Hải sửng sốt, sau đó chế nhạo, cố huyền và cố hữu đã uống nhầm phải thuốc gì mà dám như vậy. Họ đưa cố Tùng đi để tỏ lòng hiếu thảo. Không có ma nào tin vào điều đó khuôn mặt cố uyển như vẫn đỏ như vậy, nhưng vào lúc này cô đỏ mặt vì tức giận. trở về nhà, cố vân lệ ngồi đó và lau nước mắt. cố uyển như an ủi là bác cả đưa ông nội đi, không phải người xấu. ừ, nhưng sao trong lòng mẹ không thấy nhẹ nhõm chút nào? cố vân lệ thở dài thườn thượt. trong những năm qua, những gì gia đình cố gia đã làm thực sự không thể tin được. điều mấu chốt nhất là cố hiển làm điều này quá đáng ngờ. nếu thực sự muốn báo hiếu tại sao không trực tiếp đến gặp Cố Vân Lệ nói sẽ đưa Cố Tùng về chăm sóc. Với tính khí của Cố Vân Lệ, nếu bà cảm động thì có thể đưa cổ phần của tập đoàn Cố Thị cho ông ta. Lôi nhân hào bưng đồ ăn từ trong bếp ra, con rể giang, ăn cơm thôi. Ngay lập tức, ông ngồi xuống bên cạnh và choàng tay qua vai Cố Vân Lệ, em không cần phải lo lắng quá. Dù ông ấy muốn làm gì thì cũng sẽ đối xử tốt với cha thôi. Đừng quên, đó cũng là cha ruột của ông ấy thật vậy chứ cố vân lệ ngước nhìn lên liệu cố hiển có thực sự đối xử tốt với cha không sao trước đây bà đã không nhìn thấy điều đó cả nhà ngồi vào bàn ăn thỉnh thoảng lôi nhân hào gắp đồ ăn cho giang hải còn rể giang thịt bò này rất ngon gân bò và suốt thịt bò rất tuyệt vời cha cũng ăn đi ạ à. giang hải cười nhẹ cố huyền như ở bên cạnh đỏ mặt thời gian này khiến cô cảm thấy rất căng thẳng trước đây cố huyền như đã tin tưởng giang hải và biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ dùng sức mạnh để ép cô làm điều cô không muốn bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã được xác định nếu giang hải muốn chuyện đáng xấu hổ cố huyền như cũng không thể từ chối mãi vì bất cứ lý do gì giang hải gắp một con cá đặt vào dĩa của cố huyền như vợ à em ăn nhiều vào bổ não lắm giang hải cười khổ thấp giọng nói còn bổ cái gì nhỉ cố huyền như cúi đầu theo bản năng khuôn mặt ngay tức khắc đỏ bừng lên giang hải đáng chết cha mẹ đang ở đây mà còn dám nói lung tung hơn nữa lại nhìn xuống bản thân mình cố huyền như lẩm bẩm mình thực sự nhỏ thế sao cố huyền như nhìn lôi nhân hào cha sao cha thiên vị thế con là con gái của cha mà lúc nào cha cũng gắp thức ăn cho giang hải con bé này lôi nhân hào lắc đầu thở dài con nhỏ mọn quá rồi đó giang hải là người ngoài sao con không có tay à, tự con gắp đi." Cố Vân Lệ đổi vị trí các đĩa thức ăn trên bàn, để các món mà Cố Uyển Như thích và ở trước mặt cô, đều là các món con thích ăn đó. Lôi Nhân Hào cẩn thận cầm chén rượu nhỏ. Trước kia Lôi Nhân Hào không uống rượu, nhưng bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn, uống rượu trở thành một chuyện rất dễ chịu. Tuy nhiên, Cố Vân Lệ chỉ cho phép ông ấy một lượng nhỏ rượu vào mỗi tối để tốt cho sức khỏe. Giang Hải, nào Chúng ta cùng uống đi. Vâng ạ, à, Giang Hải vội vàng cầm ly, nhấp một ngụm, rồi lại cầm bình rượu bên cạnh lên, rót đầy ly rượu của Lôi Nhân Hào. Cố Vân Lệ nhìn chằm chằm và không nói gì, nhưng cả hai lại mỉm cười với bà. Cố Huyền như giận dỗi bỏ lên lầu, còn Cố Vân Lệ thì dọn dẹp. Lôi Nhân Hào hỏi về chuyện của Cố Tùng, con rể Giang, con cảm thấy Cố Huyền muốn làm gì. Mặc kệ ông ta thôi, Giang Hải cười nhạt lôi nhân hào nhíu mày ông ta bắt ông cụ đi hẳn là có mục đích gì đó chỉ là ông cụ không có cổ phần trong tập đoàn cố thị có thể nói ông cụ là một ông cụ đáng thương ông ta muốn làm gì lúc này điện thoại của giang hải vang lên mới trả lời vài câu sắc mặt giang hải sạm lại lôi nhân hào cũng nhìn xuống điện thoại sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn giang hải cố huyền như đang ở trên lầu bước nhanh xuống lầu và cố vân lệ cũng lao ra khỏi phòng một đoạn văn bản xuất hiện trên điện thoại của mọi người cùng một lúc. Trong một bài báo ngắn, Cố Huyền như được miêu tả là một người phụ nữ dâm đáng, có thể ăn thịt người mà không rút xương. Cùng với mẹ của mình, Cố Vân Lệ, cô đã hủy đi tất cả cơ nghiệp của tập đoàn Cố thị. Cố Hữu đau buồn về việc bị đánh vỡ hai quả trứng, Cố Hạo dân bệnh nặng, Cố Thụy Long chết không minh bạch. Ngoài ra, Cố Thiết Huy cũng chỉ là con rối của mẹ con Cố Vân Lệ và phải biết rằng gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn cố thị đều do cố vân lệ đứng tên chỉ một chốc tất cả tội lỗi đều bị đổ lên đầu mẹ con cố uyển như bài báo khắc họa hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lõi đời và trái tim dã thú độc ác như loài rắn rết và bỏ cạp mọi chuyện vẫn chưa kết thúc số tiền đăng ký vốn ban đầu của tập đoàn uyển như được cho là tiền của lập gia cố uyển như xuất thân thấp kém và có mối quan hệ không rõ ràng với một lái xe cuối cùng đính kèm một trang web, Cố Huyền muốn phát sóng trực tiếp, vạch trần bộ mặt xấu xa của mẹ con Cố Huyền như. Hãy để mọi người xem Cố Vân Lệ đã đối xử với người cha già của bà ta như thế nào và Cố Huyền như đã ngược đãi Cố Tùng như thế nào. Cố Huyền như lo lắng, phải làm sao, phải làm sao bây giờ. Nếu bọn họ cứ nói nhảm, thanh danh của tập đoàn Huyền như sẽ mất hết. Tương lai ai còn có thể tin tưởng tập đoàn Uyển Như? chương 80, trực tiếp Livestream, giang hải trầm mặc không nói cố hiển đúng là đặt cược hết tất cả rồi đây một tin nhắn gửi cho tất cả mọi người ở thành phố giang tư bây giờ danh tiếng của tập đoàn uyển như rất lớn mạnh cố hiển làm vậy có chủ đề có sự theo dõi giang hải chậm rãi bấm vào đường dẫn mở trang web điện thoại lại reo lên giang hải nhấc máy nhẹ nhàng nói kiểm tra xem ở đâu giang hải anh đừng làm gì nhé lúc này nếu để cố hiển túm được thì chẳng khác nào chúng ta thừa nhận những gì ông ta nói là thật sao. Ngay sau đó, giọng cố huyền như run lên, Giang Hải, anh xem. Hình ảnh xuất hiện trên video, trong màn hình hiện lên một sân khấu nhìn rất đơn giản. Đứng trên sân khấu là cố hiển. Mái tóc bạc phơ, tinh thần uể oải của cố hiển như thể là ông ta đã bị hủy hoại bởi sự cực đoan cả ngày trời. Ông ta đẩy chiếc xe lăn, cố tùng đang ngồi trên xe, phía bên kia là một chiếc giường bệnh. Sắc mặt cố hữu tái nhợt, nằm trên giường không còn chút sức sống nào. Không biết từ đâu có một người dẫn chương trình xinh đẹp xuất hiện, đứng vào giữa, trao đổi điều gì đó với cố hiển. Mọi người ở thành phố Giang Tư đều nhận được mẫu tin nhắn này. Tập đoàn Uyển như lại là cái tên nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Tư vào lúc này, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành đại diện của thành phố Giang Tư hôm nay lại có chủ đề liên quan tới tập đoàn uyển như rất nhiều người hóng tin tràn vào phòng phát sóng trực tiếp người dẫn chương trình liếc nhìn thời gian rồi tỏ vẻ hơi thắc mắc với cố hiển cố hiển nhoẻn miệng cười khẩy ông ta muốn cố uyển như thân bại danh liệt ông ta muốn giang hải trở thành một con chuột chạy qua phố mà ai ai cũng muốn đuổi đánh không những điều này cũng chưa phải mục đích cuối cùng ông ta muốn giang hải phải chết cố uyển như phải chết tất cả mọi người đều phải chết không còn tập đoàn uyển như nữa giang hải và cố uyển như chỉ như những con chó bị rơi xuống nước muốn dìm chết bọn họ dễ như trở bàn tay cố hiển đặt hai tay lên vai cố tùng dứt khoát nói đồ giả nua nếu ông nghe lời tôi sẽ chăm sóc ông cho ông ăn cho ông uống tìm cho ông một cô vợ bé nữa cũng được nếu ông không nghe lời thì chờ chết đi ánh mắt cố tùng đầy vẻ kinh hãi không khỏi run lên bần bật đưa tay lên che mặt ông ta sợ cố hiển sẽ xử lý ông ta cố hiển dựa vào vai cố tùng nở một nụ cười nham nhở nói ông biết gì không tập đoàn cố thị bây giờ đã trở thành sản nghiệp của cố vân lệ cố vân lệ người đã bị ông đuổi ra khỏi nhà chỉ cần ông nghe lời hợp tác với tôi để giành lại tập đoàn cố thị tôi sẽ để ông dễ sống hơn một chút cố tùng nước mắt lưng tròng toàn thân run rẩy thời khắc này ông ta mới biết rốt cuộc ai mới là người thực lòng tốt với ông ta trong lòng vô cùng hối hận ngay từ đầu vì sao lại muốn đuổi con gái ra khỏi nhà vì sao lại chiều chuộng mấy thằng con trai đợi khi bản thân mình già nua duy chỉ có cố vân lệ quan tâm tới sự sống chết của ông đối với cố tùng ngày hôm nay mà nói tài sản còn có tác dụng gì nữa tiếp nối hương hỏa còn có tác dụng gì hương hỏa là gì lẽ nào lại chính là những kẻ vô ơn như cố hiển sao cổ đau nhức, cố hiển véo mạnh sau lưng, lão già, vẫn chưa tới lúc ông khóc, chờ đã. Lát nữa bảo ông khóc thì ông phải khóc. Khóc không ra tiếng thì đừng trách tôi không khách sáo. Xem truyền hình trực tiếp, con người của Giang Hải có rút mạnh, thần chí của cố tùng vừa tỉnh táo thì ánh sáng đỏ tràn ngập màn hình. Xong rồi, đây là họ dùng bí mật để khiến cố tùng hồi quang phản chiếu. Chỉ cần một, hai tiếng đồng hồ, cố tùng giống như ngọn đèn trước gió, chuẩn bị đi gặp Phật tổ, có thể ngã quỵ xuống đất bất cứ lúc nào. Lập ra, thật sự không thể xem thường. Người có thể thực hiện những bí mật thế này, không thể là người thường. Loại người này, lập ra có thể mời được sao? Ngay lập tức, Giang Hải nhếch môi lên, nghĩ tới một khả năng khác. Tâm mạch của Cố Tùng đã bị chặn, rất có thể là do lập ra ở phía Bắc làm. Nếu như vậy, để cho Cố Tùng hồi quang phản chiếu thì quá đơn giản rồi. Cố Hiền không vội bắt đầu biểu diễn người dẫn chương trình cũng lặng lẽ theo dõi số lượng những người theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Phần bình luận đã bắt đầu xáo động rồi. Một số người tin tưởng tập đoàn Uyển Như. Suy cho cùng, thời gian gần đây, tập đoàn Uyển Như vì thành phố Giang Tư mà làm nhiều việc như vậy, đầu tư một số tiền không lồ. Ở thành phố Giang Tư này có ai là chưng từng hưởng lợi? Một số người thì lại mắng chửi thầm tệ. Những người này ghét người giàu và kể cả bạn có tốt với họ thế nào đi nữa, họ cũng vẫn gọi bạn là nhà tư bản độc ác trong mắt những người này tiền của những người giàu có đều không sạch sẽ có được là do bóc lột người nghèo còn có một số người khác đã không đợi thêm được nữa mà bắt đầu ăn dưa chửi bới rục dã sao còn chưa bắt đầu ánh đèn sân khấu tập trung lại tất cả các nhân viên đã sẵn sàng người dẫn chương trình tỏ ra trầm mặc như thể cuộc sống của cô ta đang rất khó khăn và u ám kính thưa quý vị hôm nay là một chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt. Trong khung hình có ba người lần lượt là, và những người họ muốn tố cáo chính là người thân của bọn họ. Cố Vân Lệ 20 năm trước đã rời khỏi Cố Gia. Vì sao bà ấy có thể có được 90% cổ phần của tập đoàn Cố Thị? Cố Huyền Như, nắm lấy phần tài sản của Lập Gia và tất cả các quỹ của tập đoàn Cố Thị, thành lập nên tập đoàn Huyền Như, Ông cụ có mái tóc bạc phơ này chính là người đã từng bước phát triển Cố gia đến cơ nghiệp ngày hôm nay. Người ta đều nói, cha mẹ hiền lành thì con cái hiếu nghĩa. Nhưng người con gái mà ông ta tốn bao công dưỡng dục lại là một người mang lòng dạ rắn độc. Thân là ông ngoại, ông cụ tốt bụng này có thể nói là đã nuôi dưỡng Cố Uyển như nên người. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, cuối cùng Cố Uyển như lại lấy đi mọi thứ của Cố gia. Ông cụ cố, những năm cuối đời sẽ phải sống cuộc sống lưu lạc." Giọng của người dẫn chương trình uyển chuyển, tới nửa câu chuyện thì đột nhiên rơi lệ. Sóng cô ta trầm xuống, rất truyền cảm. Phần bình luận lúc trước rất yên ắng, giờ bắt đầu dậy sóng, đột nhiên rất nhiều bình luận xuất hiện. Mặt người giả thú, không bằng cả con heo, con chó. Tôi vẫn luôn tưởng rằng tập đoàn Uyển như là một doanh nghiệp tốt. Không ngờ rằng nó lại tệ như vậy thật đáng xấu hổ, thật không biết xấu hổ là gì. Đến ông của mình cũng không cần nữa. Ngoặc kép ngoặc kép, người dẫn chương trình quay người lại, ra hiệu cho Cố Hiển, tiếp theo đây, chúng ta hãy nghe chân tướng sự việc từ người trong cuộc. Còn những nguồn khúc gì chúng ta chưa được biết đến. Ánh đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt của Cố Hiển. Cố Hiển mang khuôn mặt đau khổ, nhìn Cố Hữu, Cố nặn ra vài giọt nước mắt trải qua nỗ lực của nhiều thế hệ vậy mà tập đoàn cố thị lại bước đến bước đường hôm nay không phải vì làm ăn bất chính mà là có trộm nhà quay mặt đi lau những giọt nước mắt ánh mắt có phần trở nên man dại rồi ông ta giống lên cố vân lệ cô đã có được mọi thứ cô muốn tập đoàn cố thị đã là của cô rồi tôi muốn hỏi lương tâm cô có cảm thấy bất an không tôi muốn hỏi cô cô có cảm thấy hổ thẹn chút nào không là anh cả của cố gia, tôi luôn nỗ lực để trèo lái tập đoàn cố thị. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ là làm chiếc váy cưới cho cố vân lệ mà thôi. Cô cũng là con của cha. Gia đình này giờ tan nát, cô đã hài lòng chưa? Cố hiển đột nhiên rú lên rồi khóc lớn, thực sự giống như một đứa con phải chịu ấm ức. Nghẹn ngào nói, tôi như con chó trong nhà có tang. Đến giờ không còn gì nữa cả. Cái nhà này cũng không còn là nhà nữa chú hai cố hạo dân giờ vẫn đang nằm viện cậu ấy vì biết người con gái và cháu ngoại của cha mình người mà cha mình rất mực thương yêu làm ra những chuyện này quá kích động nên đã bị suất huyết não suýt mất mạng chú ba và con trai chú ấy đã bị người ta sát hại trong vụ hỏa hoạn vào đúng ngày cố vân lệ đoạt được gia sản cố ra cái chết của bọn họ cô có can tâm không chú ba chết như thế nào mọi người đều biết rõ chuyện giết người diệt khẩu mà cũng làm ra được Cố huyền nói những điều này lập tức có những phản hồi ở phần bình luận. Có một vài bác sĩ, hộ lý cũng đứng ra làm chứng cho những điều cố huyền nói là thật. Một đợt phê bình mới nổi lên. Ở thành phố Giang Tư, hơn phân nửa số người đang theo dõi buổi phát trực tiếp này. Tất cả đều đang lắng nghe những lời buộc tội cuồng loạn của cố huyền. Cố vân lệ, cố huyền như cũng đang lắng nghe. Lôi nhân hào vô cùng phẫn nộ, bọn họ sao có thể đổi trắng thay đen như vậy. Mấy người bọn họ cũng từng làm con, sao có thể không có chút hiểu biết gì về cha của mình. Nước mắt Cố Vân Lệ trực trào ra, nghẹn ngào không nói nên lời. Bất kể là Cố Tùng hay anh em Cố Hiển thì họ đều là người thân của bà. Giờ đây, bị buộc tội vô căn cứ thế này, những uất ức trong lòng có thể giải bày với ai được đây? Cố Hiển đúng là không biết xấu hổ. Ông ta dùng cách này để làm mất uy tín của chúng ta. Nhà họ Cố thành ra thế này, tất cả là do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi tất nhiên mọi trách nhiệm bây giờ đều bị đổ lên đầu mẹ con cố vân lệ tất cả mọi thứ hổ lốn đều đổ lên đầu cố vân lệ yếu đuối danh tiếng của tập đoàn uyển như đã bị hủy hoại thêm dầu vào lửa trước nay luôn là sở trường của những anh hùng bàn phím anh hùng múa bàn phím không cần phải chịu trách nhiệm gì chửi rủa người khác vậy mà lại cứ tỏ ra đạo đức lắm thời điểm này tập đoàn Uyển Như đã trở thành đại diện cho việc ham giàu mà bất nhân. Ở phần bình luận, toàn những từ ngữ xúc phạm và khó coi. Lúc này không một ai nói tốt cho Cố Vân Lệ. Thậm chí, tất cả những sự việc có liên quan tới tập đoàn Uyển Như đều bị lôi ra xem xét, bàn tàn, suy xét lại. Sửa đường, làm đường cho thành phố Giang Tư bị nói thành nước mắt cá sấu. Việc làm sạch sông để thành phố Giang Tư thoát nước ngầm lại trở thành sự thú nhận cho tội ác công ty bảo vệ thành phố Giang Tư tự nhiên lại bị lôi ra. Những người này đều là xã hội đen, là những kẻ nhàn rỗi, đổi cách hành xử hung hãn. Sau đó, có người bắt đầu kêu gọi tẩy chay tập đoàn Uyển Như. Không mua đồ của tập đoàn Uyển Như, không hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Còn có người đe dọa sẽ thôi việc ở tập đoàn Uyển Như. Cũng có người muốn mẹ con cố vân lệ đứng ra chịu sự phán xét của đông đảo công chúng. Bị vụ oan ác ý, cố Uyển Như run giấy, hai tay nắm chặt, nghiến răng. Cố huyền thật tàn nhẫn. Ông ta muốn tiêu diệt tập đoàn huyền như, nhưng còn dã tâm khiến cả nhà cố vân lệ ở thành phố Giang Tư trở thành những con chuột chạy trên phố. Giang Hải đưa ta ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cố huyền như. Cố huyền như khóc, Giang Hải, phải làm sao đây? Sao bọn họ có thể làm vậy? Chúng ta có thể làm gì được đây? Danh tiếng của tập đoàn Uyển như bị hủy hoại ai còn sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Uyển Như nữa đây? Có thể thấy rằng, trước mắt, tập đoàn Uyển Như sẽ gặp phải những khó khăn rất lớn. Cơn giận không thể kiềm chế lại được. Cố Huyền ăn không nói có, nói những điều vô lý. Nhưng những người đang xem này lại không đi kiểm chứng thật giả, đúng sai. Bọn họ chỉ phát tán đi, chỉ quan tâm suy xét dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức. Buổi phát sóng trực tiếp này không thể dừng lại được sao? Lôi nhân hào lo lắng giang hải lắc đầu nếu dừng lại bây giờ mọi người sẽ nghĩ gì nếu như cố hiển xảy ra chuyện mọi người sẽ nghĩ là do ai làm cố hiển đã dám đứng ra đâm đặt chính là vì đã nhìn ra được điểm này bất kể ông ta có nói gì thì cả nhà cố hiển như chỉ có thể giải thích chứ không thể có bất kể hành vi gì đụng chạm đến ông ta nếu như giang hải động tay động trận thì sẽ là giết người diệt khẩu để nhằm che đậy chân tướng như vậy chuyện không cũng trở thành có mất audio điện tử võ tấn bền hết chương 80